Chương 3278, ngươi chính là người ta lựa chọn. Tuy nhiên, vừa nghĩ Cao Tăng Tuyết Y chẳng qua chỉ là một hồn khí của người đã chết còn tồn tại mà thôi. Hơn nữa, là một cao tăng bình thường mà nói thì chẳng phải là người độc ác, Diệp Phàm cũng đi vào trong. Khi vừa đi vào, Diệp Phàm tỏ ra đặc biệt thành kính, ngay từ ngoài cửa hắn đã bước một bước lại quỳ một bước. Tuy nhiên, cử động của Diệp Phàm lại khiến cho bốn người Ngô Tuấn ngơ ngẩn. Đây là làm gì thế? Đường Thành hỏi, đầu óc mơ hồ. Ha ha, Diệp Tổng đang cầu tài mà, còn cầu bình an nữa, đương nhiên phải thành kính mới chút rồi. Hơn nữa, Diệp Tổng là người trước giờ tin Phật, mẹ của anh ấy một tháng ba ngày ăn chay. Diệp Tổng là hiếu tử, đương nhiên cũng phải như thế rồi. Ngô Tuấn sau khi giật mình liền nói dối. Đường Thành vừa nghe thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng, biết là chỉ để lừa Tuyết Lý Hồng thôi. Thế là vội vàng phối hợp gật đầu không ngớt, nói, tôi nhớ có lần Diệp Tổng thay bà nội của anh ấy đến chùa ăn chay một tháng liền. Một tháng đó vất vả cho Diệp Tổng, phải kiêng thịt một tháng mà. Hơn nữa, hàng ngày sáng sớm đã phải tắm rửa thay quần áo. Suốt một tháng liền, người bình thường cũng rất khó mà làm được, huống chi Diệp Tổng người ta là một ông chủ lớn có phải không nào. Lần này Sa Thiên phải ngậm chặt miệng vào thì mới nhịn được cười. Diệp Tổng đúng là thành tâm, Tuyết Lý Hồng gật gật đầu. Cuối cùng đã đến trước tượng của Tuyết Y Đại Sư. Diệp Phàm chưa từng thành kính như thế bao giờ, ba quỷ chín lại đầu đập xuống đất kêu lên cồm cộp. Thành tâm ở tâm, không phải ở bề ngoài. Lúc này một giọng nói vang lên. Vãn bối thể hiện sự biết lỗi đối với tiền bối. Vừa rồi đã không thành tâm muốn vi phạm quy tắc quấy rầy pháp thân của tiền bối. Chủ yếu là bên trong không có đèn, mà bốn người đi vào đều là bằng hữu chi tâm của vãn bối. Vãn bối lo lắng bọn họ bị thương. Diệp Phàm giải thích nói. Người có biên bức nội công đã biến dị, hơn nữa, lại có công lực tiên thiên. Quả là bất phàm. Ta cũng phát hiện trong người ngươi hình như không chỉ có một đan điền, đúng là quái dị. Điều này chứng tỏ cơ thể ngươi đặc biệt, phàm là những kẻ cơ thể đặc biệt đều có thành tựu không bình thường. Ngươi chính là người ta đã lựa chọn, Tuyết Y Cao Tăng nói. Vãn bối không hiểu ý của tiền bối là gì. Trong lòng Diệp Phàm lo lắng, vội vàng vận công cảnh giác. Thả lỏng đi, không cần phải lo lắng, ta chẳng hề có ý ác đối với ngươi. Bần Tăng đã chết mấy nghìn năm rồi. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, Bần Tăng ta có một tâm nguyện. Đó chính là muốn quay trở lại xem. Hơn nữa, ngày xưa trước khi ra đi Bần Tăng đã chọn được nơi để tọa hóa. Chỉ là bởi vì một chuyện đột xuất xảy ra nên đã khiến cho tâm nguyện của Bần Tăng trở thành bọt nước. Cho đến bây giờ Bần Tăng luôn ở đây để chờ người có duyên. Đã mấy nghìn năm rồi, một chút nội tinh hồn để lại trước khi Bần Tăng tọa hóa đã sắp tiêu tan hết rồi. Vốn cho rằng tâm nguyện của ta đã tiêu tan rồi. Không ngờ lại gặp được ngươi, Tuyết Y Cao Tăng nói. Diệp Phàm phát hiện, sáu hạt xá lợi lại đột nhiên nhảy lên trên không phía trên cái bát. Giống như là sáu ngọn nến quây thành một vòng, hình thành một vòng tròn rất lạ. Tiền bối muốn vãn bối làm việc gì, người cứ dặn dò là được rồi. Chỉ cần vãn bối có năng lực hoàn thành, chắc chắn sẽ đi làm. Diệp Phàm rất cung kính nói. Chuyện đùa, không cung kính mà được sao? Có trời mới biết được Tuyết Y Cao Tăng khi còn sống là hòa thượng đạt cảnh giới nào. Dựa vào hồn khí của người ta có thể tồn tại được mấy nghìn năm rồi thì ít nhất cũng là cao thủ cùng đẳng cấp với Lô Định Tông. Bần Tăng đến từ Thiên Trúc Quốc, cũng chính là Hoàn Dương Viên Kính Tự của Ấn Độ bây giờ, sau khi ngươi đến Ấn Độ hỏi thăm thì sẽ có thể tìm thấy. Bởi vì Hoàn Dương Viên Kính Tự rất nổi tiếng, quy mô cũng tương đối cao, chỉ cần cậu đưa xá lỵ của ta về cho an táng ở tháp Vạn Phật trong chùa này. Bần Tăng sẽ tặng cho cậu một thứ giống như thế. Tuyết Y Cao Tăng nói. Nhấc tay là có thể làm được, vãn bối không cần thù lao gì cả. Đương nhiên là Diệp Phàm nói dối, muốn nhưng mà không dám nói mà thôi. Ha ha, ta rất ít giao lưu với người hiện đại. Nhưng cũng đã có tương đối nhiều người hiện đại đến thăm viếng ta. Ta có thể hiểu được tâm tư của ngươi, ngươi không phải là không muốn, chỉ là ngươi sợ. Tuyết Y Cao Tăng cười nói. Ha ha. Cũng là lo lắng một chút thôi, Diệp Phàm gật đầu nói. Lo lắng điều gì, Tuyết Y Cao Tăng hỏi. Việc này cũng khó nói, phàm là những sự việc chưa biết đối với chúng ta mà nói đều có chút lo lắng. Hơn nữa, ngay cả biên bức nội công của vãn bối đại sư cũng có thể một tát đánh bay ra ngoài. Việc này còn khó hơn đánh trực tiếp vào cơ thể của tôi. Bởi vì biên bức nội công mắt thường không nhìn thấy được, trừ khi là tôi muốn để cho người khác nhìn thấy.
vì thế nếu đại sư muốn giết tôi thì có lẽ dễ như trở bàn tay. Cho nên không lo lắng là nói dối. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, Tuyết Y cao tăng bật cười, còn sáu hạt xá lị cũng đang rung lên. Giống như một cái mồm vậy, rất lâu sau mới nói, chàng thanh niên, người không nói thật đấy chứ. Tôi nói đều là nói thật, Diệp Phàm mạnh dạn nói. Người sợ ta lợi dụng dùng pháp thủ nội công chuyển sinh để đoạt lấy thân thể của ngươi có phải không nào? Câu này của Tuyết Y cao tăng nói ra, Diệp Phàm khó tiếp tục kìm nén mối lo sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn những hạt xá lị đang quay tròn thành một vòng trên không trung. Tiền bối cũng biết việc này, Diệp Phàm không đành được liền hỏi. Ha ha, tiêu chí của cao thủ thoát thần cảnh chính là có thể dùng nội công chuyển sinh để tái sinh. Đây là nguyên nhân mà rất nhiều cao thủ muốn đột phá lên thoát thần cảnh muốn đạt được trường sinh. Đương nhiên, pháp môn này rất khó hoàn thành, bằng không Bần Tăng đã sớm chuyển sinh rồi, hà tất chỉ còn lại một ít hồn khí này. Thực ra, chỉ dựa vào một ít hồn khí này thì chẳng có cách nào thực hiện được pháp môn nội công chuyển sinh. Chắc ngươi đã từng nhìn thấy cao thủ cùng đẳng cấp như ta. Chắc cũng hiểu một chút về pháp môn chuyển sinh, bằng không ngươi sẽ chẳng hỏi ta như thế có phải không nào. Tuyết Y cao tăng nói. Tôi cũng nghe nói như vậy, tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng. Dù sao, cao thủ ở đẳng cấp như người thì căn bản không trình độ thấp như vãn bối đây không thể nào đọ lại được. Nói thật là tôi không muốn để cho người khác cướp đi cơ thể mình. Bởi vì tôi còn muốn sống, mà không phải là cơ thể còn sống nhưng lại mất đi tinh thần. Diệp Phàm nói. Nói cũng đúng, thực ra ta đã lựa chọn ngươi không phải bởi vì ngươi là cao thủ tiên thiên. Mà bởi vì trong cơ thể của ngươi cũng có Phật khí. Tuyết Y cao tăng nói. Phật khí, Diệp Phàm giật mình. Đúng vậy, nội công của ngươi rất đặc biệt, giống như ẩn chứa Phật khí, nhưng lại cũng ẩn chứa độc khí. Phật khí tẩy sạch tâm hồn con người, còn độc khí lại hại người. Hai loại khí này làm sao có thể dung hòa thành một được, vì thế Bần Tăng ta cũng rất nghi ngờ. Tuy nhiên, chàng thanh niên, Phật khí của ngươi từ đâu có được? Tuyết Y cao tăng nói. Diệp Phàm biết không che giấu được, đương nhiên. Cũng là nhờ ông ấy nhắc thì mới nhớ đến nội công khi dùng bàn nhược chuyển tức pháp hút được từ bộ xương của Bảo Trí thiền sư trong Hàn Đàm, có lẽ chính là nguyên nhân có Phật khí. Bảo Trí, Hàn Đàm, ôi Tuyết Y cao tăng đột nhiên thở dài. Đại sư hình như quen biết Bảo Trí thiền sư, Diệp Phàm sửng sốt. Nó là đồ đệ của ta, người nói có quen hay không? Chỉ có điều sau này cũng mấy chục năm rồi không gặp. Không ngờ nó đã tọa hóa ở Hàn Đàm rồi. Công lực của nó vẫn chưa thể đột phá mà, ngay cả một chút hồn khí cũng không có cách nào bảo tồn lại được. Đây cũng là ta cảm thấy nguyên do mà ta cảm thấy có cảm giác thân thiết đối với ngươi. Nói ra đây cũng là một cơ duyên, thế gian rộng lớn, tỷ lệ cơ hội chúng ta gặp nhau rất nhỏ, ông trời lại để chúng ta gặp mặt ở thế giới Minh Nương Võ Hiệp. Khẩu khí của Tuyết Y cao tăng tràn đầy sự đau thương. Tham kiến đại sư, Diệp Phàm lại thành kính bái lại. Không cần, bái rồi là được. Ngươi xem cái này sáu hạt xá lị của Tuyết Y cao tăng rung lên, đột nhiên hào quang tăng mạnh. Một hư ảnh to bằng nắm đấm chân đang ngồi xếp bằng hiện lên ở giữa sáu hạt xá lị. Nét mặt rất giống với bức tượng được khắc ở trên giường, Diệp Phàm hiểu rằng, đó chắc hẳn là hồn khí của Tuyết Y cao tăng ngưng tụ thành. Đại sư hiện chân thân, Diệp Phàm rất vinh hạnh. Diệp Phàm nói, đúng lúc này, Tuyết Y cao tăng đột nhiên đưa tay vẽ một đường, bỗng nhiên trên không trung xuất hiện thứ giống như cổng trời. Mà sao trên không lóe lên, Diệp Phàm chợt hết sức kinh ngạc, cánh cổng trời này rất tương tự với cánh cổng trên không mà bức tượng to lớn ở đảo Thủy Tinh đã vẽ ra. Lẽ nào Tuyết Y cao tăng cũng có liên quan đến việc này? Đại sư biết cổng này ở đâu không? Hơi thở của Diệp Phàm chợt gấp gáp. Diệp Phàm, có phải ngươi đã nhìn thấy thứ tương tự? Tuyết Y cao tăng hỏi. Tôi đã từng thấy một bức tượng rất lớn ở đảo Thủy Tinh cũng đã vẽ ra cái này. Lúc đó còn cho rằng là ảo cảnh. Bây giờ nhìn cảnh tượng đại sư vẽ ra rất giống với thứ tôi đã được nhìn thấy. Diệp Phàm nói. Ha ha, khi đó Bần Tăng cũng là vì tìm kiếm cánh cổng trời này mà dẫn đến mình tọa hóa ở một tháp tự này mà không trở về được. Tuy nhiên, Bần Tăng tặng cho ngươi thứ tốt cũng chút liên quan với cổng trời này. Theo truyền thuyết xà mị của võ vương Mễ Tác Bỉ Khâu bị cửu chỉ thần đạo của cửu diệu đảo cướp đi. Mà thứ mà Bần Tăng có được lại có liên quan với cửu diệu đảo. Khi đó tìm kiếm bí mật của võ vương đã trở thành đại sự phấn chấn lòng người nhất trong võ lâm. Tuyết Y cao tăng nói, lúc đó rất ác liệt, Bần Tăng là một hòa thượng, vốn nên thành tâm tu hành. Sau đó không thể nào kiềm chế được sự hấp dẫn và đã gia nhập vào vòng xoáy đó, cuối cùng là bỏ mình chết nơi đất khách quê người này.
Làm người mà, không thể quá tham lam, tham niệm nổi lên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đó là vì bí mật của võ vương quá mê hoặc người, nghe nói chính là võ vương đột phá đến trình độ của cao thủ thoát thần cảnh. Việc này hình như có liên quan với việc kéo dài sự sống. Thêm một đẳng cấp nữa thì có thể sống đến 300 năm tuổi. Trên đời này, ai chẳng lại muốn chết, cho nên đã dẫn động bốn phương, bao nhiêu cao thủ thoát thần cảnh đã chết ở đảo Thủy Tinh. Diệp Phàm nói, hơn nữa hoạt động này cứ diễn ra trong mấy nghìn năm, nhưng lại có bao nhiêu cao thủ thực sự đã đến đảo Thủy Tinh. Nói rất đúng, chính xác là như thế. Bí mật của võ vương đã giết biết bao nhiêu người. Ta nghi ngờ bản thân việc này là một âm mưu cực lớn. Chỉ là võ vương chính là quyền uy của giới võ lâm, ai cũng không dám thuyết phục mình đi tin tưởng đây là một âm mưu. Tất cả đều trở thành thiêu thân lao vào lửa. Mấy nghìn năm sau, người chết biết bao nhiêu, xương trắng chất đầy. Tuyết Y Cao Tăng thở dài, ngay cả cửu chỉ thần đạo mà nói cũng là một người thần bí. Cũng có biết bao nhiêu người tìm kiếm nơi ở của hắn, kỳ vọng thông qua hắn có thể lại tìm thấy bí mật của võ vương. Bởi vì, cửu chỉ có thể trộm đi xà mị của võ vương, hắn nhất định rất hiểu về đảo Thủy Tinh. Như thế cứ đảo đi đảo lại, người chết ngày càng nhiều. Loạn hết cả lên, Đan Phi Tử, đại sư có nghe nói qua về người này không? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Chương 3279, trụ trì chính là gã giàu có đẹp trai. Chưa từng nghe qua, Tuyết Y Cao Tăng lắc đầu. Diệp Phàm không khỏi thất vọng. Tôi đã đi qua rất nhiều nơi và đều phát hiện có thứ gì đó liên quan với ông ta. Diệp Phàm lựa chọn ra kể một số việc. Người này thật lợi hại, hơn nữa, những việc kỳ lại đều để cho ngươi gặp phải. Ta nghi ngờ đây là hắn cố ý làm như thế, hoặc nói là trước kia đã sắp xếp hết rồi, bằng không ngươi khó mà gặp phải. Người này ngươi phải để ý, Tuyết Y Cao Tăng nói. Việc này, công lực của hắn quá cao, tôi chỉ có muốn để ý cũng khó. Diệp Phàm nói. Ngươi đừng có để cho sự thần bí của hắn dọa cho sợ, thực ra, dù hắn có thần bí thế nào, thì hắn cũng chỉ là một người đã chết. Nếu hắn có thực lực rất cao, nếu có thể trực tiếp đối diện với cao thủ hiện đại thì sớm đã thực hiện rồi. Cho đến giờ hắn cũng chỉ âm thầm làm một số động tác nhỏ, điều này chứng tỏ thực lực của hắn bây giờ đã giảm sút rất nhiều rồi. Có lẽ ở trình độ cũng chẳng khác gì so với cao thủ còn tồn tại ở xã hội hiện đại. Trước khi hắn chưa nắm chắc được đối thủ thì sẽ không lộ diện. Hơn nữa, xã hội hiện đại có điểm tốt của xã hội hiện đại. Như súng đạn, đều là những thứ vũ khí nóng hiện đại có thể khiến hắn mất mạng. Cho nên, hắn cũng chẳng có gì đáng sợ. Ta vừa rồi đã tìm kiếm một chút rồi, phát hiện chẳng có dấu vết nào của người này. Tuyết Y Cao Tăng nói, đa tạ đại sư đã chỉ điểm, tuy nhiên, còn có một vấn đề, nếu như đưa đại sư về Ấn Độ, thì người cũng không dễ thoát thân. Tôi nghĩ, hồn khí của đại sư được lưu giữ trong 6 hạt xá lị này. Nếu tôi trộm đi thì có lẽ thật là không tốt. Phải làm sao nghĩ ra một kế sách vẹn toàn để cho đại sư có thể viên mãn rời đi mới là tốt nhất. Dù sao, ở đây cũng là nơi mà đại sư đã từng cư trú. Diệp Phàm nói, việc này dễ thôi, chờ chút nữa ngươi nói là có cảm nhận được điều gì đó. Sau đó gọi chủ trì hiện tại là Đạo Kỳ đến, ta sẽ truyền lời cho hắn. Tuyết Y Cao Tăng nói, Diệp Phàm quỳ lạy xong rồi đi ra, nói nhỏ với hòa thượng dẫn đường. Không lâu sau, trụ trì Đạo Kỳ hòa thượng vội vàng đến. Sau khi Đạo Kỳ vào trong có lẽ Tuyết Y đại sư đã dặn dò ông ta điều gì đó. Đi ra cho người những người khác lui ra. Sau đó thương lượng với Diệp Phàm một chút. Diệp tiên sinh, anh là người đại sư đã lựa chọn. Đại sư yêu cầu tối nay chúng tôi phải chuyển giao xá lị cho anh. Chúng tôi chuẩn bị trước một chút, 2 tiếng sau sẽ tiến hành một nghi thức đơn giản để chuyển giao. Tuy nhiên, bởi vì đây là bí mật của Mộc Tháp tự chúng tôi. Cho nên tôi hy vọng chỉ mời một mình anh tham gia. Bạn bè của anh cứ nghỉ ngơi trước ở bên ngoài, anh thấy thế nào? Trụ trì Đạo Kỳ nói. Được, Diệp Phàm gật đầu, sau đó đi ra ngoài chờ đợi. 2 tiếng sau Diệp Phàm mới vào lại Mộc Tháp tự. Trước cây cổ thụ đó đã bày một án hương, trên án hương đặt một số đồ tế lễ. Hơn nữa, có hơn chục hòa thượng đứng phía trước. Còn trong vòng 50 mét trở lại đã bị một những tấm sắt dày được tạm thời dựng lên bao bọc lấy, tấm sắt cao chừng 5 mét. Diệp Phàm cho là Mộc Tháp tự không muốn để bên ngoài quấy rầy. Đương nhiên, đối với các hòa thượng của Mộc Tháp tự trong 2 tiếng đồng hồ mà có thể tạo ra một bức tường sắt bao quanh thế này, Diệp Phàm cũng cảm thấy rất khâm phục hiệu suất làm việc của bọn họ. Đạo Kỳ đại sư đang làm lễ cúng tế như pháp sư, miệng lẩm bẩm, Diệp Phàm cũng không hứng thú nghe.
mời xá lỵ của Tuyết Y đại sư. Lúc này Đạo Kỳ hô lên. Hai hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng cung kính đi vào. Sau đó đỡ lấy chiếc bát gỗ trong tay của bức tượng Tuyết Y cao tăng dâng lên đặt trên một tấm vải màu vàng trước án hương. Không lâu sau, tất cả các hòa thượng đều quỳ xuống bái lạy, đương nhiên Diệp Phàm cũng phải quỳ xuống theo và nghe Đạo Kỳ tụng kinh. Khói hương lập lờ, Diệp Phàm phát hiện, lúc này khói hương rất dày. Xung quanh cây đại thụ đều đã bị che phủ bởi khói hương. Tuy nhiên, dần dần, cùng với việc tiếp tục tụng kinh, Diệp Phàm cảm thấy đầu óc choáng váng, cho rằng hay là gần đây quá mệt, là nguyên do của việc quá sức. Hắn mở to mắt để lấy lại tinh thần, tuy nhiên, sau đó Diệp Phàm vẫn cảm thấy có cảm giác như vậy. Chỉ là không hiểu tại sao. Đột nhiên, trụ trì Đạo Kỳ két lên một tiếng, hạ chụp xuống mời xá lỵ vào. Hai hòa thượng áo vàng rất nhanh tay, trong nháy mắt đã lấy những hạt xá lỵ trong bát ra. Sau đó đột nhiên trong không trung bay ra một chiếc hộp màu đen, hòa thượng áo vàng rất nhanh đón lấy bỏ xá lỵ vào trong chiếc hộp đó, cạch một tiếng chiếc hộp đóng lại. Hơn nữa, bên ngoài còn quét lên một thứ có màu vàng. Cuối cùng bên ngoài thứ màu vàng đó lại dán lên một tờ giấy niêm phong màu vàng, làm rất giống với hộp đựng cho cốt. Đúng lúc này, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện chiếc hộp màu đen đựng xá lỵ của Tuyết Y cao tăng gió lại nhảy lên dữ dội. Chiếc hộp tự động nhảy lên, chẳng lẽ là do Tuyết Y cao tăng ở trong đó không quen hay là gì, trong lòng Diệp Phàm giật mình, vừa định đứng lên bước qua xem. Đúng lúc này, mấy luồng lực mạnh phá không mà đến. Diệp Phàm cảm thấy xung quanh đột nhiên giống như bị băng cứng toàn thân, đột nhiên một chiếc chuông lớn rơi xuống từ trong không trung chụp lấy chiếc hộp màu đen. Có ma, trong lòng Diệp Phàm chợt nghĩ, vội vàng muốn bắn người lên, mới phát hiện sau lưng lại có rất nhiều thành đao lớn đã sắp chém tới. Còn hai luồng lực mạnh mẽ kia chính là trưởng lực của hai hòa thượng áo vàng. Vì biến cố quá nhanh, Diệp Phàm nhất thời không kịp phòng bị. Bộp một tiếng, tuy Diệp Phàm đã né được ba nhát đao, nhưng vẫn bị trúng hai trường. Chợt ở một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi muốn giết ta, các ngươi là người của Hồng Đô có phải không? Diệp Phàm phẫn nộ, tuy đã trúng hai trường, nhưng cũng đã tránh được lưỡi đao chém tới, đá ngược lại một cước, trúng một cây đao, sau đó chém ngược lại về phía hai người đã chém sau lưng mình. Hai tiếng kêu lên thảm thiết, hai tên cầm đao đã bị đao cước từ cú đá của Diệp Phàm chém trúng chân, máu tươi tóe ra. Diệp Phàm bắn lên không trung hai tay bổ xuống hòa thượng áo vàng đã ám toán mình. Lúc này, hơn chục hòa thượng cùng tấn công tới. Nhất thời, một màn hỗn chiến xảy ra. Mà lúc này, sắc mặt của trụ trì Đạo Kỳ tỏ ra rất dữ tợn. Tay cầm mõ niệm kinh làm binh khí lao vào tham chiến. Quỳnh một tiếng, có lẽ chiếc mõ được chế tạo từ sắt. Đạo Kỳ bị cú đấm rất mạnh của Diệp Phàm ngã văng xuống dưới án hương, hai chân của Diệp Phàm lại đạp xuống. Hai hòa thượng áo vàng bị đạp bay đập người vào gốc cây đại thụ kêu lên mấy tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất biến thành hai con chó chết. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng thầm kinh hãi, bởi vì trụ trì Đạo Kỳ hình như có thực lực đỉnh cao của thập nhị đẳng. Còn hai hòa thượng áo vàng cũng có thực lực khoảng thập đẳng, một tháp tự này thực sự là nơi tàng long ngọa hổ. Tuy nhiên, thân thủ của những hòa thượng khác thì chẳng ra gì, chỉ có thể cầm gậy đập về phía Diệp Phàm, đâu phải là đối thủ của Diệp Phàm. Hắn tung ra một loạt cú đấm, giống như quét nhà nhất thời đã đánh gục một đống. Lại tiếp tục mấy cước tới, tất cả những hòa thượng trình độ thấp kém kia đã bị Diệp Phàm đạp gãy chân lăn lộn dưới đất kêu la thảm thiết. Còn Đạo Kỳ và hai hòa thượng áo vàng cầm ba cây gậy sắt rất to hét lên lao vào tấn công Diệp Phàm. Đáng tiếc vận mệnh của bọn họ đã không may khi gặp phải Diệp Phàm. Tuyết Trích Tử tung ra, lập tức chặt đứt tay của hai hòa thượng áo vàng, máu me phun ra đầm đìa. Nội công của Diệp Phàm đánh tới, hai cánh tay đó liền bị nổ tan trên không trung. Hai người đó đương nhiên biến thành tàn phế vĩnh viễn, muốn nối xương cũng không thể nào được. Đạo Kỳ vừa nhìn thấy tình hình có lẽ không ổn, vội vàng muốn quay người chạy trốn, tuy nhiên, Diệp Phàm lúc này làm sao có thể để cho hắn toại nguyện. Thi triển thủy công, trong nháy mắt một quả cầu băng vù vù đập trúng Đạo Kỳ. Đạo Kỳ hét lên một tiếng thảm thiết, quả cầu băng đánh thẳng vào người khiến cho mặt mũi biến dạng. Tai, mũi nứt ra, trên mặt chỉ còn lại một thứ bị sưng vù lên giống như cái mõm lợn. Diệp Phàm phi người lên phía trước, ngắm chúng Đạo Kỳ đạp liên tiếp mấy cái. Chợt xương cốt toàn thân Đạo Kỳ đều đã bị Diệp Phàm đánh gãy. Từ nay trở đi suốt đời Đạo Kỳ còn có thể nằm trên giường. Nói, vì sao? Diệp Phàm gằn giọng quát hỏi. Tuy nhiên, Đạo Kỳ độc ác nhìn Diệp Phàm quát,
20 năm sau ta vẫn cứ là một hảo hán. Có giỏi thì ngươi giết ta đi. Ngươi muốn làm hảo hán có phải không, ta sẽ cho ngươi làm thái giám. Diệp Phàm tức giận bước lên, một cước đạp mạnh vào đúng quần của Đạo Kỳ, một vũng máu tươi chảy ra, Đạo Kỳ cả đời này nhất định đã bị phế rồi. Hai người các ngươi có phải cũng muốn làm thái giám? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hai hòa thượng áo vàng đang ôm cái chân gãy kêu la thảm thiết chằm chằm. Tôi nói, chúng tôi đều là bị Đạo Kỳ ép. Một gã trong đó kêu lên. Hắn ép các ngươi cái gì, Diệp Phàm ta đắc tội với các ngươi sao mà lại muốn giết ta? Diệp Phàm hừ nói. Đạo Kỳ nói không thể để cho xá lỵ của Tuyết Y Cao Tăng di rời đi, bởi vì xá lỵ của Cao Tăng chính là cây kiếm tiền của Mộc Tháp tự chúng tôi. Hàng năm những người biết đến đều đến đây thăm viếng, mỗi người 300.000 một lần. Thu nhập một năm của chùa đạt tới một hơn tỷ. Nếu di rời đi thì Mộc Tháp tự chúng tôi không sống được nữa. Hơn nữa, Đạo Kỳ là một trụ trì hưởng thụ. Đừng thấy hắn là một hòa thượng, trong chùa hắn đã có 3 chiếc xe, Mercedes, BMW và Ferrari đều có. Một năm hắn phải tiêu xài mất của chùa một khoản lớn 30 đến 40 triệu. Khoản tiền này kiếm được đa số là nhờ vào sự thần bí của xá lỵ. Hòa thượng áo vàng nói. Hai người các ngươi và những người khác cũng được chia không ít chứ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Chúng tôi, một năm cũng được khoảng 5 triệu. Hòa thượng áo vàng nói. Mẹ kiếp, các ngươi đúng là bị lòng tham mờ mắt rồi. Tuyết Y Cao Tăng đã kiếm cho Mộc Tháp tự các ngươi biết bao nhiêu là tiền, các ngươi lại còn hại ông ấy. Hơn nữa, Cao Tăng còn là tổ tông của Mộc Tháp tự, các ngươi lại hạ thủ với cả tổ tông. Nói, chiếc hộp màu đen và chiếc chuông là thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cái này chúng tôi cũng không rõ, chỉ là làm theo những gì Đạo Kỳ nói. Chỉ có thể hỏi hắn. Hòa thượng áo vàng nói, Diệp Phàm một cước đạp xuống, hai hòa thượng áo vàng liền ngất xỉu. Sa Thiên và Đường Thành vào đây. Diệp Phàm dùng thuật truyền âm nhập mật nói, Sa Thiên và Đường Thành vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt. Đem những người bị thương này băng bó một chút đừng để máu chảy quá nhiều sẽ chết. Diệp Phàm nói, hai người vội vàng thi triển điểm huyệt phong huyệt. Đường Thành thì xé áo của bọn họ để làm vải băng bó. Chương 3280, Mỹ Nhân Ngư có chút giấm chua. Nghe xong Diệp Phàm nói, hai người đúng là hòa thượng lòng lang dạ sói. Đường Thành không đánh vào một chỗ, tiến lên đánh mỗi người vài cái, những người bị đá liên tục kêu thảm thiết mới sợ đá chết người nên thu chân về. Đạo Kỳ, sao lại thế này, anh không nói phải không? Diệp Phàm ngồi trên ghế Đường Thành mang tới rồi hỏi. Hừ, Đạo Kỳ quyết tâm không nói. Diệp tiên sinh, biệt thự của Đạo Kỳ cũng có vườn hoa, hồ nước. Bên trong còn nuôi một người tình, còn sinh hai đứa con trai. Lúc này, trong đó có một hòa thượng áo vàng vì muốn lập công. Há mồm nói. Sao, cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ, lại còn có người tình, còn có biệt thự xe hơi. Anh phóng khoáng hơn so với tôi, bình thường ra vẻ một cao tăng đạo mạo của Mộc Tháp tự. Rút cuộc, cũng chỉ là đạo danh khốn nạn. Anh còn khốn nạn hơn cả thăng khốn nạn. Đường Thành tức giận đang muốn tiến lên đá một cước, tuy nhiên, Diệp Phàm khoát tay áo, Đường Thành không chịu mãi mới thu chân về. Thế nào, chúng ta đi dạo một vòng quanh hoa viên đi. Sau khi trở về tin rằng sẽ có trò hay để xem. Diệp Phàm hướng về phía Đạo Kỳ cười nói. Đời này tôi đã xong rồi, tôi còn quan tâm cái gì? Tùy anh thôi, tuy nhiên, anh muốn biết được điều bí mật, cả đời này đừng mơ tưởng nhé. Đạo Kỳ hừ nói, bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi. Kéo chuông đi, tôi muốn chính mình khiêu khai. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Sa Thiên giơ chuông lên, Diệp Phàm đang muốn vạch trần hoàng phù khi Đạo Kỳ nói. Anh có thể thử khiêu khiêu, bên trong cái hòm đen này có chữ nội khí. Nếu làm càn, hậu quả, anh tự ngẫm lại. Diệp Phàm không dám di chuyển, nhìn Sa Thiên nói, đưa Đạo Kỳ đến hoa viên trước đi, chúng ta nhìn con anh ta một chút. Đạo Kỳ không lên tiếng. Diệp Phàm bảo Đường Thành ở đây theo dõi, cùng Sa Thiên cùng Đạo Kỳ và Hoàng Y Hòa Thượng lặng lẽ đi thẳng đến hoa viên. Hoàng Y Hòa Thượng chỉ điểm, cuối cùng cũng tìm được biệt thự người tình của Đạo Kỳ. Sau khi bấm chuông cửa có người đi ra, tuy nhiên người đó đi ra khiến cho vẻ mặt Hoàng Y Hòa Thượng hơi kỳ lạ. Các ông tìm ai? Một người phụ nữ trung niên hỏi. Hạnh Hoa, Hoàng Y Hòa Thượng hỏi, bởi vì, người tình của Đạo Kỳ gọi là Ôn Hạnh Hoa. Ừ, cô ý sớm đi rồi, người phụ nữ nói. Đi rồi, làm sao có thể như vậy được, nơi này là nhà của cô ấy cơ mà. Tất cả đều là của cô ấy,
Đạo Kỳ quát to nói, bộ dạng của anh ta, khiến cho người phụ nữ trung niên sợ hãi. Trước kia ngôi nhà này là của cô ấy, tuy nhiên, cô ấy bán cho tôi rồi. Người phụ nữ trung niên nói, Diệp Phàm yêu cầu bà ta đưa bìa đỏ ra để chứng minh, người phụ nữ đều lấy ra được. Ôn Hạnh Hoa dọn đi đâu vậy? Diệp Phàm móc ra thẻ công an. Tôi cũng không biết được, nghe nói là đi ra nước ngoài. Rốt cuộc là đi đâu tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, nghe nói cô ấy đi theo chồng của mình, thật sự là hâm mộ cô ấy, được chồng đưa cả mình và con ra nước ngoài. Mấy hôm trước khi lo liệu giấy tờ chuyển nhượng đất ông chồng đều ở bên. Trông rất tuấn tú, nghe nói còn nhỏ hơn Ôn Hạnh Hoa vài tuổi. Người phụ nữ trung niên nói. Ôn Hạnh Hoa, cô là một con đàn bà khốn nạn. Đạo Kỳ đau đớn kêu lên. Ha ha, thế nào, đây là cái giá phải trả cho bổ nhí. Người ta nhếch mông chạy theo người khác, khả năng tất cả số tiền này đều là do Đạo Kỳ của chúng ta vất vả kiếm được. Để kiếm được những đồng tiền này ngay cả việc giết người Đạo Kỳ cũng làm. Kết quả thế nào chứ? Bây giờ thì kêu thảm thiết Sa Thiên đứng bên cạnh châm chọc nói. Diệp tiên sinh, chỉ cần anh đưa được Ôn Hạnh Hoa trở về, tôi sẽ cho anh biết được bí mật. Bằng không, anh có giết chết tôi cũng vô dụng, dù sao tôi cũng đang muốn chết, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trên mặt Đạo Kỳ lộ vẻ dữ tợn cùng nham hiểm. Được rồi, Diệp Phàm gật đầu nói. Sau đó đi tới Mộc Tháp Tự, kêu Hoàng Y Hòa Thượng gọi một người đến canh giữ ở ngoài cửa. Mặt khác Lão Hòa Thượng gọi một Hòa Thượng bình thường đến giao việc, nói là việc cúng bái hành lễ phải làm nửa tháng, không cho người được vào sau đó, giao cho Đường Thành gọi người tới tiếp thu một chút. Bên này lại bảo Trương Hùng lập tức điều tra tung tích của Ôn Hạnh Hoa. Làm xong mọi việc là đã đêm khuya, Diệp Phàm mang theo Ngô Tuấn, Sa Thiên, cùng với Tuyết Lý Hồng đi xuống núi. Đi vào nhà khách Hồ Thiên để nghỉ ngơi. Thuê một phòng lớn, Ngô Tuấn và Sa Thiên ở một gian, còn gian kế tiếp. Diệp Phàm muốn đêm nay Tuyết Lý Hồng sẽ lộ ra chân tướng. Bằng không, cả ngày phải mang theo một trái bom bên mình cũng không có tiện. Diệp Tổng, tôi ngủ ở đâu? Tuyết Lý Hồng hỏi, còn kéo kéo tay Diệp Phàm. Điều này còn phải nói sao? Hiện tại cô là người của Diệp Tông. Đương nhiên phải ngủ cùng với Tông Giám Đốc Diệp có phải không? Ngô Tuấn cười nói. Như vậy sao được? Ve mắt của Tuyết Lý Hồng hơi đo. Hành động này đúng thật là không tôi. Như thế làm sao được chứ? Tổng giám đốc Diệp đã có vợ và con nhỏ. Hôm nay xe cho cô bia. Cái vị trí đây cô cũng không cần phải nghĩ đến. Hiểu vị trí của mình sao? Sa Thiên hư lanh nói. Tôi đã sớm đoán được rồi. Người như tổng giám đốc Diệp không thể bây giờ vẫn chưa có vợ. Cho nên, tôi cũng không nghĩ xe là vợ của tổng giám đốc Diệp. Nhưng mà, chúng ta mời bia nhau có một ngày, có phải là hơi vội vàng một chút? Hay là để tìm hiểu thêm một thời gian ngăn nửa có được không Tông Giám Đốc Diệp? Tuyết Lý Hồng nùng nui như một cô gái mơ mộng chuyên tình yêu. Tôi đâu có mấy thời gian cùng cô, trước hề buổi tôi cô tiếp cần một chắc là được. Tôi là người hiểu bia, một buổi tôi, vậy là đủ rồi. Diệp Phàm cười, kéo Tuyết Lý Hồng vào năm cung. Ha ha, có cho hay để xem rồi. Ngô Tuấn nhún vai. Tôi canh giữ ở bên ngoài, để phòng Tuyết Hồng có thể nén lút làm chuyên sâu. Sa Thiên nói xong đi ra ngoài, còn Ngô Tuấn thì đứng ở đài xanh canh phòng. Diệp Tông, không thể được, Tuyết Lý Hồng đỏ mắt đi vào phòng ngủ, Diệp Phàm liền đóng sầm cửa lại. Bây giờ cô tắm trước hay là tôi tắm trước, hay là chúng ta cùng nhau tắm? Đã lâu không chơi cho Uyên Ương Cốc rồi, làm thế nào để chúng ta chơi đùa đây? Diệp Phàm cười nói, lúc này sắc mặt của thằng nhài rồng như một tên hào sắc. Anh tắm trước đi, tôi không có thói quen tắm hai người. Tuyết Lý Hồng kiên quyết lắc đầu. Tôi trước thì tôi trước, bảo bôi, để xem tôi sẽ chừng trị cô như thế nào. Diệp Phàm vừa đi vào nhà vệ sinh vừa cười một cách bị ôi. Tiếng nước vang lên, nước xa khắp cơ thể, còn rời của Hàn Vân đang hướng ra bên ngoài chăm chú nhìn Tuyết Lý Hồng. Thấy Diệp Phàm đi vào, vẻ mắt nhát thời ưng đỏ của Tuyết Lý Hồng bông dưng tràn ngấp sát khí. Còn muốn chơi đùa với bàn cô nương. Muốn chơi đùa với bàn cô nương tất cả đều phải đến hiếp hồi những người tàn phê. Tuyết Lý Hồng cười lanh một tiếng, bắt đầu lốt sắc. Diệp Phàm đang rất chờ đợi, đôi mắt nhỏ của con rơi cùng trưng lên thành chuồng đông, suy nghĩ hay là Tuyết Lý Hồng đều là chơi đùa trước, sau đó sẽ thu tiêu hót đành cho tàn phê. Tuy nhiên, Diệp Phàm có chắt buồn bư xê. Tuyết Lý Hồng chỉ cởi áo khoác, sau đó mặc lên người chiếc áo mũ được treo trong tủ quần áo. Tuy nhiên, tuy nói bộ ngư xê của Tuyết Lý Hồng không to bằng 34B, nhưng Tuyết đôi rắn chắc.
bởi vì, hai cái đầu đều cao. Nhìn ngoài hình Diệp Phàm có thể khẳng định, Tuyệt Ly Hồng là một cô gái, hơn nữa, phòng trừng không chơi đùa nhiều với đàn ông. Hay là sờ chỗ đo, nhát thời trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, các mắt màu dường như đều hưng phân lên. Việc này, là điều bình thường của con người. Tuy nói Diệp Phàm cũng không phải là muốn chơi đùa Tuyệt Ly Hồng, nhưng đàn ông, trong suy nghĩ luôn nghĩ đến việc này. Không nghĩ đến việc này còn có thể gọi là đàn ông sao? Diệp Phàm chưa bao giờ nói mình là chính nhân quân tử, có cơ hội thoải mái một chút liền thoải mái một chút, hà cớ gì mình phải nghiêm túc giống như thầy đồ. Bởi vì vội vã muốn nhìn thấy Tuyết Lý Hồng, Diệp Phàm nhanh chóng khoác khăn tắm đi ra. Tuyết Lý Hồng xấu hổ đi vào, tiếng nước chảy rào rào. Diệp Phàm cực kỳ muốn mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn kiềm chế được cảm xúc, không cho con rơi phóng xuất ra khỏi thái dương. Muốn nhìn gì con rơi chính là phương tiện thuận lợi, trừ khi gặp gỡ phải cao thủ, còn người bình thường không thể cảm giác được sự tồn tại của con rơi của Diệp Phàm. Tuyết Lý Hồng đang tắm, tắm mất nửa giờ, Diệp Phàm nằm chờ ở trên giường thật sự cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, tiếng nước chảy ào ào cũng hấp dẫn ánh mắt của người. Hừ, thân hình của cô ấy còn không có đẹp bằng của ta, anh cấp bách gì chứ? Lúc này, tự nhiên trong không trung nghe thấy tiếng mỹ nhân ngư có vẻ có chút giấm chua. Cô đi vào kiểu gì? Diệp Phàm dùng âm nhập mật hỏi. Trong lòng thằng này có chút kinh ngạc. Nhìn qua thì sao, tôi cũng chẳng muốn nhìn mấy thứ đó. Cái kia lại không lớn, so với tôi còn nhỏ hơn. Nghe nói đàn ông đều thích người có vòng một lớn, của tôi tuyệt đối to hơn so với cô ta. Môi của mỹ nhân ngữ đặt sát vào bên tai Diệp Phàm thầm thì nói. Thằng nhãi này có thể cảm giác được hơi khí của mỹ nhân ngữ đánh vào màng nhĩ của mình. Việc này, ha ha. Không phải là anh hái hoa, chẳng qua là muốn thưởng thức có phải hay không. Cô xem có phải tôi đi rình không? Diệp Phàm cười nói. Trời mời biết được anh đã tiến vào nhìn chưa, đừng có gạt tôi, anh có con rơi. Chính tôi cũng không nhìn thấy. Mỹ nhân ngư quệt mồm nói. Diệp Phàm đau nửa đầu, thiếu chút nữa phun máu mà chết. Bởi vì, lúc này tự nhiên Mỹ nhân ngư cầm áo khoác biến mất. Thân thể dịu dàng kia liền nghiêng người nằm cạnh bên người Diệp Phàm. Bộ ngực chạm vào lưng khiến cho Diệp Phàm nghĩ đến Đại sư Tam Hóa. Lúc trước dùng Nguyệt Âm chi lộ ngàn năm ngưng tụ thành thân thể của Mỹ Nhân Ngư có vòng một siêu to. Giống như hai quả bóng cao su đặt ở phía trước, mà bóng cao su này có vẻ rất nhọn, cũng treo ngược giống như hồ lô. Đây là loại thiên nhiên tinh khiết, mà không phải là kết quả của nâng ngực. Diệp Phàm liếc mắt nhanh một cái xuống phía dưới nói, mau mặc quần áo vào, đừng gây phiền phức. Tôi muốn thu phục cô gái này. Bởi vì, phía dưới như là động bạch hổ, phỏng chừng không có một chút lông mao nào mọc lên, cho nên, trừ trên đầu của Mỹ nhân nhân có vài ngọn tóc dài, còn những chỗ khác đều bóng loáng như ngọc. Hừ, mặc thì mặc, Mỹ nhân ngư hừ một tiếng, thoáng cái đã mặc xong quần áo, sau này anh có muốn nhìn tôi cũng sẽ không cho anh nhìn, cho người biết. Lúc này, Tuyết Lý Hồng đi ra. Khăn tắm choàng lên thân thể thon dài, khăn tắm vừa che đến ngọn núi thần bí. Lộ ra một kênh rạch thật sâu khiến cho người ta ngàn vạn lần thèm muốn. Cô gái đi về phía Diệp Phàm rồi hơi hơi xoay người, ngực tròn lúc ẩn lúc hiện, vẻ mặt cười thản nhiên, khiến người khác mê mẩn. Chương 3281, phía sau tôi chính là cô. Tổng giám đốc Diệp đến đây lúc này tiếng cười của Tuyết Lý Hồng trở nên tùy mị hơn. Thân hình nàng đong đưa di chuyển khiến cảm xúc của người ta dâng trào mãnh liệt. Hơn nữa, cảm giác cái mông kia căng tròn, vểnh lên. Anh đến đây cưng ơi, Diệp Phàm chạy tới. Đến đây, anh hạ gục tôi thì tôi sẽ cho anh. Tuyết Lý Hồng di chuyển người giống như một yêu linh sống động, động tác Diệp Phàm như người bình thường, nhưng mà, đương nhiên là không hơn được thân thể của Tuyết Lý Hồng. Cuối cùng Diệp Phàm kết luận, trước khi Tuyết Lý Hồng đánh cho người thành tàn phế đều muốn trêu tức đối phương một chút. Chẳng lẽ cô ấy là một người điên cuồng đàn ông? Không chơi nữa, cô rất linh hoạt rồi, tôi không hạ gục được. Bảo bối. Hãy ngoan ngoãn đến đây, bốn chân Diệp Phàm xoa vào nhau nằm trên giường. Đến đây, tôi sẽ làm cho anh hạ gục mà. Lúc này, tự nhiên Tuyết Lý Hồng lại nằm dài ra trên ghế salon ở trong phòng, cả người ngửa mặt hướng lên trời, ẩn dưới chiếc khăn tắm màu trắng là chiếc quần lót hình tam giác màu hồng với những đường viền hoa. Lúc này, tiếng của Mỹ Nhân Ngư lại truyền đến, hơn nữa, khẩu khí còn có chút mùi vị chua xót nặng nề. Hay là tình cảm của Mỹ Nhân Ngư với tôi đã tăng thêm? Không phải lúc trước Tam Hóa Đại sự đã nói. Chỉ cần Mỹ Nhân Ngư đồng ý. Nhất là về mặt tình cảm,
chỉ cần đạt tới chiều sâu nhất định, nàng gọi ta là chồng là lúc có thể mở ra bí mật tam hóa giấu ở trong thân thể của cô ấy. Đến lúc đó, có thể biết được việc trên đảo thủy tinh trước tiên có phải không? Nhưng thật ra trong lòng Diệp Phàm vui vẻ, suy nghĩ dùng phương pháp mỹ nữ để kích thích khiến cho mỹ nhân ngư bộc lộ ra tình cảm của mình cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Thậm chí cho dù hắn đang ở cùng Viên Viên muốn hay không cũng làm cho mỹ nhân ngư chịu kích thích một phen. Tuy nhiên, cuối cùng Diệp Phàm lại từ bỏ. Tức nước vỡ bờ, nếu kích thích quá độ, làm cho mỹ nhân ngư nhớ lâu. Chẳng phải Viên Viên gặp phiền toái, cho nên, cần phải dùng một cô gái khác để thực nghiệm. Tôi tới cũng Diệp Phàm mở ra song trưởng, thân thể của Tuyết Lý Hồng nằm trên ghế salon đều lộ ra hết. Cơ thể Diệp Phàm đang gào thét mau chóng muốn tiếp xúc đến Tuyết Lý Hồng. Diệp Phàm phát hiện, đột nhiên cơ thể của Tuyết Lý Hồng phát lạnh. Hắn liền biết Tuyết Lý Hồng muốn ra tay. Đoán người này là Vương Bát Cao Tử. Tuyết Lý Hồng nháy mắt một cái dường như thay đổi cả người, bay lên đá một cước hướng về phía khu vực Diệp Phàm đứng. Việc này nếu như nói thực, phỏng chừng Diệp Phàm có thể ở trong cung làm thái giám công công. Ha ha, cô nói ai là Vương Bát Cao Tử? Diệp Phàm tiện tay đem Tuyết Lý Hồng chộp vào giữa. Miệng cũng cười một cách đánh khinh. Hơn nữa, Tuyết Lý Hồng còn không có kịp phản ứng. Diệp Phàm vừa bỏ tay xuống, trong nháy mắt khiến cho chiếc quần màu hồng của Tuyết Lý Hồng rơi xuống đất. Két một tiếng, chiếc khăn tắm bị Diệp Phàm cho bay đi ra ngoài. Đạp chết anh này, Tuyết Lý Hồng giận dữ. Mồm vừa kêu chân vừa đạp, cô rất muốn lao ngay đến, tuy nhiên, tốc độ của Diệp Phàm so với cô còn nhanh hơn. Dường như đi không vững lắm, cả người nằm đè lên Tuyết Lý Hồng. Ôi chao, rất là trắng mịn. Diệp Phàm cười hì, hai tay đặt lên khu vực phiến hồng của Tuyết Lý Hồng. Bởi vì, Tuyết Lý Hồng cũng không có mặc áo nịt ngực. Diệp Phàm như ngọn núi lớn đè lên người, khiến cho bộ ngực trở bên biến dạng. Tuyết Lý Hồng muốn giãy giụa, tuy nhiên, điều làm cô kinh hãi nhất chính là lúc này cơ thể mình không thể nhúc nhích. Giống như toàn thân bị vật gì đó rất cứng đè xuống, muốn cử động cũng khó khăn. Còn Diệp Phàm lại không hề khách khí tìm niềm vui trên người cô ấy. Anh tôi giết anh, không thể ngờ được anh thật sự là một con người tàn nhẫn. Lúc này Tuyết Lý Hồng hiểu được, người đang nằm đè lên mình giở trò là một người vô cùng đều giả. Tự trách mình rõ ràng thấy con vô lại để rơi xuống đất cuối cùng lại bị rơi vào tay của người đàn ông. Tự trách mình sao lại thất bại thảm như vậy, hèn gì. Biết hôm nay chắc chắn đào cũng không ra cặp nanh vuốt ma quỷ kia. Tuyết Lý Hồng chảy nước mắt. Tôi vẫn còn là một cô gái. Hy vọng sau khi anh chơi tôi xong sau này cho tôi làm người tình của anh. Giờ phút này tình cảm của Tuyết Lý Hồng thật phức tạp, nỗi đắng cay chua ngọt cùng nhau trỗi lên. Hận đến muốn chết, tuy nhiên, phải đối mặt, trong lòng Tuyết Lý Hồng có rất nhiều điều không hiểu. Bởi vì, cao thủ này có thể nắm được tâm lý của người đẹp. Đặc biệt càng thích luyện võ với mỹ nữ theo kiểu này. Có thể cho người như thế làm người tình, dường như cũng thỏa mãn được tình cảm. Trả lại cho cô. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, cách không xa giường là chiếc khăn tắm bị rơi, nhưng mà có điều kinh ngạc là thấy chiếc khăn tắm kia ở trên giường. Ừ, làm sao khăn tắm có thể tự đi lên đây được? Tuyết Lý Hồng nhìn trên giường, nhất thời trợn tròn mắt. Thiếu chút nữa rớt cằm, bởi vì, trên giường chiếc khăn tắm và người cá dường như đang nhảy lên. Mau đi đi, đừng làm phiền phức thêm nữa. Diệp Phàm dùng truyền âm nhập mật nói với mỹ nhân ngư trong khăn tắm. Cô ấy choàng được tại sao không cho tôi choàng, tôi không đi. Mỹ nhân ngư tức giận, lại càng lăn lộn. Diệp Phàm nhanh chóng dùng nội khí đưa Mỹ nhân ngư đi ra ngoài sau đó ném vào trên người của Tuyết Lý Hồng. Ha ha, vừa rồi dùng nội khí mạnh quá, khiến cho khăn tắm di chuyển. Diệp Phàm lạnh nhạt cười. Lúc này Tuyết Lý Hồng không để ý đến chiếc khăn tắm, nàng đứng lên, chậm rãi đi đến ngồi ở trên mép giường đối diện với Diệp Phàm. Anh là đại cao thủ có phải không? Tuyết Lý Hồng hỏi. Tôi không phải là cao thủ, cô đừng nghĩ vớ vẩn nhé. Diệp Phàm ngây ngốc cười, giả ngu cười. Gạt người, vì sao vừa rồi tôi không thể động đậy được? Tuyết Lý Hồng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Tôi biết rồi, có thể là thần kinh của cô bị tôi đè nên cho nên nhất thời không động đậy được rồi. Diệp Phàm cười nói. Lừa dối, anh nói đi, rốt cuộc anh đang ở trình độ nào rồi? Tuyết Lý Hồng hỏi. Giai đoạn gì, cô muốn làm gì? Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị mơ hồ. Diệp Phàm cười, quay người nói, đúng rồi, người bảo vệ của tôi là một cao thủ. Cô nói cái giai đoạn gì đó, có phải là muốn đề cập đến giai đoạn của võ công không? Đúng vậy,
anh còn đang định giả ngu với tôi. Đột nhiên Tuyết Lý Hồng nũng nịu, bộ ngực lôi cuốn hướng về phía Diệp Phàm, đương nhiên bên trong có sự tức giận, khiến cho Diệp Phàm phê phê hưởng thụ. Hai mắt người này nhắm nghiền lại, nói, tiếp tục đi, cái này mát xa thực sự thoải mái đấy. Tuyết Lý Hồng giận, lần này dùng nội khí đánh. Tuy nhiên, Tuyết Lý Hồng càng lôi trái tim càng trở lên băng giá. Nàng dùng toàn bộ nội khí trên bộ ngực gõ vào Diệp Phàm, người này giống như rất buồn ngủ, rên rỉ. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Tuyết Lý Hồng cảm thấy dường như trên đôi gò bồng đảo dường như không gắng sức. Không cần phải hỏi lại nữa, nhất định người này là một đại cao thủ. Tuyết Lý Hồng dừng đánh, nàng ngoan ngoãn nghiêng người nằm bên cạnh Diệp Phàm. Hai người cứ tự lẳng lặng nằm như vậy, không ai nói chuyện với ai. Trên không trung vẻ mặt mỹ nhân ngư chua xót, nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ đang nằm trên giường căm giận. Tên cô là Tuyết Lý Hồng. Diệp Phàm hỏi. Anh đã biết rồi sao? Tuyết Lý Hồng sửng sốt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đương nhiên, cô là một trong thập tam thanh y. Diệp Phàm nói những lời này ra, khiến cho Tuyết Lý Hồng bật dậy như một điều kiện có phản xạ. Tuy nhiên, nhất thời có một tiếng đánh giòn vang ở trên giường. Khiến tất cả các đồ đạc ở trên giường đều rung chuyển. Bởi vì, trên không trung giường như có một vật gì đó bắn ngược trở về, đương nhiên phỏng chừng lúc này mấy chuyện xấu này là do Mỹ Nhân Ngư làm, muốn quét cái đuôi của Tuyết Lý Hồng. Nằm ngoan nhé, vẻ mặt Diệp Phàm suy nghĩ dường như cười, Tuyết Lý Hồng kinh ngạc, còn tưởng rằng vừa rồi cũng là do Diệp Phàm dùng nội kinh. Rốt cuộc anh là ai? Tuyết Lý Hồng thật sự khiếp sợ. Tôi á, là cán bộ thôi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoành Không của tỉnh Thiên Vân. Diệp Phàm nói. Đưa cho Tuyết Lý Hồng một cái túi to rồi nói, mở ra xem đi. Tuyết Lý Hồng mở ra, càng nhìn sắc mặt càng trở lên xanh. Cuối cùng đem tài liệu đặt lên trên đầu giường, lạnh lùng hừ nói, vậy anh muốn tôi làm gì? Hơn nữa, tôi không tin anh vì tôi mà điều tra nắm rõ như vậy. Là một tổng giám đốc của tập đoàn Hoành Không, anh có cả đống tiền. Thiếu gì những cô gái đẹp chứ? Cho nên, khẳng định là anh có mục đích không thể cho ai biết. Tôi không nghĩ rằng bị anh làm trò đùa giỡn. Nếu không, anh trực tiếp bắt tôi lại giao cho cục công an là được. Rất đơn giản, từ này về sau cô chính là người tình và là cấp dưới của tôi. Diệp Phàm nói. Lừa dối, anh còn muốn tôi làm cái gì của anh nữa? Tuyết Lý Hồng hừ nói. Ha ha, không phải là cô đến bên cạnh tôi như là một mỹ nữ sao? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, đưa tay ra sờ một cái. Tuy nhiên, lúc này Tuyết Lý Hồng cũng liền ngồi dậy, hừ nói, đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ tự tử. Dù sao tôi cũng biết anh là cao thủ, tôi không dám nghĩ đến việc giết anh. Ha ha ha, Diệp Phàm nở nụ cười, vẻ mặt đứng đắn, nói, thế nào, suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi nhé. Tôi có rất nhiều cấp dưới, công lực của bọn họ so với cô đều cao hơn. Bên ngoài còn có hai người, bất cứ người nào cũng có thể giải quyết cô một cách dễ dàng. Khoác lác. Tôi là cao thủ ở trong xã hội này khó có thể tìm được. Dù sao tôi cũng đạt được đến 10 đẳng rồi. Hơn nữa, tuổi của tôi còn rất trẻ. Tuyết Lý Hồng không tin. Được rồi, cô mặc quần áo vào, tôi cho Sa Thiên giáo huấn cô một chút. Để cô biết được trên đời này, còn có những người giỏi hơn nữa. Diệp Phàm cười nói. Tuyết Lý Hồng thật đúng là dũng cảm, mặc xong quần áo liền đi theo Diệp Phàm ra ngoài. So với Sa Thiên, đương nhiên là không thể bằng. Người ta là cao thủ bán thần tiên xuất ra nội khí cường đại lập tức khiến cho Tuyết Lý Hồng cũng cảm giác được đối phương rất mạnh, bằng lòng nhận thua. Còn so tài với Ngô Tuấn, cũng là kém quá xa. Hai người đỏ tay ở trên bàn để định thắng thua. Cuối cùng, đương nhiên là đồng chí Ngô Tuấn thắng Tuyết Lý Hồng một cách dễ dàng. Thế nào, đã chịu phục chưa? Diệp Phàm cười nói. Phục rồi, từ nay về sau tôi là người tình của anh. Tôi đi theo anh, Tuyết Lý Hồng gật đầu nói. Chương 3282, bí mật của Tuyết Y. Không phải người tình, tôi là cán bộ công chức, không nên làm những việc như vậy. Diệp Phàm lắc đầu nói. Được, tôi là nữ hộ vệ của anh. Khi nào anh yêu cầu tôi có thể ở lại đây cùng anh? Tuyết Lý Hồng thật sự chịu thua. Hơn nữa, còn kích thích thần kinh của Diệp Phàm. Sa Thiên và Ngô Tuấn ở bên ngoài muốn cười mà không dám cười lên tiếng. Được rồi. Ngô Tuấn nói chút về tình hình của chúng ta cho cô ấy nghe. Đúng rồi, bên kia Hồng Đô không đến gây chuyện chứ. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm lại, đột nhiên hừ lạnh nói. Ôi, tôi quay về xử lý một chút là được. Lãnh Lang là sư đệ của tôi, nếu cậu ta biết các anh có sức mạnh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn.
Tuyết Lý Hồng thở dài. Tôi hy vọng như vậy, bằng không, trên đời này đã không có Hồng Đô. Diệp Phàm lãnh sát có chút làm người khác lạnh. Chút thân thủ của tôi trước mặt tiên sinh thì chỉ là mắt mũi mà thôi. Sa Thiên Lậu một câu, có vẻ như dọa dẫm người. Tôi biết anh ta lợi hại, bằng không, trên đời này không ai có thể bức Tuyết Lý Hồng tôi làm người tình cả. Còn đối với Tổng Giám Đốc Diệp, tôi tự nguyện, Tuyết Lý Hồng nói. Cô cứ trở về, đáng ghét, tôi ngủ trước đây. Diệp Phàm chán tối sầm, nhanh chóng chạy mất. Ngô Tuấn và Sa Thiên tiếp tục chỉ bảo Tuyết Lý Hồng. Cuối cùng, Tuyết Lý Hồng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, anh Ngô, rốt cuộc trình độ của Tổng Giám Đốc Diệp là thế nào? Ha ha, cô có thể đưa làm cho anh ta phấn chấn. Hai chúng tôi không có bản lĩnh đó có phải hay không? Cô nha, mỹ nữ, vẫn có cơ hội. Ngô Tuấn gượng cười một tiếng. Thôi, tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Tuyết Lý Hồng xoay người đi vào phòng. Cô ngủ chúng tôi đi đâu? Ngô Tuấn nhanh chóng hỏi, bởi vì Tuyết Lý Hồng đi vào hai phòng của bọn họ. Hai người đàn ông, chăm sóc một cô em mà cũng không làm được. Huống chi, tôi còn là người tình của Tổng Giám Đốc các anh. Hai người các anh, nếu là vệ sĩ, đương nhiên phải ngủ ở đại sảnh. Tuyết Lý Hồng hất mặt, tiếng đóng cửa vang lên. Chưa phải là người tình mà tự cao tự đại như vậy, hai chúng ta còn có thể sống được sao? Ngô Tuấn nói thầm một câu, liếc mắt nhìn Sa Thiên một cái. Ngủ đi, mệt mỏi thật. Sa Thiên lập tức ngã vào ghế salon bắt đầu ngủ. 10 giờ sáng ngày hôm sau bốn người mới tỉnh lại. Vừa thấy điện thoại của Trương Hùng, buổi tối bị Diệp Phàm tĩnh âm. Lập tức quay trở về. Diệp Phàm, đã điều tra xong rồi, Ôn Hạnh Hoa đi đến nước Mỹ. Trương Hùng nói, Bộ An ninh Quốc gia điều tra còn không hề dễ. Bí mật áp giải về. Diệp Phàm hừ nói. Nói hy vọng cô ấy có thể trở về, hơn nữa là cả nhà trở về. Ngay cả chồng cũng phải trở về. Việc cả nhà mất tích phải đến ngận. Hơn nữa, chúng tôi điều tra qua, Ôn Hạnh Hoa đi mang theo tài sản 200 triệu. Có phải bí mật trở về trước không, sau khi trở về mới quyết định sẽ xử lý tiền như thế nào? Bằng không, 200 triệu cho lão chồng cũng đáng tiếc có phải hay không? Trương Hùng nói. Cứ làm như thế đi. Diệp Phàm nói. Đương nhiên Bộ An ninh Quốc gia có biện pháp để đưa Ôn Hạnh Hoa trở về. Có lẽ có đồng chí sẽ hỏi tại sao có một số rất ít tham quan chạy ra nước ngoài không bị bắt trở về. Đương nhiên là việc này không giống, nhóm tham quan đi qua có treo số. Người ta bị chính phủ chú ý, cậu bí mật làm người ta mất tích khẳng định chính phủ sẽ nghi ngờ cậu. Đến lúc đó sẽ không cần thiết tranh cãi trên quốc tế. Mà chỉ cần thông qua con đường hợp tác quốc tế dẫn họ trở về nước xét xử. Còn Ôn Hạnh Hoa chỉ là một người bình thường, bí mật trở về có ai chú ý đến cô ấy đâu. Buổi sáng ngày hôm sau Ôn Hạnh Hoa bịt khẩu trang bí mật đi tới Mộc Tháp Tự. Dáng người Ôn Hạnh Hoa đúng thật là không phải nói, bắp đùi thon dài, khuôn mặt dịu dàng cùng với bộ ngực hấp dẫn. Đúng là hấp dẫn người, xem ra, Đạo Kỳ đúng là có con mắt tinh tường. Cô đúng là đồ rẻ tiền, Đạo Kỳ tôi đối với cô không tệ, cho cô ăn, cho cô mặc, thuê người bảo vệ cô. Mua cho cô nhà cửa, cô muốn gì tôi cũng đồng ý. Vậy mà tại sao cô có thể làm chuyện như vậy? Chẳng những cho vợ tôi biết tôi ngoại tình, sau đó cuốn chạy. Cô là một cô gái, độc ác như loài rắn độc. Đạo Kỳ tức giận, nằm ở trên giường mắng to. Anh cho tôi những thứ đó. Tôi cũng đã dâng hiến cho anh 5 năm tuổi thanh xuân của tôi. Đem thời hoàng kim của một người con gái cho anh. Anh còn muốn cái gì nữa? Chẳng lẽ anh còn muốn giữ lấy tôi vĩnh viễn? Hơn nữa. Anh không vừa ý điều gì là đánh mắng tôi, anh nuôi tôi cũng chỉ như nuôi một con chó mà thôi. Hơn nữa, không một người con gái nào thích ngủ cùng với một người hòa thượng đầu chọc cả ngày. Mỗi lần nghĩ như vậy tôi lại thấy ghê tởm. Hơn nữa, anh còn là một hòa thượng đào hoa, anh không chỉ có một người phụ nữ là tôi. Người như anh mà là một hòa thượng đại sư sao? Mồm miệng của cô gái Ôn Hạnh Hoa cũng không phải vừa. Đánh chết mày này, phải tra tấn cô ta từ từ. Đó là điều kiện của tôi, chỉ cần cô ta chết tôi sẽ nói cho anh biết bí mật. Đạo Kỳ hét lớn, người này điên rồi. Chỉ sợ việc này không được, tuy nói cô ấy đi mang theo tiền của anh cho người khác. Nhưng việc này chính là vấn đề đạo đức. Hơn nữa, số tiền kia vẫn thuộc quyền sở hữu của Mộc Tháp Tự. Tiền đó nhất định chúng tôi phải thu hồi về. Về việc đánh chết cô ấy, chúng tôi không có quyền làm như vậy. Hơn nữa, chúng tôi đã làm đúng như lời hứa với anh. Anh có thể nói rồi đó. Diệp Phàm phụng phịu nói. Ha ha, muốn tôi nói, trừ khi tôi chết đi.
Bằng không, các anh vĩnh viễn đừng hy vọng sẽ biết được bí mật trong chiếc hòm màu đen kia. Đột nhiên Đạo Kỳ cười một cách điên cuồng, giống như con chó điên. Tôi biết bí mật của chiếc hòm màu đen kia, tôi cho các anh biết, các anh buông tha cho cả nhà chúng tôi là được. Đột nhiên Ôn Hạnh Hoa nói. Cô cứ nói đi, cô không có tư cách ra điều kiện cho chúng tôi. Nếu như đó là sự thật chúng tôi có thể cân nhắc xử lý nhẹ hơn đối với cô. Diệp Phàm nói. Các anh không đáp ứng, tôi chết cũng không nói. Hơn nữa, tôi còn muốn đem con của tôi với chồng tôi trở về nước Mỹ trước. Ôn Hạnh Hoa nói. Ha ha, hiện tại bọn họ đang ở trong tay chúng tôi, muốn trừng phạt như thế nào còn dùng nói sao? Cho dù đem mấy người bọn cô đến chuồng chó cũng không ai hoài nghi. Bởi vì, Đạo Kỳ muốn trả thù, mà hai người các cô đều cùng bị thua thiệt. Diệp Phàm lạnh lùng cười nói. Anh đồ vô lại Ôn Hạnh Hoa tức giận đến mức mắng lên, tuy nhiên, mới nói được đến đó đã có tiếng cát tát giòn vang, nhất thời trên khuôn mặt cô gái liền thũng lên. Máu chảy ròng ròng. Cô thực sự cho rằng cô là những người lương thiện sao, cô sai lầm rồi, đánh chết cô cũng không khác gì đánh chết một con chó. Huống chi, loại người như cô cũng không tính là một món hàng tốt. Chúng tôi muốn giúp Mộc Tháp tự lấy lại tiền bọn họ còn muốn cảm tạ chúng tôi. Chúng tôi là những người chính nghĩa, vẻ mặt Đường Thành chính khí, thằng này thật là có chút ngụy biện. Ôi, tôi nói, Ôn Hạnh Hoa biết hiện giờ bọn họ trinh là đao còn mình là thịt bò, không có tư cách gì để đàm phán. Cô không có khả năng biết được bí mật của chiếc hòm đen. Đạo Kỳ kêu lớn lên. Bí mật của anh cơ bản tôi đều biết hết, bởi vì, sau khi uống rượu xong anh thường nói toàn bộ cho tôi biết. Có phải chiếc hòm đen đó gọi là luyện khí hồn hộp gỗ? Nghe nói là do luyện hồn mộc chế thành. Việc luyện hồn mộc Ôn Hạnh Hoa mới vừa nói đến đây, sắc mặt Đạo Kỳ thay đổi nhiều, kêu lên, đúng là cô biết, tuy nhiên, Tổng Giám Đốc Diệp, cho dù cô ấy biết, cũng không có khả năng biết được toàn bộ chân tướng. Hiện tại tôi giảm bớt yêu cầu, chỉ cần anh đánh cho Ôn Hạnh Hoa và nhân tình thành tàn phế là được. Tôi muốn cho đôi cẩu nam nữ này vĩnh viễn trở thành tàn phế. Được, tôi đồng ý. Diệp Phàm gật đầu một cái, Đường Thành cùng Ngô Tuấn tiến lên đánh, đánh gãy nhiều xương cốt của hai người, sau đó mới tha cho đi. Hiện tại tôi có thể nói. Diệp Phàm hừ nói. Đánh như vậy có thể khiến cho xương liền lại được không? Đúng là Đạo Kỳ không phải dễ lừa. Bá, lần này Diệp Phàm ra tay, một cái tát khiến cho mũi Đạo Kỳ chảy máu. Anh nghĩ mình có tư cách nói điều kiện có phải hay không? Tính nhẫn nại của tôi là có hạn, tuy nói Ôn Hạnh Hoa lừa anh, nhưng con của anh vẫn là con của anh. Sau này còn muốn làm cho con của anh phát triển thuận lợi, anh đừng có rong dài nữa. Tôi nói, Đạo Kỳ trầm mặc một chút, mới lên tiếng, chiếc hòm này chính là luyện khí hồn hộp gỗ. Loại luyện hồn gỗ này hiện tại muốn tìm cũng không thấy, chỉ có thể có vận khí tốt khi ở trong cổ mộ của tôi mới có thể may mắn đào ra. Nó có tác dụng gì? Diệp Phàm hỏi. Nghe tên luyện hồn gỗ là có thể biết, người có thể luyện đến hồn khí. Một khi đem hồn khí này nhập vào trong hòm, hồn khí luyện được sẽ kích thích hồn khí ở trong hòm. Đương nhiên hồn khí phải chịu dằn vặt, một lúc sau, hồn khí luyện sẽ từ từ mất đi ý nghĩ và sức sống, hoặc có thể nói là bị hòm đồng hóa. Mất đi sự sáng suốt và sự tự chủ khiến cho hồn khí ngẩn ngơ. Sau đó đương nhiên chủ nhân của chiếc hòm khống chế được. Đạo Kỳ nói, Cao Tăng Tuyết Y đối đãi với các anh không tệ, làm sao anh có thể nhẫn tâm xuống tay? Diệp Phàm hừ nói, có cái gì không đành lòng chứ, lão hòa thượng này luôn luôn thần bí. Tuy nói ông ta chết được mấy ngàn năm, vẫn có thể khống chế được một thế hệ chủ trì chùa miếu. Chùa miếu này vẫn dưới sự chủ trì của ông ta. Chủ trì có chút không phục, sẽ lọt vào thăm viếng tra tấn ông ta. Tuy nói là Phật khí cùng thuận, nhưng mà, việc làm này so với kẻ sát nhân còn đáng sợ hơn. Qua nhiều thế hệ các chủ trì Mộc Tháp tự đều gặp phải cực hình này, cái loại này có thể nói là sống không bằng chết. Mà giai đoạn hơn 1.000 năm trước, đại chủ trì là Thiết Huyền Đại Sư. Ông ta cũng nhiều lần bị Tuyết Y tra tấn, bởi vì, Thiết Huyền không chịu nghe lời. Ông ta muốn xử lý Mộc Tháp tự theo ý của mình. Sau khi bị tra tấn, từ đó Thiết Huyền để trong lòng, hắng hái luyện công, cho đến khi ông ta đột phá tới mức độ ly hồn. Hơn nữa, Thiết Huyền biết, công lực của Tuyết Y rất cao. Tuy nói đã chết lâu rồi, nhưng năng lượng hồn khí của ông ta vẫn tồn tại có thể đánh bại được cao thủ hồn ly. Cho nên, Thiết Huyền luôn luôn tìm kiếm một phương pháp có thể kiềm chế được Tuyết Y. Tuy nhiên, ý tưởng của Thiết Huyền vẫn nhân từ,
chỉ là muốn kiềm chế Tuyết Y chứ không phải là muốn diệt ông ta hoàn toàn. Đại sư Tuyết Y là cao thủ thần thiên, cái gì có thể kiềm chế được hồn khí của ông ta? Diệp Phàm hỏi. Trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, cao thủ tiên thiên là lợi hại, nhưng mà, bọn họ cũng đã chết. Nếu như bọn họ còn sống, cao thủ tiên thiên trong thiên hạ cũng không phải ít. Mà hồn khí của người chết so với người còn sống công lực kém hơn nhiều lắm. Trên đời này cũng không thể cho hồn khí của một người chết thống trị có phải hay không. Thời gian không phụ lòng người, Đại sư Thiết Huyền đã tìm được rồi. Đạo Kỳ nói. Chương 3283, khắc tinh của cao thủ tiên thiên. Lúc đó Không Không Môn có một đạo tặc cao thủ nổi danh tên là Tháp Nhĩ Đông, đương nhiên, Không Không Môn chính là một phần của môn phái Bạch Lang. Việc môn phái này nổi dậy cũng coi là tổ tiên của bọn đạo tặc. Nghe nói tổ tiên của bọn họ chính là người có 9 đầu ngón tay. Dựa vào 9 đầu ngón tay để làm đạo tặc trong thiên hạ. Đạo Kỳ vừa nói đến đây, khiến Diệp Phàm giật mình, nhanh chóng nói chen vào hỏi, 9 đầu ngón tay, anh có thể khẳng định lúc đó Thiết Huyền gặp gỡ tổ tiên của 9 đầu ngón tay chính là Tháp Nhĩ Đông Không Không Môn sao? Bởi vì, Diệp Phàm nghĩ tới Cửu Chỉ Đạo Thần, cũng chính là cao thủ trộm xà mị của đem cho Vũ Vương. Theo truyền thuyết đó chính là người 9 đầu ngón tay. Tuy nhiên, việc trùng hợp như vậy khiến cho Diệp Phàm có chút không tin lắm. Việc này tôi làm sao có thể khẳng định được, đó là tôi đọc trong di thư của Thiết Huyền. Đạo Kỳ nói. Được rồi, anh tiếp tục nói đi. Diệp Phàm gật đầu bảo nói tiếp. Mà lúc ấy bởi vì Tháp Nhĩ Đông cầm theo bảo bối bị chủ nhân dẫn người đuổi theo. Bị bắt và đánh cho đến chết khiếp, ông chủ kia là một thái giám trong cung. Khẳng định tâm lý người này biến thái, lại có thể gọi thủ hạ đưa Tháp Nhĩ Đông đi, vừa lúc Đại sư Thiết Huyền đi ngang qua liền giấu ở trên một cây đại thụ. Thấy tình hình như vậy không kiềm chế được liền xuất thủ cứu Tháp Nhĩ Đông. Không thể ngờ được sau khi nói chuyện phiếm Tháp Nhĩ Đông lại lộ ra chuyện bí mật. Nói là từng lén mang đồ ở trong hoàng cung ra, đó chính là thiết kế bản vẽ luyện khí hồn hộp gỗ. Nói là do cao nhân trong hoàng cung nghiên cứu ra, chuyên dùng để đối phó với cao thủ hồn khí. Đương nhiên, Tháp Nhĩ Đông nói chính mình cũng không biết rõ là thật hay giả. Thiết Huyền rất có sự dẻo dai, mặc kệ có tin hay không, chỉ cần ông ta tin. Hơn nữa, ông ta đã đến giai đoạn si mê rồi. Cho dù loại luyện hồn mộc này rất khó tìm kiếm, tuy nhiên, vẫn là thời gian không phụ lòng người. Đúng là Thiết Huyền tìm được rồi. Đầu gỗ này nấp bên trong thần cung không động. Đạo Kỳ nói. Thần cung không động ở nơi nào? Diệp Phàm hỏi. Hay chính là nơi hiện tại phái không động đang đóng quân? Không phải, thần cung không động và phái không động không liên quan đến nhau. Nó không phải là cùng môn phái. Mà không động thần cung lại là nơi đóng quân của Thiên Mị Cung. Nghe nói Thiên Mị Cung này là do các cô gái của môn phái tạo thành. Hàng nghìn năm về trước trong đất nước Trung Hoa của chúng ta có trên dưới 1000 môn phái to nhỏ, tuy nói cung Thiên Mị là do phái nữ tạo thành, nhưng, võ công của cung chủ rất lạ thường. Cho dù là Thiết Huyền cũng không dám mạo muội đi vào, tuy nhiên, Thiết Huyền là người có tâm. Tôi không hề nói quá, thật ra ông ta rất kiên nhẫn. Vì được đến thần cung không động để luyện hồn mộc, đương nhiên ông ta phải để lại tóc. Trước khi Thiết Huyền xuất ra ông ta là một người đàn ông đẹp trai. Sau đó nghe nói bởi vì một người con gái nên ông ta mới nản lòng xuất ra. Trong vòng 3 năm Thiết Huyền đột nhiên trở thành một người đàn ông đẹp trai. Cuối cùng quyến rũ được một trưởng lão có vị trí cao trong cung Thiên Mị. Trưởng lão này gọi là Vạn Châu Hồng, còn con gái của bà ta tên là Vạn Nhất Hồng. Trong cung Thiên Mị, sau khi kết hôn những đứa con đều được mang họ của mẹ, để chứng tỏ địa vị của nữ nhân trong cung Thiên Mị. Thiết Huyền đi theo Vạn Nhất Hồng đánh vào cung Thiên Mị, sau đó dùng thời gian 2 năm để trộm một ít luyện hồn mộc, sau đó liền mất tích, đương nhiên là quay về Mộc Tháp Tự. Mà có luyện hồn mộc còn phải mời cao thủ dùng bản vẽ thuật luyện hồ chế tác thành luyện khí hồn hộp gỗ. Lúc đó cần phải có chuyên môn luyện vật của môn phái. Giống như môn phái luyện đan, Thiết Huyền đã mời một cao thủ về Mộc Tháp Tự để chế tạo chiếc hòm này. Lúc ấy dùng một cái đề giai vị, đó chính là thí nghiệm qua hồn khí của cao thủ hồn ly, rất có hiệu quả. Tuy nhiên, cuối cùng Thiết Huyền cũng không thể nắm giữ được hồn khí của Tuyết Y. Bởi vì, ông ta đã chết không lâu sau khi chế tạo được chiếc hòm. Sau này tuy nói chủ trì môn phái đều hiểu được chuyện này, nhưng tất cả mọi người đều không có dũng khí như Thiết Huyền. Bởi vì, trời mời biết được là Đại sư Tuyết Y có thể phản chế lại phương pháp này hay không. Còn tôi mới tính đến việc phát huy uy lực của chiếc hòm này. Lại nói về chuyện này,
không có biện pháp gì. Bằng không, tôi cũng không dám động thủ. Đạo Kỳ nói. Đúng rồi, với phái võ hiệp mới, chiếc hòm này chỉ có tác dụng trên giấy như vậy sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có dùng, chỉ có mỗi hòm không thì không được, chiếc hòm này có bịt kín cũng sẽ bay hơi. Mà hồn khí chính là do nội khi ngưng tụ mà thành, hở thì mất hết. Vì vậy, Thiết Huyền nghĩ tới việc dùng nước của cây luyện hồn để bịt kín hòm lại, có hiệu quả giống như viên thuốc sáp phong hiện nay của chúng ta. Đương nhiên, phỏng chừng dùng cái gì đó cùng với chiếc hòm gỗ là không khác nhau, chỉ có loại cây luyện hồn này mới có thể làm kín được mộc chấp. Mà bởi vì loại mộc chấp này là luyện từ mảnh gỗ mà ra. Cho nên, nếu như khí này được sử dụng trong trận chiến có thể làm cho hồn khí của cao thủ bị thương. Mà một hoàng phù cũng không phải thần côn môn muốn dở trò mà quỷ mê tín. Mà luyện hồn mốc được làm ra từ vỏ cây. Bên trong tồn tại một chút nội khí của cao thủ. Ví dụ như cao thủ nội khí đem nội khí cất trữ tại hoàng phù được làm từ loại cây này, thì giống như là một trận pháp có thể trấn ngụ được chiếc hòm. Chỉ có vời bỏ vỏ cây phù này về sau dùng nội khí để hòa tan lớp nước cây luyện hồn được gắn trên hòm thì mới có thể mở hòm ra được. Đạo Kỳ nói. Có phải vỏ cây phù không thể bóc trực tiếp bằng tay đúng không? Đường Thành hỏi. Việc đơn giản như vậy mà nói cao thủ không thể bóc vỏ cây phù sao? Làm thế nào để mở ra? Đường Thành hỏi. Muốn bóc được vỏ cây phù ra chỉ có duy nhất một người có thể làm được, người này là Cổ Lan Tự ở tỉnh Giang Đô. Bởi vì, vỏ cây phù này là do Phương Trượng Cai tự luyện ra năm đó. Còn Phương Trượng đương nhiệm là Chi Giác Đại Sư. Ông ta chính là người thừa kế của Cai Tự. Bằng không, anh không có ấn của bọn họ thì cho dù có bóc được vỏ cây phù cũng khó có thể làm nổ hòm. Một khi chiếc hòm nổ, những gì có ở bên trong phòng chừng cũng xong rồi. Đạo Kỳ nói. Được rồi, anh nói cho tôi một chút về không không môn. Diệp Phàm hỏi. Tôi cũng không phải biết rõ ràng 10 phần, chẳng qua là đọc trong di thư của Thiết Huyền thôi. Cho đến bây giờ vẫn chưa nghe nói qua về môn phái này. Đạo Kỳ nói. Di thư của Thiết Huyền đâu? Diệp Phàm hỏi. Tôi giấu ở trong cái gối, các anh có thể tự lấy ra đọc được. Đạo Kỳ nói. Đi ra phía sau, Đường Thành hỏi, Mộc Tháp tự định xử lý thế nào, còn nhà Ôn Hạnh Nhi thì sao? Chẳng lẽ thật sự muốn đánh họ thành người tàn phế? Vừa rồi trên đường đưa Ôn Hạnh Nhi đến bệnh viện có nói là sẽ giao lại 200 triệu, chỉ cần tha cho cả nhà cô ấy là được. Được rồi, lấy lại 200 triệu là được rồi. Ôn Hạnh cũng là một người con gái đáng thương, làm vợ bé cho người ta trong vòng 5 năm. Lấy 200 triệu trong số 200 triệu này cho bọn họ làm phí đi đường. Huống chi, ở Mỹ bọn họ còn có một ngôi biệt thự. Cũng đủ để cô ấy có thể sống bình an rồi. Còn Mộc Tháp Tự, anh có kiểm tra không, bọn họ còn dư bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Tất cả các khoản bọn họ còn lại 1.000 vạn, khoản tiền này là trước đây Cao Tăng Tuyết Y muốn để lại làm tiền hương hỏa. Trong Mộc Tháp Tự trên dưới có hơn 100 hòa thượng. Trong lúc này 1.000 vạn cũng đủ để bọn họ chi tiêu trong một vài năm. Tôi nghĩ 200 triệu này sẽ không cần thiết cho sự sinh tử của bọn họ. Dù sao đều là lừa gạt, chúng ta có giúp đỡ cũng chỉ được một phần thôi. Đi tìm mua một mảnh đất làm nơi gặp gỡ của chúng ta sau này. Mà Hồng Diệp bảo có mảnh đất ở thủ đô Phồn Hoa, có nhiều người lui tới xem, cũng được đấy có phải không? Chúng ta thì không có gì cả, chỉ sợ có người lại loạn tưởng có phải hay không? Đường Thành hỏi. Ừ, ý tưởng này cũng được đấy. Tuy nhiên, Mộc Tháp Tự là nơi trước đây Cao Tăng Tuyết Y đã từng ở. Chúng ta không thể hủy hoại Mộc Tháp Tự như vậy được. Đến chỗ hương khói cũng không có, một khi Cao Tăng Tuyết Y xá lỵ bị mang đi liền mất đi một khoản tiền hương khói. Sẽ không còn khoản tiền này cho bọn họ, nhưng mà, chúng ta sẽ tìm biện pháp để có thể thu được tiền nhan đèn trong một thời gian dài. Diệp Phàm nói, việc đó đúng là không đơn giản. Cứ lấy một chút xương đem đốt đi rồi dùng nội khí điều chỉnh lại thì không phải giống xá lỵ hay sao? Việc này bây giờ người ta gọi chính là xá lỵ tử, việc này trong lòng mọi người sẽ tin. Đường Thành cười khan vài tiếng. Việc này có thể lừa gạt sao? Sa Thiên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tỏ ra khinh bỉ Đường Thành. Việc này chúng ta làm cũng là hảo tâm, là muốn cho Mộc Tháp Tự có thể duy trì thêm một thời gian dài. Bằng không, nếu như ngôi chùa này không có bất kỳ thu nhập nào, chẳng phải là sẽ ngã sao? Như vậy có phải là cách ngắn nhất làm cho trong lòng Cao Tăng Tuyết Y khổ sở? Anh đúng là một tên ngốc, chẳng những gây tổn hại cho Mộc Tháp Tự, hơn nữa còn làm những chuyện vô bổ. Đường Thành nói, trước kia bọn họ đến đây thăm viếng khi có sự chỉ bảo vận may của Tuyết Y Cao Tăng,
Cho nên, đây mới là nguyên nhân mọi người sẵn lòng đến đây thắp hương đặt lễ. Nếu không, cứ mỗi lần một người vào thăm viếng sẽ phải mua vé vào cửa là 300 ngàn. Mọi người cũng sẽ không thoải mái. Hiện tại muốn làm cho có xá lợi không thể làm lại tình huống như trước kia. Trò lừa bịp này phỏng chừng sẽ không được lâu dài. Diệp Phàm nói, hai vị hoàng y hòa thượng kia không phải có năng lực thập đẳng sao? Đến lúc đó dùng nội khí để lừa gạt thu xa lợi về cũng không phải là khó. Chẳng qua việc này rất khó để viết trên báo. Nếu dùng máy ghi âm để truyền âm phỏng chừng sẽ làm cho người ta cảnh giác. Tuy nhiên, sau này thu vé vào cửa rẻ hơn một chút. 1 vạn trên một lần thăm viếng là được rồi. Để cho một số người cũng có thể vào có phải không? Về việc có thể gặp gỡ được cao thủ ở một tháp tự hay không là do số phận. Mà trong tâm ý chúng ta cũng kết thúc có phải hay không? Lúc này, Ngô Tuấn nói. Cứ làm như vậy đi, xem vận khí của một tháp tự thế nào. Diệp Phàm gật đầu nói. Diệp Phàm, tôi cảm thấy những gì Đạo Kỳ nói cũng rõ ràng rồi. Có phải ở trong đó có quỷ kế hay không? Ngô Tuấn nói. Ừ, tôi cũng biết là có chút vấn đề. Theo như Đạo Kỳ nói như bây giờ chúng ta đang ở trong mớ hỗn độn, lúc trước ông ta không có lòng tốt muốn giúp đỡ chúng ta như vậy. Đây là chìa khóa để tìm ra những thứ được giấu trong lớp vỏ cây. Mà anh ta nói ở tỉnh Giang Đô có cổ lan tự có phải là có chút vấn đề không? Diệp Phàm hỏi. Lúc này, một vị hòa thượng cầm chiếc gối của Đạo Kỳ tới. Sa Thiên cầm lấy sau đó cẩn thận mở ra, thấy bên trong có một miếng da dê màu đen. Sau khi mấy người nghiên cứu một lúc cũng có thể hiểu được đại khái ý tứ trong đó. Trong di thư của Thiết Huyền cũng nói là phải phương trượng cổ lan tự mới có thể mở ra được. Đường Thành nói. Chương 3284, đề phòng một chút. Nhưng mà trong di thư cũng không có nói đến tình hình của không không môn. Ngô Tuấn nói. Tuy rằng không nói về không không môn, nhưng vẫn để lại cho chúng ta một chút manh mối. Mặt khác lúc đó không nói đến chuyện cao thủ tháp nhĩ đông của không không môn là người Kim Lăng. Có thể coi đây là manh mối để tìm được con cháu của người này không? Dĩ nhiên, phỏng chừng tháp nhĩ đông chỉ là biệt hiệu của người này. Và lại người này đã ở hơn 1.000 năm trước, để tìm được ông ta cơ hội của mình gần như bằng không, nhưng dù sao vẫn để lại cho chúng ta một chút hy vọng có phải không? Diệp Phàm cười nói. Có hy vọng mới có thể tìm được. Đường Thành cười nói. Vậy bước tiếp theo chúng ta có đi đến cổ lan tự để tìm trụ trì ngôi chùa đã mở vỏ cây niêm phong không? Sa Thiên hỏi. Để một thời gian ngắn nữa mới đi, tôi nghĩ, nhất thời một nửa hồn khí của Tuyết Y hẳn là sẽ không bị chiếc hòm đen làm choáng váng đâu. Hơn nữa, tôi luôn luôn lo lắng nên mở hay không mở chiếc hòm này. Theo như Đạo Kỳ nói cũng đã lộ ra một chút tin tức. Tính cách của Cao Tăng Tuyết Y cũng không phải hoàn toàn tốt đẹp, theo như Đạo Kỳ nói thì Thiết Huyền nói Tuyết Y là một người bá đạo. Mặc dù đã chết nhưng hồn khí vẫn còn đang khống chế một tháp tự. Người như thế, chúng ta còn phải cân nhắc một chút về phẩm chất của ông ta. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, tôi cũng hiểu được Tuyết Y cũng có chút khả nghi. Ông ta đối tốt với chúng ta là có mục đích. Tất cả là vì chúng ta có thể đưa ông ta trở lại xá hoàn dương viên kính trong chùa Vạn Phật Tháp ở Ấn Độ. Có phải Vạn Phật Tháp này có vấn đề hay không, đại sự Tuyết Y có thể lợi dụng chúng ta hay không? Năm đó ông ta là cao thủ trên cả thần tiên. Có thể thừa dịp chúng ta đưa ông ta tiến vào Vạn Phật Tháp nên có cơ hội để chuyển sang kiếp khác hay không? Bằng không, ông ta đúng thật là tốt tính. Hơn nữa, tôi cảm thấy Vạn Phật Tháp này có phải là có thể cung cấp một số điều kiện để chuyển sang kiếp khác hay không? Tuyết Y đã chết mấy ngàn năm mà hồn khí vẫn có thể bảo tồn đến bây giờ, phỏng chừng năm đó người này cũng là một trong những cao thủ tiên thiên. Ngô Tuấn nói. Ừ. Cho dù là một cao thủ mạnh hay yếu cũng là một người khá nổi danh. Diệp Phàm gật gật đầu. Được rồi, không bằng lây hòm đem này làm tiêu hao một nửa hồn khí của Tuyết Y chẳng phải là rất tốt sao. Tuy nói hòm này có thể có tác dụng luyện hồn khí thành thằng ngốc. Nhưng mà, Tuyết Y là cao thủ, chắc chắn sẽ lợi dụng hồn khí đến để bảo vệ mình không bị hại. Đến lúc đó, Tuyết Y chỉ còn lại 2-3 phần hồn khí, đến lúc đó chúng ta sẽ mở chiếc hòm có giấy niêm phong. Cho dù là ông ta có muốn dở trò xấu cúng ta cũng dễ đối phó hơn nhiều lắm. Bằng không, việc hồn khí quá lớn đối với chúng ta càng nguy hiểm hơn. Huống chi, mấy ngàn năm nay Tuyết Y đều luôn bí mật khống chế một tháp tự. Một người chết lại có thể còn có bản lĩnh như vậy, khẳng định phải có thủ đoạn đặc biệt. Bằng không, cao thủ ngày xưa của một tháp tự làm sao phải sợ Tuyết Y. Đường Thành nói. Ha ha ha,
có lẽ Đường Thành luôn làm chuyện xấu mà. Cho nên việc lập luận phân tích rất sắc sảo. Diệp Phàm cười nói. Nhất định Tuyết Y không thể là kẻ đần độn, bằng không, ông ta cho tôi những thứ tốt liền lấy không được. Tuy nhiên, khẳng định Đường Thành có dùng biện pháp, để một thời gian ngắn nữa sẽ mở lại. Diệp Phàm gật đầu nói, tuy nhiên, thần cung không động ở đâu, chúng ta phải điều tra ra mới được. Điều tra làm gì, đã hơn 1.000 năm rồi làm sao có thể điều tra ra? Đường Thành hỏi, chúng ta muốn luyện hồn mộc, loại đồ vật này có thể đem luyện hồn khí choáng váng. Chứng minh nó và hồn khí là tương khắc. Nếu như nói trong tay chúng ta có nhiều luyện hồn mộc, đến lúc đó biến thành binh khí, chẳng phải là với hồn khí còn có khả năng khống chế tương đối. Đến lúc đó, cho dù gặp gỡ đán phi tử mà nói chúng ta cũng có năng lực nhất định để chống lại đúng không? Bởi vì, phỏng chừng đán phi tử cũng chỉ còn hồn khí. Chẳng qua là hồn khí mạnh hay yếu thôi. Diệp Phàm nói, thủ đoạn của Diệp Phàm tốt, không riêng gì đối phó với đán phi tử. Cho dù đối phó với Hàn Quốc Pháp hay Thái Cực Huyết cũng đều có hiệu quả. Chỉ cần là hồn khí gì đó, phải giết hết. Xem ra, mảnh gỗ này thật sự là thứ tốt. Đường Thành cười nói, vẻ mặt hưng phấn. Tìm được trước sẽ cười, phỏng chừng việc tìm được kim bài nữ hoàng chi kim đúng là khó hơn lên trời. Sa Thiên hắt một bát nước lạnh vào. Anh đúng thật là, luôn dội nước lã vào. Vừa mới có một chút hy vọng đã bị anh tạt bát nước vào, thật là xui xẻo. Đường Thành bất mãn thầm thì nói. Cứ tìm đi, từ từ sẽ thấy. Diệp Phàm nói. Tiên sinh, hồn khí của Đại sư Tam Hóa mỗi lần hiện ra sẽ yếu bớt đi một phần. Đạo Kỳ nói Đại sư Tuyết Y đặc biệt ngang ngược. Mấy ngàn năm nay hồn khí của Tuyết Y đều không chế được ý nghĩ của chủ trì Mộc Tháp Tự, đều phải quản lý theo ông ta. Như vậy hồn khí của Tuyết Y chẳng phải thường xuyên hiện ra mới được sao? Việc này, cùng với những lời nói của Tam Hóa Đại sư thật sự là có sự khác biệt rất lớn. Sa Thiên nói, có lẽ là lúc đó hồn khí của Tam Hóa tồn tại quá ít, cho nên không hiện ra được. Còn hồn khí của Tuyết Y nhiều hơn một chút. Cho nên, việc xuất hiện vài lần cũng không có việc gì cả. Tuy nhiên, mấy ngàn năm nay, có như thế nào cũng phải xuất hiện hơn 100 lần. Như vậy hồn khí của Đại sư Tuyết Y tương đối là nhiều đây. Đường Thành nói, hồn khí tồn tại nhiều như vậy, điều đó chứng tỏ năm đó Đại sư Tuyết Y tỏa hóa cũng không có bị tổn thương nhiều nội khí lắm. Thực lực của ông ấy cho đến bây giờ còn tương đối mạnh mẽ. Cho nên, chúng ta dùng hòm làm tiêu hao hồn khí của ông ta là đúng. Diệp Phàm gật đầu nói, đúng vậy. Ông ta đột nhiên đạt đến 11 đẳng, việc này đòi hỏi số lượng nội khí phải tương đối lớn mới có thể thành công. Thực ra ông ta còn là ân nhân của tôi, tuy nhiên, nếu như có mục đích thì không bàn luận đến ban ơn. Không thể nói Ngô Tuấn tôi là lấy oán trả ơn được. Hơn nữa, tôi cảm thấy được có điều kỳ lạ, vì sao ông ta lại lựa chọn giúp tôi đột phá. Vậy có phải ở bên trong có cái gì đó mà không ai có thể biết được mục đích? Ngô Tuấn nói, ừ, tiên sinh. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy được sự tồn tại hồn khí của cao nhân thật là thần bí. Hơn nữa, tất cả dường như đều có mục đích, mà tôi cũng cảm giác được bọn họ không phải là người tốt, cho nên, không ngờ Lô Định Tông mau chóng đuổi đi. Sa Thiên có chút bộ dạng lo lắng. Ừ, tạm thời tôi còn không tìm được biện pháp, tôi nghĩ, luyện hồn mộc này chính là khắc tinh của ông ta. Cho nên, việc tìm được luyện hồn mộc là rất quan trọng. Bằng không... Chúng ta có muốn đuổi ông ta đi cũng không có cách nào để xuống tay cả. Cũng không thể bảo tôi đem con rơi ra để bị diệt được. Diệp Phàm nói. Việc này đương nhiên là không thể, con rơi quá quan trọng. Sa Thiên nói. Lần phải đi về Hồng Diệp Bảo một chuyến, mùng 9 rồi, mùng 10 sẽ đi làm. Diệp Phàm còn phải về với ông bà một chuyến, đây là việc nhất định hàng năm Diệp Phàm phải làm. Hơn nữa, trước khi kết hôn đến đầu năm mới đều có đến thăm cha mẹ. Nhưng không lâu sau khi kết hôn cha mẹ trở về Cổ Xuyên, cho nên, nhất định phải báo hiếu. Vừa gọi điện thoại hỏi, mới biết được Ninh Chí Hòa cũng về chúc mừng năm mới còn chưa có về. Mà năm ngoái do công việc bận rộn ngay cả việc chúc Tết lãnh đạo Diệp Phàm cũng đã quên. Bây giờ đi chúc Tết là phải. Hơn nữa, việc đi chúc Tết cũng là cách để tăng cường mối quan hệ của hai bên. Hơn nữa, có yêu cầu gì cũng có thể nhân cơ hội này nói ra. Nhân lúc lãnh đạo đang vui vẻ nói công việc dễ hơn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, Diệp Phàm bận công việc đến đêm, bởi vì, nếu như đi chúc Tết, mang mấy chai rượu đi biếu những người lãnh đạo cấp cao đã không còn sức hấp dẫn. Mà thứ chúc Tết tốt nhất chính là lễ vật, hơn nữa, chính là những dược thảo chế thành những viên thuốc,
cũng không bị coi là nhận hối lộ gì cả. Hơn nữa, tuổi tác của các lãnh đạo cũng đều cao. Trên cơ bản là đều trên 50 mấy tuổi cả, cho nên, bọn họ càng quan tâm đến sức khỏe của mình. Việc tặng tính mệnh cho bọn họ đúng là quá thích hợp. Ăn xong cơm tối, Diệp Phàm kêu Sa Thiên đưa đến Yêu Tham Vương. Hồng Tà cùng với Lệ Vô Nhai xem qua cũng chật chật lưỡi mãi không dứt. Cái này liền kèm một chút yêu khí, bằng không, thực sự thành một con yêu quái. Hồng Tà chỉ vào Yêu Sâm Vương cười nói. Vạn vật thế gian, có bộ dạng kỳ lạ như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Nó vẫn chỉ là một gốc cây nhân sâm thôi, chẳng qua là hình thể có chút kỳ quặc thôi. Lệ Vô Nhai cười nói. Diệp Phàm coi chừng cắt phải nhánh của nó. Anh nói xem, chúng ta đưa nghìn năm có thể sống sót hay không? Hồng Tà đột nhiên nghĩ ra. Xé nó đi, nó chính là Yêu Tham Vương trên nửa bộ, nếu như là dưới nửa bộ vẫn là có hy vọng. Tôi nghĩ, việc nghĩ biện pháp để bảo tồn vẫn là quan trọng nhất. Như vậy Yêu Tham Vương sẽ có dinh dưỡng hơn, sau này dùng để đột phá đến bán tiên thiên cường giả là có thể cần đến. Lệ Vô Nhai nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên, lần này phối hợp chế tạo ra biệt dược có khả năng tiềm tàng là được. Cái khác dùng nhân sâm 200 năm thay thế là được. Tôi nghĩ, hiệu quả hẳn là có thể phối chế đạt được đến tiêu chuẩn của biệt dược có khả năng kéo dài sự giống tiềm tàng. Diệp Phàm cười nói. Vậy bắt đầu đi chứ. Hồng Tà cười nói. Từ từ đã hai vị tiền bối. Hai gốc cây nhân sâm vương 200 năm tôi đã rang khô tu ích. Trong đó còn pha thêm một vài dược liệu khác. Hai người các anh lập tức uống đi. Diệp Phàm cười nói, Sa Thiên bưng hai chén thuốc tiến vào. Diệp Phàm, anh thật là có tâm. Lệ Vô Nhai cũng không khách khí cầm lấy. Hồng Tà cầm lấy liền uống ngay một hơi. Sau đó, hai người bắt đầu điều tức. Với sự giúp đỡ của hai vị thần tiên đại viên mãn, cùng với sự phối hợp với ba vị đại cao thủ thần tiên, 3 giờ đồng hồ đã chế tạo ra bát thuốc chứa tiềm lực sinh mệnh này. Đương nhiên, thuốc này cũng làm cho Diệp Phàm đau đầu tiêu hao năng lượng, thiếu chút nữa nhe răng nhếch miệng. Để chế tạo thành công bát thuốc tiềm lực sinh mệnh này, Diệp Phàm đã phải dùng hết nhân sâm vương 200 năm. Mà nếu như sau khi còn muốn phối chế toàn bộ bằng yêu sâm vương, đây là Diệp Phàm không muốn nói đến. Sau đó mới cho vô lọ, lần này tất cả đều dùng loại bình ngọc tốt nhất. Như vậy có vẻ tốt hơn nhiều lắm. Bằng không, một viên thuốc, dù sao cũng khiến cho người khác coi thường. Diệp Phàm, dược liệu ở trong xã hội bây giờ là rất quan trọng. Tôi luôn muốn. Anh dùng nhiều dược liệu như thế, vì sao Diệp Phàm anh không trồng một vườn dược liệu của chính mình? Như vậy, mọi dược liệu đều đã có ở trong vườn. Có thể lấy bất cứ lúc nào có phải không? Lệ Vô Nhai nói. Đúng vậy, tôi cũng có ý như vậy. Tuy nhiên, để tìm được một chỗ như vậy rất khó. Thứ hai chính là tìm không được loại dược liệu tốt như vậy. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất, nếu bắt đầu gieo trồng từ hạt giống, để chế ra một viên thuốc cần dược liệu lâu năm mới được. Ít nhất cũng phải vài thập niên, vấn đề này cơ bản là không thể giải quyết được tình hình trước mắt. Mà trước mắt mà nói, những thứ như vậy tôi cũng có đủ rồi. Diệp Phàm nói. Chương 3285, tạm biệt số 1. Không thể nói như vậy, tầm nhìn của anh rất xa. Nhưng mà, thời điểm có cơ hội nên trông một ít dược liệu. Dần dần dược liệu trong vườn của anh sẽ phong phú. Hơn nữa, dược liệu trưởng thành cũng có thể dùng các phương thức phối hợp. Giống như công năng của anh cũng là lớn lên dần dần. Ví dụ như, lục tinh thủy công năng cũng lớn lên. Không chừng ở trên đảo anh đã may mắn có được loại nước này, vậy tốc độ trưởng thành của vườn thuốc của anh có tăng nhanh hơn được không? Trước kia có lẽ phải cần vài thập niên dược liệu mới có thể trưởng thành, nhưng dược liệu có sự chăm sóc sau vài năm có thể trưởng thành. Tôi nghĩ, cũng có thể làm một vài ý tưởng để nghiên cứu một chút về vấn đề này. Lệ Vô Nhai nói. Hơn nữa. Cậu còn có tiền đồ trong tương lai nữa. Hiện tại cấp dưới của cậu chỉ có hơn 10 người, tương lai có lẽ cấp dưới của cậu có thể tăng thêm đến 100 người. Đi ra ngoài làm việc rất có thể bị thương, trước đó phối chế một ít thuốc trị thương, còn có viên thuốc đột phá cảnh giới nữa, đối với cậu mà nói cũng phải xử lý nhanh chóng và tốt việc này. Nghe nói trước kia cậu có thể phối chế lôi âm cửu long hoàn. Cái này tốt lắm, bây giờ cậu phối chế ra được lôi âm cửu long hoàn chắc chắn là rất tốt. Tiền bối nói đúng ạ. Diệp Phàm gật đầu nói. Như vậy đi, việc lựa chọn khu vực trồng dược liệu cứ giao lại cho hai lão già này. Dù sao chúng ta cũng làm nơi ngao du trong lúc rảnh rỗi. Lúc nào vận khí không tốt có thể tìm đến đây. Trung Quốc lớn như vậy, chắc chắn phải có chỗ chứ.
Lệ Vô Nhai nói. Việc này liền kính nhờ hai vị tiền bối. Diệp Phàm nói. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm mang theo dược liệu có sức sống tiềm tàng đến thẳng nhà cung Khai Hà. Ha ha, không phải xuống đây để thu hoạch một bữa ăn có phải không? Cung Khai Hà tủm tỉm cười nhìn chiếc thùng gỗ trong tay Diệp Phàm. Đột nhiên giống như phát hiện ra một mỹ nữ. Vâng, thu hoạch cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, hiện tại khẩn trương thành vật này. Vẻ mặt Diệp Phàm cay đắng. Việc này chứng tỏ đồng chí Diệp Phàm làm việc thôi. Cung Khai Hà cười nói. Việc này khó làm lắm ạ. Diệp Phàm nói xong lấy ra ba cái bình ngọc đặt ở trên bàn. Ôi, chúc mừng năm mới, toàn gia đã trở lại, tính toán cũng có đến 10 chỗ hỏng. Cung Khai Hà nói một câu, thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm nghẹn lại. Trong lời nói này có ý, có đến 10 lỗ hổng, chẳng phải là nói phải 10 cái sao. Kha kha, tổ trưởng cung, tôi cũng muốn lấy nhiều một chút. Tuy nhiên, yêu sâm vương chỉ có một nửa thôi. Còn phát ra để lại một nửa, chỉ có thể phối chế được như vậy, đương nhiên, tôi có thể lấy nhiều hơn một chút nữa. Tuy nhiên, như vậy có thể làm không đúng nhiệm vụ của thủ trưởng. Nghe nói bên kia có mười mấy lão nhân, mỗi người hai viên cũng đã mất 30 viên rồi có phải không? Diệp Phàm cười gượng hai tiếng. Được rồi, vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà. Sau này phần của tôi chia đầu tiên, sau đó sẽ nghĩ biện pháp. Cung Khai Hà khoát tay áo. Diệp Phàm lại chạy theo móc trong túi ra hai cái bình ngọc, cười nói. Cái này là hiếu kính thêm cho đồng chí lão cung ngài. Ôi, đối tốt với tôi như vậy, có phải là có ý đồ gì hay không? Cung Khai Hà nói một câu ra, Diệp Phàm lại nghẹn lại một chút. Trừng mắt lên liếc nhìn lão già này một cái, hừ nói. Không cần đúng không, tôi lấy về vậy. Đã bỏ ra rồi làm sao có thể thu về lại được chứ được rồi tôi nhận. Tốc độ của Cung Khai Hà cũng không chậm, dùng nội khí, lấy năm bình ngọc từ trong tay người ta lại. Nhận lễ cũng dùng nội khí, mở mang tầm mắt rồi. Diệp Phàm nói, mà ông không sợ người khác nói là ông nhận hối lộ sao? Cậu còn không sợ người khác nói rằng cậu đút lót tôi thì tôi sợ cái gì? Cung Khai Hà tủm tỉm cười. Hơn nữa, tin tức yêu sâm vương này cũng là do tôi cung cấp. Không có nó cậu không thể hoàn thành được nhiệm vụ, cho nên, cậu còn phải cảm tạ tôi rất nhiều có phải hay không? Cho nên, việc này, cũng không tính là nhận hối lộ được, tôi phải được hưởng phần trăm có phải hay không? Diệp Phàm đã bị một đồng chí vô liêm sỉ hoàn toàn thuyết phục. Tôi khâm phục ông, cực kỳ khâm phục, đồng chí lão cung, tôi không thể không khâm phục người luyện thành hắc học như thế. Diệp Phàm châm chọc nói. Không thể nói như vậy được, bây giờ tôi không chịu lép vế. Cung Khai Hà không nghĩ gì đến sĩ diễn, một lúc sau nói. Như vậy đi, cậu nợ tôi một đại ân, hiện tại tôi có chuyện cần cậu giúp đỡ một chút. Ôi! Chuyện mà lão cung cần giúp đỡ nhất định là chuyện đại sự. Việc này, tôi chỉ sợ năng lực của mình không làm được. Diệp Phàm nhanh chóng từ chối. Việc này nhất định là cậu làm được, còn đối với tôi mà nói là có thêm khó khăn không nhỏ. Dù sao, đi đến các đơn vị khác, tôi cũng không thể mặt dày đi cầu xin người khác có phải hay không. Cung Khai Hà nói. Ông nói qua một chút, xem tôi có thể làm được hay không. Diệp Phàm biết là không thể từ chối được. Con trai lớn của tôi là Chí Quân cũng đã đến văn phòng quốc phụ viện công tác được vài năm, tôi đang muốn cho nó đi theo anh để rèn luyện một chút. Ngọc không mài không nên thân, cứ công tác ở trong thủ đô sẽ không có lợi cho nó. Cung Khai Hà nói, việc này còn không dễ dàng với ông, muốn đi đến địa phương nào chỉ cần đến gặp bí thư trường không phải là sẽ được sao. Việc này có khó gì đâu chứ. Diệp Phàm nói, lông được, việc này tôi không muốn làm phiền đến người khác. Bởi vì chúng ta là người một nhà, cho nên mới làm phiền đến cậu. Cung Khai Hà nói. Vậy, sếp cung cứ nói, Chí Quân muốn đi theo tôi, sắp xếp cho nó vị trí gì thích hợp đúng không? Diệp Phàm hỏi. Hiện tại Chí Quân đang ở cấp bậc phó phòng, nó ở vị trí phó phòng cũng đã được hơn 3 năm. Cho nên, cậu xem sắp xếp vào đâu được. Cung Khai Hà có vẻ muốn trưng cầu ý kiến. Vị trí phó phòng của tập đoàn Hoành Không vẫn là nhiều. Những người làm ở trụ sở chính trên cơ bản đều là phó phòng. Tuy nhiên, Chí Quân ngồi ở vị trí phó phòng đã hơn 3 năm. Nếu như điều đến làm giám đốc cũng có vẻ hơi vội vàng. Hơn nữa, hiện tại Chí Quân chắc khoảng 30 mấy tuổi. Theo như tuổi tác vẫn là hơi sớm một chút. Dù sao, từ phó phòng sang giám đốc cũng là một khoảng cách rất lớn.
Nếu như đến tập đoàn Hoành không nhận chức phó tổng giám đốc cũng được hưởng chính sách như giám đốc. Diệp Phàm nói. Ha ha, không tồi không tồi. Gần đây đồng chí Diệp Phàm đã lĩnh hội được không ít khả năng mạnh mẽ. Đúng là chí quân có hơi ít tuổi một chút, tuy nhiên, năng lực công tác của nó cũng không tệ. Đi đến Hoành không đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc hẳn là có thể đảm nhiệm được. Cung Khai Hà liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Dĩ nhiên, việc này càng phải đánh đổ rất nhiều người. Đồng chí Diệp Phàm không cần tham khảo ý kiến chuyên gia sao. Vị trí phó tổng giám đốc của chúng tôi sẽ quản lý toàn bộ nhân viên, hơn nữa, còn chính là một trong những thành viên của đảng ủy tập đoàn Hoành không. Số người trong tỉnh có định mức, hiện tại thành viên thường ủy của tập đoàn Hoành không đã được mở rộng từ 9 thành 11 người rồi. Mà cán bộ cấp bậc này là cán bộ kiểm tra nhân viên chủ quản của tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân. Cho nên, còn phải được bên kia tỉnh Thiên Vân thông qua mới được. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề chính là chúng ôi đã đủ người rồi. Không dễ đi vào được. Diệp Phàm nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm khiêm tốn rồi. Biện pháp thì chỉ cần cậu nghĩ ra là có, tôi tin rằng cậu sẽ có biện pháp. Cung Khai Hà cười nói. Chí quân đi theo cậu thì tôi yên tâm rồi. Cậu dùng nó, không phải sợ nó mệt nhọc, tuy nói cơ thể của nó không được tốt, nhưng mà, hiện tại tôi cũng đã đốc thúc để có thân thủ ngũ đoạn rồi. Việc nặng nhọc chắc chắn có thể chịu được. Cung Khai Hà nói. Ngũ đẳng, có thể có khả năng phục vụ được tổ đặc nhiệm A có phải không? Diệp Phàm đùa giỡn nói đến tận trời xanh, tự nhiên cũng muốn đem đồng chí Cung Khai Hà nhất quân, tuy nhiên, Cung Khai Hà vừa nghe, tự nhiên sắc mặt trở nên u ám. Một lúc sau, ông ta thở dài, nói. Việc này, lúc đầu tôi cũng muốn cho nó vào trong tổ đặc nhiệm A. Tuy nhiên, tính cách của nó với cậu cũng không khác nhau là mấy. Không thích làm chuyện gì là không đi, lúc trước tôi cũng đã từng nghĩ đến việc dùng sức mạnh, tuy nhiên, nó phản công lại rất nhiều. Bây giờ suy nghĩ của tôi cũng đã cởi mở hơn, công tác ở trong tổ đặc nhiệm A hay trong chính phủ cũng đều là đem sức lực phục vụ đất nước, chẳng qua là công việc không giống nhau thôi. Ngại quá, vừa rồi tôi có chút tiểu nhân. Diệp Phàm tỏ vẻ xin lỗi. Không sao, chúng ta đi đưa thuốc hoàn đi. Cung Khai Hà khoát tay áo. Chuyện của chí quân tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, sếp cung cứ yên tâm là được. Diệp Phàm nói. Sau đó mang theo chiếc hòm đi theo Cung Khai Hà đến Trung Viên Hải. Chủ tịch Đường mặc chiếc áo màu xanh có kiểu dáng giống như kiểu áo của Tôn Trung Sơn, khuôn mặt hồng hào, thoạt nhìn thấy thần sắc không tồi. Trong hòm chứa 50 viên dược hoàn sinh mệnh, chủ tịch Đường vô cùng vui sướng, cười nói. Không tồi không tồi, đồng chí Diệp Phàm cũng đã có tuổi mà vẫn còn bôn ba. Những điều này chứng tỏ là người có công lớn vì nước Cộng Hòa. Mọi người có thể khỏe mạnh trường thọ không thể không nói đến công lớn của đồng chí Diệp Phàm. Chủ tịch quá khen rồi, đây là một việc mà một nhân viên đang công tác trong chính phủ nước Cộng Hòa nên làm. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Chủ tịch, đồng chí Diệp Phàm có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc thực sự là không dễ dàng. Trong khi làm gặp bao nhiêu nguy hiểm đáng sợ cũng không cần nói. Chỉ vì một từ, cửu tử nhất sinh, tuy nói hiện tại đồng chí Diệp Phàm đã đột phá tiên thiên. Nhưng đối với cao thủ thời cổ đại có chút huyền bí, mặc dù là đã mấy ngàn năm, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn rất đáng sợ. Đồng chí Diệp Phàm đã từng gặp gỡ vài lần, mà bây giờ cao thủ càng ngày càng nhiều, ngưỡng cửa để nhập môn vào tổ đặc nhiệm A cần được nâng cao hơn. Như đồng chí Diệp Phàm nói, ngưỡng thích hợp để nhập môn vào tổ đặc nhiệm A chính là ngũ đẳng. Còn đồng chí nào có trình độ tứ đẳng có thể tham gia vào đội ngũ dự bị để rèn luyện. Một khi đột phá có thể nhập vào đội. Hơn à nữa, đồng chí Diệp Phàm thực là không dễ dàng. Bên kia tập đoàn Hoành không có một đống chuyện đang chờ hắn. Bên này còn phải trợ giúp cho tổ đặc nhiệm A, nếu thân thể của hắn không tốt, sớm đã phải ngừng lại rồi. Cung Khai Hà có chút tình cảm riêng với Diệp Phàm. Đúng vậy, nguyên nhân là do đồng chí Diệp Phàm còn có bổn sự mới cần phải để cho hắn có thêm tinh thần để làm việc. Nói đến quy hoạch của Hoành không gần đây tôi mới xem qua, ý tưởng này tốt lắm. Hơn nữa, tôi cảm giác tầm nhìn của đồng chí Diệp Phàm thật rộng lớn, rất có trình độ. Cứ như vậy, tập đoàn Hoành không có thể giúp hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam gắn bó chặt chẽ hơn. Tôi nghĩ, tập đoàn Hoành không có thể có được kỳ công trở thành tập đoàn lớn thứ hai trong cả nước. Như vậy đi, mắt nhìn thấy, tai trực tiếp nghe thấy. Sau này, tôi quyết định đến hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam. Để nhìn xem tình hình xây dựng quy hoạch của tập đoàn Hoành không.
Chủ tịch Đường nói, Cung Khai Hà vừa nghe, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Nhất thời Diệp Phàm mừng rỡ đến phát điên, thủ trưởng số 1 đến tham quan tập đoàn Hoành Không, chỉ cần nói một câu cũng đủ để chứng minh thể diện của mình. Chương 3286, thời kỳ hưng thịnh của tập đoàn Hoành Không đã đến. Chủ tịch, công trình quan trọng nhất trong quy hoạch của Hoành Không chính là cầu Thông Thiên Hà. Hiện tại cây cầu này đang trong giai đoạn khẩn trương xây dựng. Đây là cây cầu gắn kết giữa hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân. Nó có ý nghĩa rất quan trọng, hơn nữa, sau khi xây dựng xong cây cầu này không lâu sẽ thấy được tác dụng của nó. Hiện tại rất nhiều chuyên gia của hai tỉnh đều đang nghiên cứu những mặt có lợi và có hại của dự án quy hoạch Hoành Không. Đương nhiên, cho dù là loại dự án gì thì đều có mặt lợi có mặt hại. Quan điểm của mọi người là khác nhau, xử lý ở góc độ khác nhau, việc khen ngợi hay chê bai cũng không giống nhau. Đối với việc này cũng lắng nghe toàn bộ ý kiến của chuyên gia để sửa đổi khi cần thiết. Dự án của chúng ta cũng không phải nhất thành bất biến. Hiện tại quốc gia không phải có rất nhiều các hạng mục nghiên cứu quan trọng. Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ X đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết về phát triển kinh tế và xã hội trong 5 năm kế hoạch thứ 11. Đề cương có nói tới việc xây dựng nông thôn mới trong chủ nghĩa xã hội khoa học, thúc đẩy tối ưu hóa và nâng cấp cơ cấu công nghiệp, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, phối hợp thúc đẩy phát triển trong khu vực, xây dựng một nguồn tài nguyên tiết kiệm và thân thiện với môi trường xã hội. Thực hiện chiến lược khoa học cùng với chiến lược dùng người tài, tăng cường cải cách, thực hiện chiến lược mở cửa cùng có lợi, thúc đẩy việc xây dựng một xã hội chủ nghĩa hài hòa, tăng cường chủ nghĩa xã hội khoa học. Diệp Phàm nói, đồng chí Diệp Phàm, anh nói với tôi về kế hoạch 5 năm lần thứ 11, có phải là có tính toán gì hay không? Chủ tịch Đường ân cần hỏi. Tập đoàn Hoành Không chúng tôi đang hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 11, việc nâng cấp cơ cấu nền công nghiệp là được làm tốt nhất. Những năm trước tập đoàn Hoành Không còn bị lỗ vốn nghiêm trọng, tình trạng gần như phá sản không có biện pháp để xoay sở. Sau nhiều năm điều chỉnh đã có một vị thế vững chắc. Tuy nói tổng thể năm nay vẫn là lỗ, nhưng đều là do trước kia đã bị lỗ vốn quá nhiều. Hiện tại so với những năm trước doanh thu đã tăng lên. Lợi nhuận thực tế đạt tới 400 triệu. Mà chủ tịch hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam đánh giá năm nay không cần phải trợ cấp tiền cho tập đoàn Hoành Không. Cho nên, góp phần vào việc nâng cấp và tối ưu hóa cơ cấu ngành công nghiệp và các khu công nghiệp. Và nó là tiền đề cho kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 11 của tập đoàn Hoành Không có thể cân bằng trong khu vực. Nó giúp cho hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân gắn chặt lại với nhau, và nó có thể được coi là một nền tảng của khu vực. Việc xây dựng nguồn tài nguyên tiết kiệm và thân thiện với môi trường xã hội cũng có thể được sử dụng trong việc lập quy hoạch Hoành Không. Quy hoạch Hoành Không nắm giữ một tỷ trọng khá lớn trong ngành du lịch, được đầu tư tới mấy tỷ. Việc xây dựng quy hoạch Hoành Không là phù hợp với môi trường. Diệp Phàm nói một cách tỉ mỉ. Chủ tịch, tôi cảm thấy quy hoạch tập đoàn Hoành Không có thể trở thành một công trình trọng điểm của quốc gia có phải hay không? Nó được thực hiện một cách quy mô, cho đến số lượng người tham gia. Số tiền đầu tư, khu vực địa lú tất cả đều thể hiện là rất tốt. Hơn nữa, cũng có thể đem quy hoạch Hoành Không làm thành một đề tài nghiên cứu có phải hay không. Nếu một khi thành công, còn có thể triển khai thí điểm ở một số nơi trên toàn quốc. Cung Khai Hà nói, phù hợp hay không phù hợp cần có sự khảo cứu cụ thể của nhóm chuyên gia, như vậy, sau này sẽ phái nhóm chuyên gia nhà nước xuống đây để khảo sát. Nếu như quy hoạch của mọi người phù hợp với điều kiện, sẽ trở thành một công trình trọng điểm của quốc gia, sẽ có những chính sách về tài chính và nhân tài đến để hỗ trợ mọi người. Chủ tịch Đường gật đầu. Vẻ mặt Cung Khai Hà lộ ra vẻ nghiêm túc, nói. Đồng chí Diệp Phàm, thời kỳ hưng thịnh của tập đoàn Hoành Không đã bắt đầu. Sau khi trở về, anh tranh thủ thời gian để chứng thực thông tin này là chính xác. Tất cả các công việc đều phải chuẩn bị thật kỹ càng. Đừng để đến lúc đoàn chuyên gia tới rồi các anh mới chuẩn bị đúng là không kịp trở tay. Như vậy sẽ thật đáng tiếc, cơ hội này rất quan trọng. Một khi chuyên gia xác định công trình này là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11, việc hỗ trợ về tài chính sẽ được tăng lên theo cấp số nhân. Tôi hiểu mà tổ trưởng Cung, tôi vốn định này mai sẽ về thăm ông bà một chuyến. Xem ra là không có cơ hội rồi, sao sẽ về vậy? Diệp Phàm gật đầu nói. Nhìn đồng hồ thấy chưa đến 10 giờ, Diệp Phàm nhanh chóng quay đầu đi đến thẳng nhà Ninh Chí Hòa. Đồng chí Diệp Phàm, mặt anh sáng lắm, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thật sự là vui mừng có phải hay không? Vừa nhìn thấy Diệp Phàm đi vào, Ninh Chí Hòa đã giơ tay ra bắt, cười nói.
đương nhiên là vui mừng rồi, thứ nhất là đến lạy chú Ninh một cái, thứ hai là đến để biếu cho anh mấy viễn thuốc quý. Diệp Phàm nói xong lấy ra ba viên thuốc. Loại thuốc này chính là loại thuốc trước kia anh đánh Thái Cực Quyền có phải không? Ninh Chí Hòa sửng sốt, cười hỏi. Ừ, tuy nhiên, số lượng hơi ít một chút, tuy nhiên, sau một thời gian ngắn ăn vào còn có thêm một vài tác dụng. Diệp Phàm gật đầu nói. Phí Hương Ngọc vui vẻ hớn hở tiến tới lây viên thuốc. Nói. Diệp Phàm, đúng lúc đến bữa cơm, cùng nhau ăn một chút nhé. Cô cho là anh ta không biết là đến bữa cơm có phải hay không, cơ bản là hắn cố ý đến vào đúng bữa cơm đó. Lúc này, Ninh Chí Hòa quẹt mồm đi từ trên lầu xuống. Còn Mai Thiên Kiệt đứng sau lưng cô ấy giống như cái đuôi đang cười hì hì. Tiểu tử này, thật không giống một đồ đệ của tôi, trong lòng Diệp Phàm buồn bực một chút. Chú Ninh, tôi mới từ chỗ chủ tịch đến đây, vừa rồi vẻ mặt vui mừng là bởi vì nghe được một tin tức tốt. Vì thế, Diệp Phàm đem chuyện công trình trọng điểm nói ra. 3. Không thể ngờ được tự nhiên Ninh Chí Hòa lại vỗ đốp một cái vào đầu gối của mình, đứng lên nói. Tốt, tốt lắm. Sau đó còn nói thêm. Diệp Phàm, chúng ta đến phòng sách nói chuyện đi. Hai người đi vào phòng sách. Cậu có tính toán gì không? Ninh Chí Hòa hỏi. Vừa rồi cũng vừa nghĩ đến, bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Tuy nhiên, tuy nói trước kia chúng ta không có yêu cầu, nhưng luôn có một ví dụ. Ví dụ về một buổi kiểm tra, để xem người khác như thế nào xem có nên bắt chước làm phong bì không. Diệp Phàm nói. Người ta là người ta, cậu phải có tự chủ của chính mình. Đương nhiên, thông thường phải làm quen với các thói quen. Tôi nghĩ, nếu như cấp trên phái một đoàn chuyên gia xuống, các thành viên trong nhóm chuyên gia là khá quan trọng. Nhất định là do các tổ chức của Quốc vụ viện phối hợp thành một đoàn. Khẳng định trong nhóm chuyên gia sẽ có hai viện sĩ đến để khảo sát việc xây dựng quy hoạch của các cậu. Trong quy hoạch thì vấn đề du lịch chiếm một phần lớn trong quy hoạch của các cậu. Cho nên, muốn làm du lịch các cậu phải chú ý đến việc quảng bá hình ảnh. Ninh Chí Hòa và Diệp Phàm đang bàn bạc. Sau khi tôi trở về sẽ triệu tập một cuộc họp kín, tuy nhiên, không thể thiếu được sự giúp đỡ của tỉnh ủy. Hơn nữa, tỉnh cũng phải hiểu rõ một chút về hạng mục công trình dự án lớn. Hơn nữa, cũng phải có chuyên gia về lĩnh vực này. Diệp Phàm gật đầu nói. Ừ, cậu tới tỉnh trước, lập tức nói chuyện vấn đề này với chủ tịch tỉnh Khúc. Chuyện này, tôi nghĩ rằng, không phải chỉ là phạm vi của các cậu. Ninh Chí Hòa nói. Ha ha, chúng ta cố gắng hết sức để mở rộng phạm vi. Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, trong một đời người có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều cơ hội. Có những cơ hội ảnh hưởng không lớn đến chúng ta, nhưng lần này cơ hội đến với cậu, đến với tỉnh Thiên Vân chúng ta, đến với tập đoàn Hoành Không mà nói là một cơ hội lớn có thể làm thay đổi cả vận mệnh của chúng ta. Bây giờ tập đoàn Hoành Không là vui nhất, tuy nói năm nay xí nghiệp đã có lợi nhuận. Nhưng mà bởi vì trước kia có qua nhiều khoản nợ. Cho nên, trong thời gian phát triển này trên lưng các cậu còn có một gánh nặng rất lớn, thật đúng là không dễ dàng. Mà lần này ở trên có thể cho các cậu một cơ hội hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế. Có sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp trên, lập tức có thể bỏ qua gánh nặng để ra trận. Chỉ khi ra trận một cách gọn nhẹ tập đoàn Hoành Không mới có thể phát triển một cách mạnh mẽ. Hiện tại phải di rời hai thành phố, các cậu tập trung vào việc xây dựng một khu du lịch trọng điểm. Tuy nhiên, xí nghiệp phải phát triển hơn để thu hút sự đầu tư, tăng lợi thế của sản phẩm, khai thác sự phát triển của các kênh truyền hình. Mục tiêu của các cậu là các cường quốc trên thế giới, không thể chỉ xác định vị trí trong mắt của người trong nước, nhất định trong nước sẽ có sự hạn chế. Ninh Chí Hòa truyền lại những kinh nghiệm của chính mình. Dạ, lần này trở về phải bỏ một chút để làm việc lớn. Tuy nhiên, năng lực làm việc và việc dốc sức của các thành viên trong bộ máy lãnh đạo tổng công ty là vấn đề mấu chốt. Một cây củ cải một cái hố, giống như lần trước điều chỉnh đi điều chỉnh lại trong tính đưa tới nhân tài cho tập đoàn Hoành Không. Giống như ba đồng chí Trần Viên Kiều, Dương Quý, Phương Hậu Bân đều thể hiện là những người phi thường. Đặc biệt là đồng chí Trần Viên Kiều, trước kia ở tỉnh làm ở xí nghiệp gia công kim loại thật là lãng phí. Hiện tại hình như cô ấy vẫn ở một vị trí rất bình thường, có thể phân công cho cô ấy quản lý công ty máy móc Hoành Không. Đều chứng tỏ là người có năng lực quan trọng. Diệp Phàm đẩy Trần Viên Kiều lên, khiến cho Ninh Chí Hòa có chút hiềm nghi. Bởi vì, Trần Viên Kiều là một nhân viên của Ninh Chí Hòa đi lên. Ừ, người đứng đầu tốt có thể kéo theo các đồng chí ở phía dưới công tác tốt. Tuy nhiên,
đồng chí Diệp Phàm, cậu vừa nói như vậy, có phải muốn điều chỉnh thành viên trong bộ máy có phải hay không? Ninh Chí Hòa thật lợi hại, thoáng cái đã có thể nghĩ ra. Tôi có ý kiến này, đồng chí Ngô Hồng Sơn là phó bí thư phân công quản lý kinh tế. Đồng chí làm lý luận công tác rất tốt, có nghiệp vụ rất tốt. Đến đây nhận nhiệm vụ này thấy năng lực công tác cũng bình thường. Mà công việc chính là phân công quản lý phát triển kinh tế của tổng công ty, việc năng lực quản lý của lãnh đạo ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của tập đoàn. Đặc biệt là vị trí của Ngô Hồng Sơn. Diệp Phàm nói, Ngô Hồng Sơn không chắc cứ đung đưa. Hiện tại tuy nói Dương Chấn Đông không làm trái lại, anh ta cũng phục tùng một chút. Nhưng để sử dụng tôi cảm thấy có phần không thuận. Có thể điều chỉnh phân công công tác các thành viên trong bộ máy một chút, cậu là bí thư đảng ủy của tập đoàn, còn kiêm cả chức tổng giám đốc, cậu có quyền làm những điều đó. Nếu cảm thấy đồng chí Ngô Hồng Sơn thích hợp là công tác tư tưởng hơn, thì cho anh ta là công tác này. Mà anh ta có thể sắp xếp các đồng chí khác đi làm có phải không? Ninh Chí Hòa nói, việc này điều chỉnh thật không tốt, bởi vì, tất cả các đồng chí chiếm chỗ của họ đều có thể bị hãm hại. Hiện tại cần có một đồng chí có năng lực kém hơn đồng chí Ngô Hồng Sơn đến công tác. Diệp Phàm kiên trì đến cùng nói. Ừ, cậu thấy đồng chí nào thích hợp? Ninh Chí Hòa liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi cười. Chương 3287, tình hưởng ứng mãnh liệt. Hắn bị lão Ninh làm cho có chút chột dạ, nhưng ngẫm lại nhiệm vụ lão cung giao cho đành phải kiên trì nói. Đồng chí Cung Chí Quân hỗ trợ văn phòng quốc vụ viện phân công quản lý công việc của các doanh nghiệp không dai. Nên là đồng chí hơn 30 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế. Trước kia có kinh nghiệm trong quản lý các doanh nghiệp, sau khi đến văn phòng quốc vụ viện cũng làm nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo các văn bản về doanh nghiệp. Khởi đầu của quốc vụ viện rất cao, bọn họ suy nghĩ cho cả nước. Mà tập đoàn Hoành Không chúng ta muốn phát triển khởi điểm cũng phải cao. Đặc biệt một khi nhà nước coi dự án của chúng ta là một trong năm công trình trọng điểm thì càng đòi hỏi cao hơn. Chúng ta cần nhân tài này đến tập đoàn làm việc. Hơn nữa, đối với dự án cụ thể này đồng chí đó càng có thể giúp đỡ nhiều. Diệp Phàm nói. Cung Chí Quân. Ninh Chí Hòa nhắc lại một câu nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên cười nói. Tôi đã gặp cậu ta. Chú Ninh đã gặp cậu ta, ha ha. Diệp Phàm biết, tính toán của mình bị lão Ninh nhìn ra, không khỏi có chút xấu hổ. Con lớn của đồng chí Cung Khai Hà thôi, đúng là một đồng chí có năng lực. Ninh Chí Hòa cười nói. Ha ha. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng, Cung Khai Hà và Diệp Phàm còn có một tầng thân phận khác hiện giờ Ninh Chí Hòa cũng biết. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm về thành phố Quang Vinh của tỉnh Thiên Vân. Diệp Phàm đi thẳng đến văn phòng chủ tịch tỉnh Khúc. Nghe Diệp Phàm báo cáo xong, chủ tịch Khúc biểu hiện mạnh mẽ hơn Ninh Chí Hòa lập tức đứng lên đi lại trong phòng. Phải thông báo trong tỉnh trước mới được. Khúc Chí Quốc một lần nữa ngồi xuống khôi phục bình tĩnh nói. Ôi, tôi cũng có ý này. Việc chỉ đạo của tỉnh cũng không thể bớt. Nếu không chúng tôi bây giờ còn không biết làm thế nào, không biết triển khai công tác từ đầu. Diệp Phàm nói, đương nhiên để cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh vui vẻ một chút thôi. Việc này, nói trắng ra là một kỹ xảo nịnh nọt thôi. Các cậu tranh thủ người này thì ưu thế ở đâu? Chủ tịch Khúc hỏi. Hiện giờ tập đoàn chúng ta đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, du lịch, kiến trúc, sản xuất máy móc, thiết bị điện lực. Mà tập đoàn chú trọng nguyên tắc giảm lượng hóa, tái sử dụng, tài nguyên hóa. Lựa chọn sản phẩm sản xuất hợp lý, quy mô sản xuất, công nghệ sản xuất, tiến hành sản xuất sạch. Từ ngọn nguồn của sản xuất và toàn bộ quá trình tận dụng tài nguyên, để mỗi doanh nghiệp sản xuất giảm được lượng phế thải. Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng lớn nhất. Cắt giảm rác thải và độc tố, thể hiện tính tuần hoàn kinh tế. Thành lập một dây chuyền 5 công đoạn liên hợp sinh thái. Rác thải của công đoạn này lại là nguyên liệu cho công đoạn khác. Không ngừng kéo dài sản xuất, sử dụng hữu hiệu nhất tài nguyên, giảm tối thiểu lượng nước thải, thậm chí hình thành hệ thống công nghiệp tự sản xuất tự đào thải giống như hệ sinh thái trong tự nhiên. Thứ ba là mắt xích giữa công nghiệp và nông nghiệp, sản xuất và tiêu dùng, kết hợp với ngành sản xuất hữu cơ. Phát triển mạnh sự tuần hoàn của tài nguyên, duy trì liên tục sản xuất và tiêu dùng. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, từng bước hoàn thành dây chuyền tuần hoàn. Việc này chủ yếu cũng là cân nhắc đến ngành du lịch của tập đoàn Hoành Không. Dù sao, du lịch có yêu cầu rất cao đối với môi trường sinh thái. Nếu khắp nơi đều ô nhiễm, du khách nào muốn ở lại có phải không? Cho nên,
kết hợp ngành sản xuất công nghiệp và hữu cơ lại chính là mục tiêu của quy hoạch hoành không chúng ta. Điều này cũng là ưu thế của chúng ta, mà quy hoạch hoành không đòi hỏi khoản tài chính lớn, nhân viên lớn, quy mô cũng lớn. Các công trình trọng điểm của nhà nước đều có nguồn vốn lớn. Về vốn chúng ta đã đạt đến tiêu chuẩn này. Chỉ trụ sở chính năm nay đã đầu tư hơn 100 triệu. Đây là khoản đầu tư gấp mấy chục lần những năm qua. Tập đoàn Hoành không dùng một năm đã có thể đi được lộ trình 20 năm. Mà trung tâm của hai thành phố chuyển đến đây cũng thể hiện sự thống nhất trong quy hoạch của hai tỉnh. Mà những điều này phải có tập đoàn Hoành không ràng buộc mới có thể thực hiện được. Một khi những điều này có thể thành hiện thực, ý nghĩa cực kỳ to lớn. Diệp Phàm nói, những thứ này là ưu thế của tập đoàn các cậu, thu hút đầu tư và bỏ vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn. Điểm này mặc dù các cậu xuất sắc nhưng phải thận trọng một chút. Thật ra, tầm nhìn của các cậu phải rộng một chút, ví dụ như, ông chủ của tập đoàn Hoành không là tỉnh Điền Nam khá quan trọng. Tỉnh Điền Nam là tỉnh du lịch lớn, du lịch Hoành không kết hợp với du lịch Điền Nam cùng kiếm tiền cũng có thể suy nghĩ. Còn nữa, tỉnh Điền Nam giáp với các nước Đông Nam A. Những nước này đều có sự chênh lệch về kinh tế. Sản phẩm của các cậu có thể thông qua tỉnh Điền Nam để đi vào các nước này. Cho nên, xuất khẩu cũng là một triển vọng của các cậu. Muốn lấy Hoành không làm giải đất trung tâm để mở ra, thì Điền Nam là một cái cửa. Mà tỉnh chúng ta cũng có nhiều ưu thế mà các cậu chưa khai thác hết. Ví dụ như, thành phố miền núi Đông Lân của tỉnh chúng ta, thành phố Bắc Liên của tỉnh Hải Thanh. Nhiều con đường như vậy đều mở ra con đường tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Hoành không. Chỉ là các cậu sử dụng như thế nào thôi. Mà quy hoạch của Hoành không lợi dụng những cửa ngõ này như thế nào vào trong quy hoạch. Để các chuyên gia xuống khảo sát công trình trọng điểm của quốc gia thấy rõ mới được. Chủ tịch Khúc nói rất nhiều, với tầm nhìn của ông ta chứng tỏ địa vị của tập đoàn Hoành không. Tôi nghĩ, tỉnh Thiên Vân thuộc về Tây Bắc của Trung Quốc. Tây Bắc mở rộng cũng là một lợi thế. Chính sách phát triển mở rộng Tây Bắc chính là chính sách quan trọng nhất của chính phủ. Mục đích là mượn thế phát triển của vùng duyên hải phía đông để nâng cao trình độ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của Tây Bộ. Từ tháng 1 năm 2000, Quốc vụ viện đã thành lập tổ khai phá phát triển Tây Bộ. Mà chúng ta đang đứng ở một khu quy hoạch phát triển mở rộng Tây Bộ. Nhà nước đã quyết định chính sách này, chúng ta phải mượn đến đây. Diệp Phàm nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, suy nghĩ của cậu tốt lắm. Công trình trọng điểm chính là một mục đích tốt. Mượn chính sách để làm việc của mình, cái này gọi là thuận theo thủy triều thời đại. Không mượn, chứng tỏ các cậu không hiểu cách làm việc. Việc này, nói lớn thì quan điểm của người chỉ huy có vấn đề. Chủ tịch Khúc cười nói. Như vậy đi, cậu về chuẩn bị trước. Bên này tôi lập tức mời các đồng chí đến họp bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh phải thành lập tổ quy hoạch. Bởi vì tập đoàn Hoành không là tập đoàn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc này không riêng gì là việc của các cậu. Cũng liên quan đến Ủy ban Nhân dân. Việc này cậu còn phải nhanh chóng tự mình đi tỉnh Điền Nam một chuyến. Báo cáo với lãnh đạo tình huống quan trọng. Để sớm làm tốt công tác chuẩn bị. Chủ tịch Khúc cười nói. Tôi chuẩn bị lập tức qua đó. Hai tỉnh quyết định việc này, ra phương hướng chỉ đạo cấp dưới chúng tôi mới dễ triển khai công tác. Nếu không, cũng có chút cảm giác luống cuống. Dù sao, tầm nhìn và năng lực của các đồng chí cấp dưới cũng có hạn. Mà tỉnh ủy và ủy ban nhân dân ở trên cao hơn, tầm nhìn so với chúng tôi xa hơn, chúng tôi cần chỉ đạo của các anh. Diệp Phàm khiêm tốn nói, kỳ thật, đây là Diệp Phàm đang lấy lòng. Việc này để ủy ban nhân dân hai tỉnh tham gia, đến lúc đó thành công có phải người tham gia cũng được chút thành tích. Đến lúc đó, thật tốt, nếu không, mặc dù làm thành công tốt đẹp thế nào người ta không chừng còn không thoải mái trong lòng. Buổi chiều Diệp Phàm không quay về tập đoàn Hoành không mà gọi điện thoại nói qua với đồng chí Dương Chấn Đông, sau đó đi thẳng đến thành phố Thành Côn tỉnh thành của tỉnh Điền Nam. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm đi thẳng đến văn phòng Chủ tịch tỉnh Dương Khai Thành. Nghe Diệp Phàm báo cáo xong, Chủ tịch Dương cũng khá vui mừng. Lúc này gọi điện thoại báo cáo cho Bí thư tỉnh ủy Trần Cự Đức. Bí thư Trần nghe xong chỉ thị cho Chủ tịch Dương dẫn Phó Chủ tịch tỉnh phân công phụ trách tập đoàn Hoành không Trương Tương Hòa đến văn phòng ông ta. Ba người vội vã đến tỉnh ủy, Bí thư Trần và Phó Bí thư Thường trực tỉnh Điền Nam An Bình Phong đã ngồi ở đó, địa điểm là phòng họp nhỏ của tỉnh ủy. Đồng chí Diệp Phàm, cậu nói lại việc đưa quy hoạch Hoành không và 10 công trình trọng điểm quốc gia một lần nữa. Bí thư Trần vẻ mặt nghiêm túc.
Diệp Phàm cũng nói lại một lần. Tỉnh Thiên Vân có tính toán gì không? Trần Cự Đức nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Họ cũng rất coi trọng, dự tính đem toàn bộ thành phố Hạng Nam thống nhất trong quy hoạch của Hoành Không. Diệp Phàm nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, hiện giờ cậu chẳng những là chủ tịch tập đoàn Hoành Không, hơn nữa cũng là lãnh đạo địa khu Giang Hoa. Địa khu Giang Hoa phát triển thế nào, toàn bộ trông vào cậu. Bí thư Trần thật đúng là con cáo già. Ông ta nháy mắt với chủ tịch Dương xong rồi tự mình nói ra, cũng là cách giao việc này lên đầu Diệp Phàm. Bí thư Trần nói vậy có ý gì? Diệp Phàm cố ý giả ngu, giống như đang không hiểu vấn đề. Hả, đồng chí Diệp Phàm không hiểu sao? Bí thư Trần cười nói. Tôi không hiểu rất nhiều. Diệp Phàm ra vẻ đứng đắn. Ha ha ha. Mấy người chủ tịch Dương đều cười, Diệp Phàm cũng cười theo. Việc này cụ thể thế nào sẽ do chủ tịch Dương thực hiện? Tập đoàn Hoành Không chúng tôi cũng có 4 ông chủ. Nhất định phải coi đây là chuyện quan trọng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút sơ suất nào. Mục tiêu của chúng ta chính là lấy được thành công công trình trọng điểm lần này. Bí thư Trần nói. Chương 3288, không phục. Như vậy đi đồng chí Diệp Phàm, cậu về trước. Ủy ban nhân dân sẽ bàn bạc một chút sau đó có lẽ ngày mai hoặc ngày kia các đồng chí sẽ đến tập đoàn Hoành Không bắt đầu chuyện này. Đương nhiên, tùy theo tình hình cụ thể tỉnh Điền Nam chúng ta sẽ có các ngành liên quan tham gia. Việc chuẩn bị vẫn lấy tập đoàn Hoành Không các cậu là việc chính. Chúng tôi chỉ là phối hợp công tác với các cậu mà thôi. Chủ tịch Dương nói, đồng chí Tương Hòa sức khỏe gần đây không được tốt, tôi thấy hay là để đồng chí Bình Phong lo việc này. Hơn nữa, đến giờ đồng chí Bình Phong vẫn luôn quan tâm đến quy hoạch, đối với phương diện này cũng quen thuộc hơn. Đồng chí Bình Phong mấy hôm trước cũng có nói với tôi, nói là gần đây nghiên cứu chuyện Hoành Không. Đặc biệt là quy hoạch Hoành Không, một khi có được thành công có thể nói là một sáng kiến rất lớn. Việc này, chờ đồng chí Tương Hòa khỏe lại sẽ giao cho anh ấy. Lúc này Bí thư Trần đột nhiên nói. Đúng vậy, trước kia tôi đã dạy đại học, đối với nghiên cứu vẫn rất quan tâm. Hiện giờ tuy nói công tác trong cơ quan nhà nước nhưng khi có quy hoạch Hoành Không tôi vẫn rất quan tâm. Một tập đoàn kéo theo hai thành phố, thậm chí hai địa khu phát triển, đây thật đúng là sáng kiến khó lường. Suy nghĩ này của đồng chí Diệp Phàm thật là mới mẻ độc đáo. Hơn nữa, theo sự phát triển gần đây, đó cũng là một điều không tưởng. Cũng không phải là một công trình bề nổi lấy thành tích, mà là một công trình dân sinh thật sự. Nói như thế nào? Một khi quy hoạch lớn này thành công sẽ làm thay đổi cuộc sống của mấy triệu dân của hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân trong phạm vi quy hoạch. Cho nên nói, đây là một sáng kiến rất xuất sắc. An Bình Phong nói. Vậy đồng chí Tương Hòa, anh về nghỉ ngơi tốt một chút. Trước đây anh được phân công quản lý tập đoàn Hoành Không, sau này đồng chí Diệp Phàm thì anh mới xong việc. Đối với tập đoàn Hoành Không anh quen thuộc nhất, nhưng sức khỏe là cái vốn của cách mạng, không có sức khỏe làm sao làm việc. Cho nên, anh nghỉ ngơi cho tốt, tập đoàn Hoành Không vẫn không rời bỏ anh, tuy nói anh dưỡng bệnh nhưng có một số việc vẫn không thể thiếu anh. Chủ tịch Dương nói xong nhìn Bí thư Trần một cái nói tiếp. Trong khoảng thời gian này đồng chí Tương Hòa vẫn không thể thiếu trong quy hoạch Hoành Không. Dù sao rất nhiều việc phải tham khảo anh ấy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không thể thiếu anh. Muốn làm điều này có lẽ tập đoàn Hoành Không phải tổ chức thành lập một tổ nhỏ. Đồng chí Tương Hòa không thể không tham gia tổ viên. Ôi, xét thấy sức khỏe của đồng chí Tương Hòa không thể không tạm thời rời cương vị công tác, nhưng ảnh hưởng của đồng chí Tương Hòa không thể bớt. Bình thường gọi điện thoại tham khảo ý kiến là được, cho nên, như vậy đi, trong khoảng thời gian này do đồng chí Bình Phong sắp xếp. Mà đồng chí Tương Hòa làm phó ở nhà giúp đỡ. Bí thư Trần nói, tôi nghe theo quyết định của hai vị lãnh đạo, tranh thủ sớm có ngày trở lại công tác quy hoạch của Hoành Không. Nhưng, trong thời gian nghỉ ngơi ngắn này, chỉ cần lãnh đạo có việc cứ gọi điện thoại đến, tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tương Hòa gật đầu nói. Diệp Phàm giống như từ đây nghe ra một chút mùi vị. Trong lòng suy nghĩ liền đoán ra 8-9 phần. Việc này mình báo cáo thì Chủ tịch Dương và Bí thư Trần đã thấy trước tiền đồ rộng lớn của quy hoạch Hoành Không, cho nên do ai đại diện tỉnh xuống giải quyết vấn đề có vẻ rất quan trọng. Tình huống vừa rồi cho thấy. Phó Chủ tịch Thường trực An Bình Phong và Bí thư Trần có quan hệ không tồi. Mà Phó Chủ tịch Trương Tương Hòa và Chủ tịch Dương quan hệ không tồi. Hai vị đầu sỏ của tỉnh đương nhiên đều hy vọng người có quan hệ tốt với mình có thể đến thường trú ở tập đoàn Hoành Không để giải quyết công việc. Một khi thành công,
một là cũng có phần thành tích của mình. Chẳng qua vị trí chủ soái chỉ có một mà bí thư Trần lên tiếng trước, vừa lúc Trương Tương Hòa không may. Bởi vì bệnh bao tử của ông ấy, ngày hôm qua mới từ bệnh viện ra. Lấy cớ này bí thư Trần đã chiếm được vị trí của anh ta. Mà chủ tịch Dương dù trong lòng không muốn nhưng không tiện phản bác trực tiếp. Cuối cùng vẫn tranh thủ cho Tương Hòa vị trí phó soái. Mà bí thư Trần cũng nể mặt chủ tịch Dương nên cũng đồng ý với phương án này. Không thể tưởng tượng được việc này chưa có bắt đầu, chuyện chia quả đào tỉnh người ta đã triển khai. Có lẽ tỉnh Thiên Vân cũng quá không bình tĩnh. Quả nhiên buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm mới vừa về đến tập đoàn Hoành Không, cái Thiệu Trung gọi điện thoại đến, thở phì phì nói. Ôi mẹ nó, đều là chuyện gì đây? Hả, ông anh, chuyện gì làm cho anh tức giận như vậy? Diệp Phàm cười nói. Còn không phải chuyện cậu nói xin quy hoạch Hoành Không là công trình trọng điểm quốc gia sao? Buổi sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh thiếu chút nữa xôi. Chủ tịch Khúc mở cuộc họp thành viên Ủy ban. Việc tỉnh phân công người phụ trách nói thế nào cũng phải giao cho tôi là trợ lý chủ tịch tỉnh, người phân công quản lý tập đoàn Hoành Không có phải không? Kết quả ngay cả tên cũng không nói đến ông đây, ôi con mẹ nó, muốn làm gì? Cái Thiệu Trung thở phì phì. Hả, tỉnh đề nghị ai? Diệp Phàm cũng tò mò, hơn nữa cũng nghe được chút thuốc súng trong tỉnh có vẻ hơn tỉnh Điền Nam nhiều lắm. Chủ tịch Khúc đề nghị đồng chí Phong Hồ Ninh, mà Phó Chủ tịch Bố Hoa Thanh cũng đề xuất đồng chí Triệu Hướng Đông. Phó Chủ tịch Bố nói là đồng chí Phong Hồ Ninh mới tiếp nhận vị trí không lâu. Đối với công tác của tập đoàn Hoành Không cũng không thể nào quen thuộc. Mà đồng chí Triệu Hướng Đông là lão nhân của tỉnh. Chẳng những quen thuộc đối với tập đoàn Hoành Không hơn nữa đối với thành phố Hạng Nam và cả tỉnh cũng quen thuộc hơn. Cái Thiệu Trung nói. Chủ tịch Khúc nói thế nào? Diệp Phàm hỏi. Lão Khúc nói, Phong Hồ Ninh tuy nói mới tiếp nhận vị trí công tác mấy tháng, nhưng hiện giờ đồng chí phụ trách xây dựng của tỉnh. Mà quy hoạch Hoành Không chính là xây dựng, như khai thác du lịch, di rời hai thành phố, xây dựng nhà máy, đều đề cập đến vấn đề xây dựng. Trong quy hoạch Hoành Không việc di rời hai thành phố rất nặng. Xây dựng này có thể thực hiện được không sẽ thể hiện quy hoạch Hoành Không có tốt không? Đồng chí Triệu Hướng Đông tuy nói công tác thời gian dài ở Thiên Vân nhưng vẫn quản lý vấn đề giao thông, thuế vụ. Ít liên quan đến quy hoạch Hoành Không. Cái Thiệu Trung nói. Phó Chủ tịch Bố lập tức phản bác rằng sao lại nói ít liên quan. Nhà máy có muốn thu thuế hay không, giao thông cũng rất quan trọng. Tập đoàn Hoành Không có rất nhiều hạng mục liên quan đến xây dựng giao thông. Trong quy hoạch Hoành Không có liên quan đến dự án đường cao tốc. Những vấn đề này, đồng chí Triệu Hướng Đông đi xuống thích hợp hơn. Mà lần này chẳng những liên quan đến tập đoàn Hoành Không mà còn liên quan đến tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Mà vấn đề cũng rộng hơn nữa. Tỉnh đã có ý đồ đem thành phố Hạng Nam xếp vào trong quy hoạch Hoành Không. Đối với toàn bộ thành phố Hạng Nam, đồng chí Phong Hồ Ninh không thể nào nắm rõ bằng đồng chí Triệu Hướng Đông. Bởi vì đồng chí Triệu Hướng Đông đã từng công tác ở thành phố Hạng Nam. Cái Thiệu Trung nói, bọn họ nói như vậy đã quên bí thư thành ủy Hạng Nam, trợ lý chủ tịch tỉnh phân công phụ trách tập đoàn Hoành Không như tôi. Tôi tức giận quính lên, không cẩn thận vỗ bàn một cái, đây chính là chọc vào tổ ong bỏ vẽ. Chủ tịch Khúc cùng Phó Chủ tịch Bố không ngờ bắt tay phê bình tôi. Nói tôi làm như thế là không đúng. Phán bác lại nói là tôi hiện giờ được phân công quản lý tập đoàn Hoành Không lần này quy hoạch Hoành Không xin thành công trình trọng điểm quốc gia nên việc lần này do tôi phụ trách là hợp lý nhất. Bởi vậy, tôi còn liệt kê chuyện công việc ở thành phố Hạng Nam, hơn nữa tôi cũng đã từng có thời gian ngắn ở tập đoàn Hoành Không. Nếu hết thảy điều kiện thích hợp đã có. Không thể tưởng tượng cái này giống như chọc giận mọi người, chẳng những Chủ tịch Khúc và Phó Chủ tịch Bố phản ứng, mà ngay cả Triệu Hướng Đông cùng Phong Hồ Ninh cũng đánh đến, tôi đứng chịu trận, thiếu chút nữa thành cái bao rồi. Nhưng, chuyện này liền tạm thời quyết định, Chủ tịch Khúc đề nghị việc này cho cả đồng chí cái Thiệu Trung vào danh sách báo cáo lên tỉnh ủy, việc này do hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định. Phó Chủ tịch Bố cũng đồng ý. Ha ha, lão đồng chí, anh cũng được vào danh sách rồi. Việc này chứng tỏ cái gì? Đồng chí có thực lực gây sức ép nên gây sức ép có phải không? Thành tích này, nếu ra tay phải ra tay. Tôi nói với anh, chuyện lần này nắm chắc 50%, chính anh phải biết rõ ràng. Diệp Phàm cười nói. Cảm ơn cậu nhắc nhở, tôi cũng muốn cắn bọn họ một hơi. Mẹ kiếp, cái gì cùng cái gì thôi. Dám gạt bỏ cái Thiệu Trung tôi tuyệt đối không đồng ý. Cái Thiệu Trung khí phách lên.
Ông anh cần phải bình tĩnh một chút, đến tỉnh ủy gây sức ép không được tốt. Diệp Phàm khuyên nhủ. Yên tâm, tôi không ngu như vậy. Cái Thiệu Trung nói. Buổi tối, Dương Chí Thăng mang theo sản phẩm dinh dưỡng cao đến nhà Ninh Chí Hòa. Thăm người thân thôi, Dương Chí Thăng vẫn là khá hài lòng. Nhưng, lúc này tâm trạng của anh ta cũng không tốt, thành phố Hạng Nam nhập vào quy hoạch hoành không, nhận được tin tức này Dương Chí Thăng ngồi không yên. Anh họ. Dương Chí Thăng vào nhà chào sau đó nhẹ nhàng đặt quà bên cạnh ghế sofa. Không ở dưới làm việc chạy đến tỉnh thành làm gì? Công tác của cậu ở Hạng Nam, không phải tỉnh thành. Gần đây hình như cũng không có hội nghị gì có phải không? Ninh Chí Hòa hình như có chút bất mãn, đặt tờ báo trong tay xuống nói. Anh họ, có tin tức nói thành phố Hạng Nam sẽ nhập vào quy hoạch hoành không để xin thành công trình trọng điểm quốc gia. Việc này có phải là tin chính thức không? Dương Chí Thăng kiên trì hỏi, người này vẫn khá nhút nhát. Việc này, lão Ninh lãnh đạo một tỉnh biên giới uy nghiêm cơ nào. Mặc dù là thân thích cũng vô dụng. Sao thế, trong lòng cậu bất bình có phải không? Ninh Chí Hòa hỏi, vừa nói xong, Dương Chí Thăng nhất thời như sét đánh ngang tai, nửa ngày không khôi phục lại tinh thần. Lão Ninh tuy không trực tiếp trả lời, nhưng coi như đã trả lời. Chương 3289, anh họ, tại sao? Việc này, anh họ, việc này là vì sao? Dương Chí Thăng hỏi, mặt lão tái đi. Chẳng phải cậu đã nói rồi sao, vì tranh chấp công trình trọng điểm quốc gia lại chạy đến hỏi tôi, thế nào gọi là hạng mục công trình trọng điểm quốc gia, cậu không hiểu có phải không? Nếu không hiểu thì về tìm kiếm tài liệu, hiểu rồi hãy qua đây. Ninh Chí Hòa không hề giữ thể diện cho cậu em họ. Thực ra, trong lòng lão ta có tâm tư thế nào thì Ninh Chí Hòa đều đã biết rõ. Anh họ. Cứ thế này thì thành phố Hạng Nam chẳng phải sẽ trở thành sản phẩm phụ thuộc của tập đoàn Hoành không sao? Một nhà máy dù có lớn thế nào, lại muốn quản lý một thành phố cấp 3, đây chẳng phải là đảo lộn đầu đuôi sao? Dương Chí Thăng cũng cãi lại bằng bất cứ giá nào. Thời khắc này chính là cơ hội cuối cùng, dù Ninh Chí Hòa cảm thấy những lời này khó nghe, nhưng cũng vẫn phải nói. Cái gì là đầu, cái gì là đuôi, ta thấy cậu căn bản không hiểu. Cậu nói tôi nghe xem. Nếu đưa thành phố Hạng Nam vào đại quy hoạch hoành không, nhận được sự công nhận là công trình trọng điểm của nhà nước thì là lợi hay hại? Ninh Chí Hòa khẩu khí dịu đi rất nhiều, ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, việc này. Dương Chí Thăng có chút khó khăn không muốn thừa nhận. Ngượng không nói được phải không, ta nói hộ cậu, đương nhiên lợi nhiều hơn hại. Đưa thành phố Hạng Nam vào trong đại quy hoạch hoành không, đây chỉ là một kế tạm thích ứng mà thôi. Nhập vào thì có làm sao? Thành phố Hạng Nam các cậu vẫn là thành phố Hạng Nam, Dương Chí Thăng cậu vẫn là số một của thành phố Hạng Nam. Lại chẳng hạ thấp cậu, trong lòng cậu bất bình cái gì? Đương nhiên trên đầu đột nhiên lại thêm một bà nữa thì trong lòng cậu cũng không thoải mái. Hơn nữa, cậu và Diệp Phàm có lẽ cũng có chút khúc mắc. Nếu là đồng chí khác làm bà này thì trong lòng cậu cũng thoải mái một chút, nhưng là Diệp Phàm thì không. Nhưng không thoải mái thì không thoải mái, cơm vẫn phải ăn. Công việc vẫn cứ thế phải làm. Thực ra làm như thế thì điều tốt chắc chắn nhiều. Đến khi đó, một khi hạng mục này đạt được thành công, sự hỗ trợ của nhà nước tăng lên. Chẳng nói cái gì khác, về tiền bạc, sau khi tập đoàn Hoành không kiếm được thì chẳng phải cũng chia cho thành phố Hạng Nam các cậu một ít sao. Đối với các cậu mà nói, căn bản chỉ có lợi mà không hề có hại. Thêm một bà thì thêm thôi. Về Diệp Phàm, ta thấy cậu trong lòng đừng bất bình nữa. Hắn chắc chắn có ưu thế hơn cậu, đây là sự thật. Cậu xem, mâu thuẫn trước kia giữa đồng chí Cái Thiệu Trung và Diệp Phàm sâu sắc thế nào, bây giờ thì thế nào, hai người ta đã thành bạn bè rồi. Ninh Chí Hòa nói, nhưng trong lòng em vẫn không phục, dựa vào cái gì mà một tổng giám đốc của một nhà máy lại muốn quản lý đường một thành phố lớn như Hạng Nam. Dương Chí Thăng vẫn chưa thông. Ha ha, chẳng phải cũng đồng cấp với các cậu sao? Bên phía tỉnh Điền Nam hôm nay đã có văn bản rồi xuống rồi, đưa toàn bộ địa khu Giang Hoa vào trong đại quy hoạch hoành không. Ninh Chí Hòa cười nói. Diệp Phàm tự mình lo cho mình đi, lại còn gì nữa? Dương Chí Thăng nói. Ha ha, cho dù là hắn tự lo cho hắn thì cậu sẽ không có ý kiến gì đối với đồng chí Diệp Phàm hay sao? Không phải em có ý kiến với anh, chỉ là trong lòng khó chịu thôi. Từ đó đến giờ thời gian em xuống cũng chưa được mấy tháng. Nhưng bên phía Diệp Phàm chỗ nào cũng có việc khúc mắc công việc. Em muốn làm một số việc thiết thực nhưng Diệp Phàm giành lấy, em muốn có thành tích thì Diệp Phàm vô hình ép xuống.
em sắp không thở được nữa rồi. Bây giờ lại lập cái gì là một tiểu ban công tác đảng thực tiễn, ngay cả những đồng chí của thành phố Hạng Nam bọn em cũng kéo vào đó. Vì sao Diệp Phàm không chào hỏi em một tiếng, đây rõ ràng là hắn muốn làm khó em mà. Công tác xây dựng đảng này dù sao cũng là việc của bí thư thành ủy em mà. Hắn muốn đồng chí cấp dưới của em gia nhập mà lại không chào hỏi em. Căn bản việc này là coi thường em, coi Dương Chí Thăng em là tôn Bồ Tát. Trong lòng em không phục, nhưng khí lượng của đồng chí Diệp Phàm hắn cũng chẳng lớn đến đâu cả. Dương Chí Thăng nói, cậu thật là, bảo tôi phải nói thế nào với cậu đây? Bây giờ người ta đang triển khai công việc của tiểu ban công tác xây dựng đảng rất là rầm rộ rồi. Ngay cả ban tổ chức tỉnh ủy hai tỉnh cũng có người tham gia cùng, thành phố Hạng Nam cậu còn cứng đầu cái gì? Lẽ nào đồng chí Dương Chí Thăng cậu khí thế còn hơn cả trưởng ban tổ chức tỉnh ủy hai tỉnh hay sao? Ninh Chí Hòa hỏi. Chí Thăng, cậu nên hiểu rõ tình thế. Diệp Phàm đã làm rất tốt, cậu tham gia đi mà. Đây không phải là vấn đề thể diện, mà là vấn đề thái độ cá nhân của cậu. Cậu tích cực tham gia có phải là cũng có thể thu hoạch được một chút hay không? Còn nếu cậu xin tham gia, Diệp Phàm còn có thể có lý do để từ chối cậu hay sao? Ví dụ như, nếu cậu thực sự cảm thấy không thể mất thể diện, thì cậu có thể gia nhập trước vào tiểu ban công tác của ban tổ chức tỉnh ủy mà, sau đó gia nhập vào tiểu ban công tác xây dựng đảng của Đại Quy hoạch Hoành không? Cứ như thế cậu chẳng phải cậu là từ trên tỉnh xuống hay sao, lại không phải cá nhân cậu tự đi xin. Cách này rất hay, quan trọng là xem cậu có thông hay không. Việc này quả thực e cũng không nghĩ tới. Dương Chí Thăng gật gật đầu, sau đó nói. Trên tỉnh đã chuẩn bị chỉ đạo việc này, em biết em cũng chẳng có cách nào để xoay chuyển được đại cục. Thành phố Hạng Nam gia nhập vào xu hướng phát triển lớn. Tuy nhiên bọn em gia nhập rồi thì thành phố Hạng Nam bọn em chính là một bộ, ngành cấp dưới của tập đoàn Hoành không. Còn vị trí số 1 của em ở Hạng Nam chẳng phải cũng có thể phải nằm trong ban đảng ủy tập đoàn Hoành không hay sao? Không tồi mà. Cách cậu đề cập cũng tốt, xem ra, hôm nay cậu qua đây không phải là muốn phản đối thành phố Hạng Nam. Cậu biết phản đối là vô hiệu, cho nên đến để đề xuất yêu cầu mới là mục đích. Ninh Chí Hòa cười nói. Đề nghị này của cậu có thể xem xét, đến khi đó tôi sẽ gọi điện thương lượng một chút với bí thư Trần bên phía Điền Nam. Nếu đã chính thức làm như thế thì phải làm theo cách chính quy. Bằng không sẽ khiến cho người ta giễu cợt hai tỉnh chúng ta chính là vì tranh chấp tiền hỗ trợ của chính vụ viện nên mới tham gia. Như thế rất không tốt, muốn đưa công việc đi vào thực tế thì phải làm cho cấp trên có thể hài lòng, cấp dưới tâm phục mới được. Em hiểu rồi anh họ. Dương Chí Thăng gật gật đầu. Chí Thăng, có những việc không cần phải tỏ ra không phục. Thực ra Diệp Phàm làm tốt thì đối với cậu mà nói cũng là một cơ hội có phải không nào? Ninh Chí Hòa nói. Dương Chí Thăng bước ra khỏi Ninh gia, tuy nhiên, sắc mặt lập tức thay đổi. Diệp Phàm, mày muốn biến tao thành cấp dưới của mày, được lắm. Dương Chí Thăng đã tao thua rồi, đã thành cấp dưới của mày rồi, Diệp Phàm mày đã nhờ quyền lực của cấp trên thì tao không thể xoay chuyển được tình thế. Tuy nhiên, ủy ban đảng ủy, Dương Chí Thăng ta cũng có một phiếu. Dương Chí Thăng lẩm bẩm một câu, bước nhanh đi. 11 giờ trưa ngày hôm sau, cái Thiệu Trung lại gọi điện đến, cứ thế cười ha hả. Anh cái à, có chuyện gì thế, đừng cười ngốc nghếch nữa. Trong lòng Diệp Phàm nghi ngờ. Anh vui mừng chú em ạ. Cái Thiệu Trung cười nói. Có phải là việc đề nghị danh sách của lão ca với ban thường vụ tỉnh ủy đã được thông qua rồi? Thế thì đệ phải chúc mừng ông anh một tiếng rồi. Diệp Phàm hỏi. Thông qua, thông cái con khỉ. Cái Thiệu Trung hừ một tiếng. Đúng là kỳ lạ thật, thế ông anh lại cười cái gì? Tôi còn cho là danh sách đề nghị của anh đã được thông qua rồi, đang định chúc mừng anh một chút đây. Diệp Phàm nói. Tuy của tôi chưa được thông qua, nhưng giấc mộng của hai đồng chí Triệu Hướng Vân và Phong Hồ Ninh cũng tan tành rồi. Cái Thiệu Trung kéo dài giọng nói, khẩu khí tỏ ra hết sức vui mừng với nỗi đau của người khác. Việc này càng lạ hơn rồi, danh sách của ba người đều không được thông qua, lẽ nào trên tỉnh mấy vị lãnh đạo lại phái người xuống để chỉ huy sao? Diệp Phàm thực sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Thời buổi này cóc hai chân không còn nữa, nhưng người hai chân lại đầy rẫy. TQ chúng ta là nước có dân số lớn, có lúc nào là thiếu người đâu. Người làm quan lại càng nhiều. Cái Thiệu Trung lại tức giận. Thế đúng là kỳ lạ, là đồng chí Chí nào sẽ xuống thế? Diệp Phàm hỏi. Việc này buổi sáng đã bàn ở hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy rồi, bởi vì thời gian không gấp được.
Ở hội nghị từng người lại có mối quan hệ của mình. Đơn giản chẳng phải chỉ là một góc độ quan hệ sao? Quan hệ của ta ở tỉnh cậu cũng biết rõ rồi. Bí thư Kim đương nhiên luôn ủng hộ ta, hơn nữa còn rất nhiều lý do, trong đó cũng bởi ta là lãnh đạo tỉnh phụ trách trực tiếp tập đoàn Hoành Không. Tuy nhiên, Chủ tịch Khúc và Phó Chủ tịch Bố cũng không phải ủng hộ, dù sao mọi người cũng đã đưa ra rất nhiều lý do. Cục diện này khiến tỉnh bỗng nhiên trở nên phức tạp. Một bên là Chủ tịch Khúc, một bên là Phó Chủ tịch Bố, một bên là Bí thư Kim, còn Bí thư Kim tạm thời vẫn chưa có ý kiến gì, xem ra có chút bí hiểm khó lường. Ba bên tranh cãi rất mạnh. Tuy nhiên, sau đó cục diện dần dần rõ ràng, dù sao Chủ tịch Khúc là Chủ tịch tỉnh chính thức, bạn bè của ông ấy ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy tương đối nhiều, đã ép được hai đồng chí còn lại. Chỉ là, đúng lúc Chủ tịch Khúc đang hát vang khúc khải hoàn, khi đồng chí Phong Hồ Ninh chuẩn bị kết luận thì đồng chí thư ký tỉnh ủy Trường Đỗ Kiếm từ bên ngoài đi vào. Nói thầm bên tai Bí thư Ninh một hồi, sau đó trở lại vị trí. Cái Thiệu Trung cười nói, có lẽ là vì thế mà tình thế thay đổi có phải không? Diệp Phàm cười nói, đúng vậy, Bí thư Ninh đảo mắt một lượt, nghiêm túc nhấn mạnh tính quan trọng của đại quy hoạch Hoành Không như thế này, thế này. Tỉnh phải coi trọng như thế nào, vi. Cuối cùng Bí thư Ninh hỏi mọi người, các anh có biết thái độ của tỉnh Điền Nam đối với đại quy hoạch Hoành Không thế nào không? Đương nhiên mọi đứa ấp nói phía Điền Nam rất xem trọng, và Bí thư Ninh lại hỏi, các anh có biết Điền Nam lần này để phối hợp với đại quy hoạch Hoành Không đã xin phái đồng chí nào xuống để chủ trì hay không? Mọi người ngơ người, Bí thư Ninh đột nhiên nói, là đồng chí An Bình Phong của Điền Nam. Mọi người chợt ồ lên. Đồng chí An Bình Phong chúng ta đều đã biết, anh ấy là nhân vật ngôi ở vị trí thứ 5 trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Lời của Bí thư Ninh không cần nói cũng đã rõ. Lúc này thư ký Đỗ đứng dậy nói, tỉnh Điền Nam chỉ chiếm 4 phần cổ phần ở tập đoàn Hoành Không. Bọn họ đã coi trọng như thế, còn phân lượng của đồng chí được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân chỉ định trực tiếp phụ trách tập đoàn Hoành Không còn chưa đủ. Từ đó đã để lại cho các chuyên gia trong tổ khảo sát ấn tượng xấu rằng bên tỉnh Thiên Vân không coi trọng đại quy hoạch Hoành Không. Thế chẳng phải nói rõ với các đồng chí trong đoàn khảo sát rằng đại quy hoạch Hoành Không không có tư cách xin là công trình quy hoạch trọng điểm quốc gia sao? Đỗ Kiếm hỏi lại như vậy, chợt những bạn bè tốt kia của Bí thư Ninh lập tức triển khai phản công. Còn sự thực cũng đã được bày ra trước mắt, Chủ tịch Khúc, Phó Chủ tịch Bố và Bí thư Kim đều trở tay không kịp. Cuối cùng, việc chọn người này lại dễ dàng rồi có phải không nào? Điều kiện cuối cùng chính là những đồng chí mà chúng ta phái ra cũng được cùng cấp bậc với Phó Chủ tịch tỉnh thường vụ. Cái Thiệu Trung nói đến đây thì dừng lại. Chương 3290, Hội nghị thường vụ thay đổi bất ngờ. Cấp bậc như thế thì cũng tương đối rồi, cũng có thể có chút thể diện rồi. Diệp Phàm cười nói, đó là đương nhiên, tuy nhiên sau khi nhắc đến chuyện này đồng chí Bố Hoa Thanh đương nhiên sẽ không nhắc đến việc của Triệu Hướng Vân nữa, còn lúc này lập tức có bạn bè, đề nghị chúng ta cũng cử ra đồng chí đồng cấp là được, thế đương nhiên chính là chỉ đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bố Hoa Thanh rồi. Đối với Phó Chủ tịch Bố mà nói đương nhiên là việc đại hỷ rồi, việc này đảo đi đảo lại lại tự đập vào đầu mình và quân đoàn mỹ nữ của ông ta. Xem như là một thu hoạch ngoài ý muốn, còn Triệu Hướng Vân tự nhiên bị ông ta vứt bỏ một cách không do dự. Tuy nhiên, đúng lúc này, lại có đồng chí bạn bè tốt đề xuất chúng là phía khống chế cổ phần của tập đoàn Hoành Không, càng phải thể hiện mức độ coi trọng của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chúng đối với tập đoàn Hoành Không mới đúng. Bằng không, sẽ để lại ấn tượng xấu cho cấp trên rằng chúng ta không coi trọng. Cho nên cảm thấy phân công đồng chí Phó Bí thư Chiêm Hữu Quang phụ trách mảng kinh tế là tương đối thích hợp. Chủ tịch Khúc thấy tình hình như thế. Dù sao người mình đề cử Phong Hồ Ninh cũng không được rồi chi bằng làm một người tốt cũng là tìm kiếm chút tình nghĩa. Vì thế Chủ tịch Khúc chuyển sang ủng hộ Bí thư Ninh, cuối cùng, Bố Hoa Thanh cũng thất bại, bởi vì chẳng có chuyện gì với hắn nữa. Còn Bí thư Kim thấy tôi hết trò rồi nên cũng gật đầu, cuối cùng đồng chí Chiêm Hữu Quang xuống rồi. Tuy nhiên, Bí thư Ninh cũng lợi hại, đã quan tâm nể mặt Chủ tịch Khúc, giao vị trí phó soái cho đồng chí Phong Hồ Ninh. Bố Hoa Thanh Phó Chủ tịch Thường trực cuối cùng lại tay trắng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ôi, những đồng chí ở tỉnh này thật là khó đoán. Trên hội nghị thường vụ tỉnh tình hình thay đổi liên tục. Đây là chỗ để đấu về thực lực, trí tuệ, quan hệ và đầu óc. Ta thực sự cảm thấy so với những con cáo già này, đầu óc ta thực sự chưa đủ tầm. Cái Thiệu Trung nói, Bí thư Kim hoàn toàn cũng có thể đề xuất cho anh đảm nhận vị trí phó soái mà, chức phó soái này có thể không chỉ là một người.
Diệp Phàm nói. Đề xuất rồi, bố Hoa Thanh ngăn cản, nói là muốn ta lên cũng được, nếu thế thì đồng chí Triệu Hướng Vấn cũng phải lên. Nếu làm như thế, tỉnh sẽ phái xuống 4 cán bộ cấp phó tỉnh xuống chủ trì một tổ xin hạng mục. Hơn nữa, một đồng chí trong đó còn là nhân vật số 4 của tỉnh. Như thế rõ ràng là quá chướng mắt rồi. Việc này, rõ ràng là xuống để cướp công mà, như thế sẽ để lại cho cấp trên ấn tượng như thế nào chứ? Vì thế những kiến nghị này đều bị phủ quyết. Cái Thiệu Trung thở dài. Xin lỗi anh cái, việc này, tôi cũng không thể giúp được. Diệp Phàm nói. Việc này ta đâu có thể trách cậu được, cậu vừa trở về đã cung cấp cho ta tin tức quan trọng về phương diện này như thế, ta cảm kích cậu còn chưa đủ ấy chứ. Cái Thiệu Trung nói. Thực ra, anh cái, tuy anh không thể giữ ấn soái. Nhưng dù sao anh cũng là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách tập đoàn Hoành Không, cho nên việc trình hạng mục đại quy hoạch Hoành Không không thể thiếu anh được. Diệp Phàm nói. Ôi, thời buổi này, trái đất thiếu đi người nào cũng vẫn quay. Chúng ta những con người bé nhỏ này chỉ là vai phụ ở tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh mà thôi. Giọng nói của cái Thiệu Trung hết sức thất vọng và phẫn nộ. Đừng tức giận, lão ca, tập đoàn Hoành Không cần anh, tổ trình hạng mục đại quy hoạch Hoành Không cũng cần anh. Diệp Phàm nói. Thế thì làm sao, cấp trên đã quyết định rồi. Chú em, tôi biết cậu cũng khó chịu trong lòng, tuy nhiên, việc trên tỉnh đã quyết định rồi hai người chúng ta cũng không thể thay đổi được nữa. Cái Thiệu Trung nói. Việc này tôi sẽ trực tiếp trình lên Chủ tịch Khúc và Bí thư Ninh, nguyên nhân chính là tổ trình hạng mục đại quy hoạch Hoành Không không thể thiếu được lãnh đạo trực tiếp phụ trách là anh. Diệp Phàm nói rất cương quyết. Chú em, cậu có lòng là tốt, đừng đi nói những việc này, tránh làm người ta khó chịu. Cái Thiệu Trung động lòng, âm điệu giọng nói cũng có chút thay đổi. Yên tâm đi ông anh, nếu anh không thể xuất hiện trong tổ trình báo cáo xin hạng mục thì Diệp Phàm tôi sẽ dừng việc đại quy hoạch. Giọng nói của Diệp Phàm rất kiên quyết và cúp điện thoại. Chú em, ôi, sao cậu phải khổ thế? Lúc này khóe mắt cái Thiệu Trung đã rớm nước mắt. Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho Chủ tịch tỉnh Khúc. Việc này thường vụ đã quyết định rồi, đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu có thể hiểu. Về chuyện này, không phải là tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh không trưng cầu ý kiến của cậu. Đây chỉ là ván để tỉnh cử người xuống thôi có phải không nào? Chủ tịch tỉnh Khúc vẫn quan tâm đến cảm xúc của Diệp Phàm. Có những việc có thể thay đổi, chúng tôi chắc chắn rất cần đồng chí cái Thiệu Trung xuống hỗ trợ chúng tôi triển khai công việc. Đây không phải là vấn đề tình cảm, mà là thực sự cần anh ấy. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, có những việc không dễ xử lý đâu. Có một sẽ có hai, đến lúc đó, nếu làm không tốt thì e là người ta lại dị nghị. Chủ tịch tỉnh Khúc ngầm ám chỉ việc Triệu Hướng Vân cũng phải tham gia. Một số thông tin tại hội nghị thường vụ tôi cũng đã nói qua rồi, nếu chính thức do bên đó sắp xếp thì đương nhiên không dễ dàng gì. Thực ra, tôi có một cách, đồng chí Cái Thiệu Trung là lãnh đạo quản lý trực tiếp tập đoàn Hoành Không của Ủy ban Nhân dân tỉnh, anh ấy cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoành Không. Một tổng tài như tôi còn có thể tham gia, tại sao chủ tịch hội đồng quản trị lại không? Cho nên đồng chí Cái Thiệu Trung hoàn toàn có thể lấy thân phận khác để tham gia. Đó chính là thân phận chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoành Không tham gia tổ trình hạng mục. Như vậy, chẳng hề mâu thuẫn với quyết định của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh có phải không nào? Diệp Phàm nói. Việc này tôi và Bí thư Ninh trao đổi một chút, xem anh ấy nói thế nào. Chủ tịch tỉnh Khúc cũng biết tính cách của hắn, nếu tạo sức ép thì phiền phức. Đến khi đó làm cho đại hoạch Hoành Không không ra gì thì tổn thất lớn. Hơn nữa, tập đoàn Hoành Không bây giờ mà thiếu hắn thì thực sự không ổn. Huống hồ hắn nói cũng có lý, anh không đồng ý cũng không được. Thứ hai ngày mùng 5 tháng 3. Thư ký tỉnh ủy Đỗ Kiếm gọi điện, hôm nay có người trên tỉnh xuống. Là quyết định việc thành viên của tổ trình hạng mục, tỉnh Điền Nam cũng có người qua, bảo đồng chí Diệp Phàm làm tốt công tác chuẩn bị. Thực ra trong lòng Diệp Phàm cũng đã cơ bản biết được rồi. Khoảng 2 giờ chiều. Những đồng chí trên tỉnh Thiên Vân do đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Chiêm Hữu Quang dẫn đầu đã đến tổng bộ của tập đoàn Hoành Không. Cùng đến còn có đồng chí Phó Thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy Trần Đình. Theo phía sau lại còn có Bí thư Thành ủy thành phố Hạng Nam đồng chí Dương Chí Thăng. Diệp Phàm cảm thấy kỳ lạ, thầm hỏi gã này đến đây làm gì. Đề tài thảo luận đầu tiên là trưởng ban Trần của Ban Tổ chức tỉnh ủy tuyên bố nhận điều động nhân sự. Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy,
Ủy viên Đảng ủy Tập đoàn Hoành Không đồng chí Ngô Hồng Sơn điều nhậm chức Phó chủ nhiệm Ban Kinh tế Mậu Dịch. Còn Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Đảng ủy Tập đoàn Hoành Không đồng chí Cung Chí Quân tiếp nhận vị trí của Ngô Hồng Sơn. Xem ra, Ninh Chí Hòa cũng rất nể mặt Cung Khai Hà. Người khác không hiểu phân lượng của Cung Khai Hà, nhưng Ninh Chí Hòa lại hiểu rõ đồng chí này rất được Chủ tịch Đường coi trọng. Cơ hội Cung Khai Hà gặp được Chủ tịch Đường lớn hơn nhiều so với những chủ tịch, bí thư tỉnh và trưởng các bộ, ngành trung ương. Hơn nữa, Tổ A có thể chỉ huy công an, một số đơn vị bộ đội đặc biệt và còn cả bộ ngành quốc an. Phần thứ hai của điều động giao nhiệm vụ là giao cho Bí thư Thành ủy thành phố Hạng Nam đồng chí Dương Chí Thăng làm Ủy viên Đảng ủy Tập đoàn Hoành Không, Phó Bí thư Đảng ủy. Hạng mục được phân công phụ trách cụ thể chính là bộ ngành cấp dưới thành phố mơ ước thành phố Hạng Nam trong đại quy hoạch. Nhiệm vụ này cũng là chính thức thừa nhận từ nay về sau thành phố Hạng Nam chính là bộ ngành quy hoạch thuộc Tập đoàn Hoành Không. Còn đồng chí Dương Chí Thăng từ nay về sau cũng chính là cấp dưới của Diệp Phàm. Tuy đồng chí Dương Chí Thăng miệng đang cười, cũng vỗ tay theo mọi người, nhưng Diệp Phàm hiểu rằng, gã đang rất đau lòng. Việc điều động này tỉnh ủy không hề bàn bạc với Diệp Phàm, khiến cho Diệp Phàm trở tay không kịp. Bí thư Diệp, từ nay về sau tôi chính là một lính dưới quyền của anh rồi. Dương Chí Thăng lại tủm tỉm cười đưa tay ra. Nói gì thế, làm sao lại nói thế được chứ? Chúng ta sau này là chiến hữu cùng chung chiến hào, kề vai chiến đấu. Tin rằng có sự gia nhập của thành phố Hạng Nam, không gian mở rộng đại quy hoạch Hoành Không càng thêm rộng lớn. Có Bí thư Diệp chỉ huy dẫn đầu tin rằng những việc này không phải là mộng tưởng, mà là thực tế rõ ràng. Lời của Dương Chí Thăng dường như có chút hàm ý. Ha ha, giấc mơ thành sự thật mà. Diệp Phàm cười sảng khoái, đương nhiên không thể để Dương Chí Thăng chèn ép khí thế. Hai đồng chí này đã bắt đầu thầm ra chân trên hội nghị giao nhiệm vụ rồi, xem ra, sau này sẽ có kịch hay để xem rồi. Bí thư Diệp, trong các thành viên của Ủy ban công tác đệ trình giữa hai tỉnh chuẩn bị thành lập phải chọn ra 4 thành viên trong ban lãnh đạo Tập đoàn Hoành Không tham gia. Về việc này các anh phải nhanh chóng quyết định, còn đồng chí Dương Chí Thăng được phân công phụ trách thành phố Hạng Nam, trọng trách và phân lượng đều chiếm vị trí tương đối lớn trong đại quy hoạch Hoành Không. Tỉnh chỉ định đồng chí Dương Chí Thăng nhất thiết phải tham gia tổ công tác đệ trình. Triệu Hướng Vân cười nói. Ha ha, những việc này dễ giải quyết mà. Trong 4 vị trí, ngoài đồng chí Dương Chí Thăng đã chỉ định ra, còn lại đương nhiên chính là tôi và hai đồng chí Dương Chấn Đông và Cung Chí Quân có phải không nào? Diệp Phàm cười nói, rõ ràng lúc này đang mượn thế ép xuống, tránh việc phải tổ chức hội nghị chuyên môn khiến những đồng chí không được sẽ không thoải mái. Ha ha. Đương nhiên vẫn phải thật thận trọng, đồng chí Diệp Phàm. Có phải nên mở một cuộc họp chuyên môn bàn bạc với mọi người một chút không? Triệu Hướng Vân cố ý muốn khơi ra chuyện này. Không cần, chỉ là một ban đệ trình lâm thời mà thôi. Một khi việc đệ trình thành công thì ban này cũng sẽ giải tán. Diệp Phàm nói đến đây. Cố ý liếc nhìn ba người Dương Chấn Đông, Cung Chí Đồng và Dương Chí Thăng. Hỏi, ba vị đồng chí đều là phó bí thư đảng ủy. Chỉ bằng chúng ta mở luôn cuộc họp bí thư ở đây luôn, ba vị có ý kiến gì không? Không có ý kiến, chúng tôi kiên quyết tán thành đề nghị của bí thư Diệp. Dương Chấn Đông lập tức nói, việc này cần gì phải đem ra thảo luận ở cuộc họp đảng ủy làm quái gì? Thảo luận đi thảo luận lại có khi mình lại bị đẩy ra khỏi ủy ban đệ trình ấy chứ. Cung Chí Quân thì càng không có ý kiến, có lẽ cung lão đầu cũng đã nhắc nhở cẩn thận rồi. Yêu cầu gã hoàn toàn nghe theo chỉ thị của Diệp Phàm. Còn đồng chí Dương Chí Thăng vừa nhìn thấy cơ hội đến, vì mình là do tỉnh chỉ định nên chẳng phải lo lắng sẽ bị Diệp Phàm dùng thủ đoạn đá ra. Cho nên gã cố ý trầm ngâm một lúc rồi nói. Việc này tương đối quan trọng, vì thành viên của ủy ban đệ trình liên quan đến việc có thể đệ trình thành công hay không. Đây là hai việc lớn của tỉnh, không thể qua loa đại khái. Tôi thấy cần thiết phải mở một cuộc họp đảng ủy chuyên môn để thảo luận một chút về việc này. Như thế cũng có thể chọn ra được những đồng chí thích hợp có phải không nào? Chương 3291, tài trí của chúng ta thường thôi. Ha ha, đồng chí Chí Quân, hai chúng ta năng lực còn có hạn mà. Bí thư Chí Thăng của chúng ta đang có chút lo lắng đấy. Dương Chấn Đông tức giận nói với Cung Chí Quân. Đúng vậy, vừa rồi Bí thư Diệp đề nghị hai người chúng ta gia nhập vào ban đệ trình. Cuộc họp ban bí thư tại chỗ 4 người thì đã có 3 người đồng ý rồi. Còn đồng chí Chí Thăng vẫn muốn mở cuộc họp đảng ủy thận trọng xem xét, còn nói sẽ tìm được nhân tài phù hợp cho việc này.
xem ra đồng chí Chí Thăng còn có cách nghĩ khác đối với hai người chúng ta. Có lẽ là cho rằng hai người chúng ta không phải nhân tài, có nghĩa là lại phải phát hiện nhân tài trong số những đồng chí khác có phải không nào. Nếu quả thực là như vậy, chúng ta cũng phải đồng ý với cách nhìn của đồng chí Chí Thăng thôi có phải không nào. Bằng không, hai người chúng ta ngồi vào vị trí đó mà không làm được việc thì ảnh hưởng gây ra sẽ không phải việc nhỏ. Nếu như làm cho việc đệ trình thất bại thì hai người chúng ta mang tội lớn. Bố đẻ của Cung Chí Quân chính là Cung Khai Hà, gã vừa nói vừa dùng hành động để thể hiện, gượng cười nói. Đúng, 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 hai chúng ta coi như chẳng phải nhân tài gì mà. Việc này, đồng chí mới vào ban đảng ủy đồng chí Chí Thăng đây phải lo lắng rồi. Xem ra, chúng ta thực sự là quá bình thường đến ngay cả đồng chí bên ngoài mới vào cũng đã hiểu được ngay. Dương Chấn Đông phối hợp nói, sắc mặt của Dương Chí Thăng càng ngày càng khó nhìn. Hai người này một sướng một hợp, mình không còn chỗ nào để chui nữa. Đồng chí Chí Quân, chắc là anh hiểu nhầm rồi, tôi tuyệt đối không có ý đó. Hai đồng chí, một vị là lãnh đạo tập đoàn Hoành Không, một vị xuống từ chính vụ viện. Tầm nhìn đều xa hơn Chí Thăng tôi rất nhiều. Dương Chí Thăng nói, tạo cho người ta cảm thấy sự giả tạo. Nếu đồng chí Chí Thăng đã nêu ra rồi mà đảng ủy viên chúng ta đều ở đây cả, thì tôi cứ hỏi luôn tại đây. Diệp Phàm nói, liếc nhìn mấy vị đảng ủy viên, hỏi. Đối với kiến nghị của tôi, các đồng chí có ý kiến gì thì cứ việc đưa ra, chúng ta cùng nhau thảo luận một lượt xem thế nào. Còn bàn bạc gì nữa, chúng tôi kiên quyết ủng hộ kiến nghị của Bí Thư Diệp. Đây là kiến nghị Bí Thư Diệp đưa ra từ phương diện chiến lược của tập đoàn Hoành Không. Đồng chí Cung Chí Quân đến từ chính vụ viện, thành viên ban đệ trình không thể thiếu anh ấy. Bởi vì kiểm tra khảo sát cuối cùng cho việc đệ trình là do chính vụ viện xuống quyết định. Còn đồng chí Dương Chấn Đông là nhân vật số 2 của tập đoàn Hoành Không, ban đệ trình sao lại có thể thiếu được anh ấy. Cũng như đồng chí Dương Chí Thăng, ha ha, đã do tỉnh quyết định xuống tôi cũng chẳng cần phải dài dòng. Ngũ Vân Lượng nói, Dương Chí Thăng thiếu chút nữa thì chết đứng. Lời nói của Ngũ Vân Lượng như chọc vào điểm yếu, dường như Dương Chí Thăng ngươi chỉ là dựa vào tỉnh thì mới có thể trở thành thành viên của ban đệ trình chứ chẳng hề có bản lĩnh gì. Đối với kiểu ngậm máu phun người của Ngũ Vân Lượng, Dương Chí Thăng không thể nào nhịn nổi, hừ nói. Tỉnh quyết định như thế là xuất phát từ đại cục, nếu đồng chí nào có ý kiến thì có thể khiếu nại với tỉnh mà. Hà tất phải ở dưới nói những lời khó nghe như thế, lẽ nào tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh ủy cũng không bằng một vài đồng chí cấp dưới hay sao? Khiếu nại thì quá lãng phí thời gian, cũng không cần thiết. Chúng tôi hết sức tôn trọng quyết định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Đương nhiên, năng lực mỗi đồng chí như thế nào thì trong lòng mọi người đều tự biết mà. Đối với kiến nghị của Bí Thư Diệp, Tào Nguyệt tôi giơ hai tay tán thành. Bây giờ Tào Nguyệt đang phụ trách công việc bên Việt Đông, không liên quan nhiều đến công việc ở bên này. Những việc làm gần đây của Dương Chí Thăng đã khiến cho tuyệt đại đa số những đồng chí ở tập đoàn Hoành Không đều không thích gã. Tào Nguyệt cũng muốn thầm châm biếm năng lực chẳng ra gì của Dương Chí Thăng. Đúng đúng, chúng tôi đồng ý với kiến nghị của Bí Thư Diệp. Đồng chí Hậu Bân cũng gật đầu đồng ý ngay sau đó. Đồng chí Chí Thăng, anh vẫn chưa bày tỏ thái độ đấy. Cách nghĩ của anh là... Diệp Phàm liếc nhìn Dương Chí Thăng, tỏ thế ép người. Tôi vừa mới vào ban đảng ủy của tập đoàn, cũng không quen lắm, về việc này tôi không phát biểu ý kiến. Tôi bỏ quyền. Cuối cùng Dương Chí Thăng lựa chọn bỏ quyền, việc này thực ra là thầm phản đối ý kiến của Diệp Phàm. Bí Thư Diệp, tổng cộng có 12 đảng ủy viên tham gia hội nghị. Ngoại trừ đồng chí Dương Chí Thăng bỏ phiếu chống còn lại 11 đồng chí đều tán thành. Kết quả hội nghị đảng ủy là phê chuẩn hai đồng chí Dương Chấn Đông và Cung Nam Quân gia nhập vào ban đệ trình. Còn nói về việc của đồng chí Chí Thăng có cần đảng ủy phải biểu quyết một chút hay không? Ngũ Vân Lượng vẻ mặt nghiêm túc nhắc lại một lượt. Đồng chí Vân Lượng, lời này không cần nói nữa. Đồng chí Chí Thăng là đồng chí được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định đích danh gia nhập ban đệ trình. Chúng ta còn thảo luận cái gì chứ? Vẻ mặt của Diệp Phàm tỏ ra nghiêm túc phê bình đồng chí Ngũ Vân Lượng. Rõ rồi, dù sao thảo luận cũng vô dụng. Ngũ Vân Lượng gật đầu nói. Dương Chí Thăng mặt tối sầm không lên tiếng. Ha ha, chăm nghe không bằng một thấy. Hội nghị đảng ủy tập đoàn Hoành Không tức thời tại đây tôi lần đầu tiên được thấy. Đại hội dân chủ này rất thành công, các đồng chí đều đã tích cực phát biểu, cũng tích cực bày tỏ cách nghĩ của mình. Không tồi, không tồi. Triệu Hướng Vân nói,
rõ ràng là tỏ thái độ đả kích Dương Chí Thăng. Việc này hôm nay tuy là đã xem như kết thúc, nhưng đã thầm chất chứa một ít bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Ban lãnh đạo tập đoàn Hoành Không thật là đoàn kết, tôi thấy các vị đều rất tấm phục khẩu phục sự chỉ huy của đồng chí Diệp Phàm. Hết sức đoàn kết, ban đảng ủy mà hạt nhân là đồng chí Diệp Phàm tôi tin là việc đệ trình của chúng ta nhất định sẽ thành công. Chiêm Hữu Quang tôi tại đây chúc mừng trước một chút. Chiêm Hữu Quang vừa nói xong, lập tức một tràng pháo tay vang lên. Dương Chí Thăng cũng gượng nở nụ cười và vỗ tay theo. Khí phách của Diệp Phàm, mức độ lãnh đạo của đảng ủy khiến cho Dương Chí Thăng lúc này dâng lên một cuộc chiến tình cảm mãnh liệt, gã không tin đảng ủy không có điểm yếu nào. Nhưng mặt khác Dương Chí Thăng cũng đồng thời có cảm giác bất đắc dĩ không thể đấu lại, hai cảm giác này đan xen với nhau, khiến cho tình cảm của đồng chí Dương Chí Thăng trở nên phức tạp. Thực ra, ban lãnh đạo tổ công tác có hạn chế về số lượng. Nhưng thành viên của tổ công tác lại có thể bố trí nhiều hơn một vài người có phải không nào? Đảng ủy viên đảng ủy tập đoàn chúng ta đều có tư cách tham gia, hơn nữa, cũng cần phải tham gia có phải thế không nào? Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện được vai trò quan trọng của đảng ủy viên đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, tất cả đảng ủy viên đều được phân công phụ trách một công việc. Tất cả đều nỗ lực làm việc vì đại quy hoạch Hoành Không. Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Bí thư Chiếm, chủ tịch tỉnh Triệu, các anh thấy thế nào? Hai đồng chí vẫn chưa phát biểu, Tào Nguyệt nói. Đúng, đúng, bây giờ tuy là phụ trách một khối công việc ở Việt Đông, nhưng tôi cũng là một thành viên của tập đoàn Hoành Không. Ha ha, đồng chí Tào Nguyệt, bây giờ ở Việt Đông, có lẽ cũng chẳng có liên quan gì với đại quy hoạch Hoành Không nữa. Trừ phi cô muốn nhanh chóng trở về tổng bộ rồi sao? Triệu Hướng Vân bên ngoài cố tỏ ra vui vẻ hỏi. Chủ tịch tỉnh Triệu, sao lại có thể nói là không liên quan gì chứ? Đại quy hoạch Hoành Không không hề có hạn chế về phạm vi và địa điểm, phàm là những nơi có tập đoàn Hoành Không thì thuộc vào nội dung của đại quy hoạch. Tiền lãi chúng tôi kiếm được ở Việt Đông đều đưa về tổng bộ Hoành Không, có phải cũng là ủng hộ đề nghị của tổng bộ hay không? Nói cách khác, chính là ủng hộ sự thuận lợi thành công trong việc kiến thiết của đại quy hoạch Hoành Không. Là một người Hoành Không, tôi cảm thấy tự hào. Thời gian bí thư Diệp đến chưa được 2 năm, nhưng mọi người ở Hoành Không đều thấy được sự thay đổi rất lớn. Tất cả mọi người ở Hoành Không đều hết sức hy vọng. Tào Nguyệt nói đầy tình cảm. Đúng vậy, là một người sinh ra và lớn lên ở Hoành Không. Tuy tôi đã lui về tuyến 2 rồi, nhưng tập đoàn Hoành Không chưa từng được như bây giờ. Từ mạnh đến yếu, thậm chí đứng bên bờ phá sản nhưng lại tái sinh thịnh vượng như ngày nay, hơn nữa tiền đồ trước mắt càng lớn. Trong lòng tôi rất vui mừng, mọi thứ ở đây không thể tách rời khỏi vai trò lãnh đạo của Bí Thư Diệp, không có Bí Thư Diệp thì chẳng có một tập đoàn Hoành Không quật khởi của chúng tôi như bây giờ. Lời của Hà Toàn Lý vừa dứt thì lập tức nhận được một tràng pháo tay. Ha ha, điều này chứng tỏ đồng chí Diệp Phàm làm việc rất tốt mà. Bí Thư Chiếm cười nói, Triệu Hướng Vân cũng chỉ có thể gượng nở nụ cười. Khoảng 3 giờ 30 phút. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường vụ An Bình Phong dẫn đầu đoàn tỉnh Điền Nam đã tới. Tuy nhiên, đồng chí trưởng ban tổ chức Bạch Vạn Thăng đích thân xuống có chút nằm ngoài dự kiến của Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, những việc đồng chí luôn đề nghị đối với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân bây giờ quá nhiều. Chức cụ đồng chí kiêm nhiệm quá nhiều, yêu cầu từ chức bí thư địa ủy, ủy viên địa khu Giang Hoa. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cũng hết sức xem xét đến điểm này. Đã đồng ý đề nghị của đồng chí. Hôm nay đến đây chúng tôi thông báo với đồng chí đến tham gia hội nghị ở địa khu Giang Hoa. Đồng chí nói không có vấn đề gì, dù sao chúng cũng sẽ đến tập đoàn Hoành Không. Cho nên chúng tôi sẽ trực tiếp tuyên bố quyết định miễn chức đối với đồng chí. Còn đồng chí tiếp nhận vị trí của đồng chí chính là đồng chí Mộc Thành Trương. Và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng chính thức tuyên bố địa khu Giang Hoa nằm trong đại quy hoạch Hoành Không. Từ nay về sau, địa khu Giang Hoa chính là khu vực hành chính nằm trong sự quản lý của tập đoàn Hoành Không. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam đã thận trọng xem xét, quyết định giao địa khu Giang Hoa cho đại diện quản lý là tập đoàn Hoành Không. Về quyền nhân sự, ngoài cán bộ liên quan đến cấp sở ra thì việc điều động nhân sự cán bộ từ cấp phó sở trở xuống tất cả đều do tập đoàn Hoành Không phê chuẩn sau đó báo cáo chúng tôi là được. Còn về triển khai tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam không can thiệp. Trừ phi can thiệp đến những quyết định hoặc hành động đặc biệt quan trọng. Sau khi hai bên hàn huyên, Bạch Vạn Thăng chỉnh trọng tuyên bố. Quyết định của tỉnh Điền Nam thật khiến cho tất cả các đồng chí bên tỉnh Thiên Vân tương đối kinh ngạc,
ngoài một số cán bộ ở vị trí cấp sở như bí thư địa ủy, chủ tịch địa khu và vị trí số 1 của hội nghị hiệp thương chính hiệp không trao cho tập đoàn Hoành Không ra, còn lại tất cả quyền nhân sự của địa khu đều đã giao cho tập đoàn Hoành Không. Sau này trong công việc, ngay cả những cán bộ cấp phó sở trở xuống đều sẽ cảm thấy có sự nguy hiểm. Bởi vì tập đoàn Hoành Không có quyền quyết định vị trí của anh. Việc này đối với một cán bộ mà nói, sự nguy hiểm cho vị trí đương nhiên là lớn nhất. Việc này không giống với tỉnh Thiên Vân giao thành phố Hạng Nam cho tập đoàn Hoành Không đại diện quản lý, nhưng công tác nhân sự vẫn nằm trong tay tỉnh và thành ủy thành phố Hạng Nam. Chương 3292, ta có tiền. Trên thực tế tập đoàn Hoành Không chỉ có quyền khai thác kinh doanh, còn đối với việc bổ nhiệm nhân sự của thành phố Hạng Nam lại không có quyền. Như vậy sẽ suy yếu đi sự quản lý của tập đoàn Hoành Không đối với thành phố Hạng Nam. Vì anh không có nguy hiểm gì đến vị trí của người ta, có những việc người ta sẽ chẳng nể nang gì anh. Đương nhiên, việc đều sẽ từ một phân thành hai. Bên phía tập đoàn Hoành Không có trợ lý chủ tịch tỉnh Cái Thiệu Trung, có phó trưởng thư ký tỉnh ủy Diệp Phàm, vị thế của hai nhân vật này mà ép xuống thì có lẽ cũng chẳng có đồng chí nào ở thành phố Hạng Nam dám cản trở. Ha ha, việc này tôi đã đệ trình qua mấy lần rồi. Lần này tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam có thể đồng ý, tôi rất vui. Từ khi bắt đầu kiến thiết xây dựng đại quy hoạch Hoành Không, tôi kiêm nhiều chức vụ, chạy ngang chạy dọc, chạy lên chạy xuống, thực sự là ăn không tiêu. Tinh lực của con người có hạn, hơn nữa, tôi bên này việc bận cứ ngồi đó không làm gì thì không được. Vì thế phải xin giảm bớt chức vụ để cho những đồng chí có năng lực đảm nhiệm. Hy vọng đồng chí Mộc Thành Trương có thể tiếp tục làm tốt công việc ở Giang Hoa. Diệp Phàm cười nói. Đối với Diệp Phàm mà nói, địa khu Giang Hoa đã trở thành một thứ bỏ thì thương, vương thì tội. Mà cũng đã chuyển giao quản lý cho tập đoàn Hoành Không rồi thì ngươi còn kiêm chức bí thư địa ủy làm gì cho mệt chứ? Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, trước kia đệ trình bên Điền Nam luôn không đồng ý, đó là bởi vì khi đó bọn họ thực sự cần mình mở ra cục diện của Giang Hoa cho bọn họ. Tuy nhiên, bây giờ thì không như thế nữa rồi. Vai trò của Diệp Phàm ở địa khu Giang Hoa đã giảm. Nếu địa khu Giang Hoa đã thuộc sự quản lý trực tiếp của tập đoàn Hoành Không thì đương nhiên không thể để Diệp Phàm tiếp tục kiêm chức bí thư địa ủy. Như thế chẳng phải là toàn bộ địa khu Giang Hoa đã rơi vào tập đoàn Hoành Không rồi sao? Tỉnh ủy tỉnh Điền Nam vừa muốn lên cùng chuyến xe này với tập đoàn Hoành Không, nhưng lại cũng không muốn để cho tập đoàn Hoành Không nhốt chừng toàn bộ địa khu Giang Hoa. Làm như vậy chẳng phải khi địa khu Giang Hoa phồng vinh rồi thì tỉnh Điền Nam cũng không còn việc gì nữa sao? Diệp Phàm đã sớm cân nhắc đến việc này rồi, cho nên lần này đệ trình tỉnh Điền Nam mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Đương nhiên, để tránh Diệp Phàm thấy khó chịu, tất cả quyền nhân sự mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam giao cho Diệp Phàm đại diện quản lý địa khu Giang Hoa chính là một sự bồi thường mà thôi. Còn tỉnh Thiên Vân thì không làm như thế, đó là bởi vì quan hệ giữa Diệp Phàm và Ninh Chí Hòa rất cứng rắn. Ninh Chí Hòa không để ý trong lòng Diệp Phàm sẽ có khó chịu gì hay không. Còn nhân vật số 1 của thành ủy thành phố Hạng Nam Dương Chí Thăng là người thân của mình thì đương nhiên Ninh Chí Hòa cũng phải xem xét. Nếu làm như tỉnh ủy Điền Nam giao thành phố Hạng Nam cho tập đoàn Hoành Không của Diệp Phàm thì có lẽ sau này Dương Chí Thăng sẽ khó mà làm việc. Một núi không thể có hai hổ, hơn nữa Dương Chí Thăng vốn có khúc mắc với Diệp Phàm. Nếu Dương Chí Thăng bị ép đến mức thảm hại thì Ninh Chí Hòa trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn, dù sao Dương Chí Thăng với mình vẫn là tình thân. Là một lãnh đạo, cũng không thể để cho quyền lực của Diệp Phàm mở rộng vô hạn được. Để toàn bộ tập đoàn Hoành Không cho một tay hắn khống chế rồi thì cũng phải có đồng chí đứng ra phát những tiếng bất đồng chứ. Khống chế toàn diện dễ dẫn đến tư tưởng chủ nghĩa bá quyền sẽ sinh ra hủ bại. Như thế tập đoàn Hoành Không trở thành độc đoán đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân mà nói thì sẽ không có lợi. Đây chính là nghệ thuật cân bằng mà lãnh đạo thường làm, dân chủ, đương nhiên cũng phải tập. Quyền lực tập trung quá mức sẽ nảy sinh ra rất nhiều nhân tố bất lợi. Nhưng dân chủ quá mức cũng sẽ dẫn đến việc gì cũng đòi dân chủ, như vậy công việc khó mà triển khai được, hai phương diện này đều là phải có mức độ. Hai vấn đề không thể tách rời, mà phải có quan hệ đối lập và thống nhất. Trợ lý Diệp, tôi sẽ nhớ kỹ sự chỉ đạo của anh đối với anh Hoa Trang ở Bạch Hoàng. Sẽ tiếp tục dõi theo những bước tiếp theo trong phát triển Giang Hoa, đưa nhân dân Giang Hoa cùng làm giàu. Phối hợp với đại quy hoạch Hoành Không khiến cho địa khu Giang Hoa hoàn toàn dung nhập vào trong đại quy hoạch. Hơn nữa, tuy trợ lý Diệp đã rời khỏi Giang Hoa, nhưng thực tế là vẫn chưa. Bởi vì Giang Hoa nằm dưới sự lãnh đạo của bí thư Diệp,
quan hệ giữa Giang Hoa và tập đoàn Hoành Không sẽ càng thêm mật thiết. Mục Thành Trương bước lên bắt tay Diệp Phàm rất chặt. Thái độ của đồng chí này rất thành khẩn, thân thiết. Đương nhiên ít nhất biểu hiện bên ngoài là như vậy. Thái độ của Mục Thành Trương hoàn toàn bất đồng với Dương Chí Thăng, khiến cho mọi người vừa nhìn đã hiểu. Đương nhiên là đối với hành động tỏ vẻ bên ngoài của đồng chí Mục Thành Trương. Dương Chí Thăng đương nhiên xem thái độ của Mục Thành Trương chính là đang dua theo Diệp Phàm, là nịnh bợ, không có đạo đức, cho nên đồng chí Dương Chí Thăng khinh thường. Ha ha, Bí thư Mục có thể nghĩ được như thế, tôi rất vui mừng. Hiện trạng của địa khu Giang Hoa không như thành phố Hạng Nam, lần di rời lớn này của thủ phủ, tài chính địa khu càng khó khăn, từ Bí thư Mục trở xuống có lẽ kinh phí công tác gặp nhiều khó khăn. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, trước khi trợ lý Diệp đi đã làm xong công tác bàn giao. Tài chính của Giang Hoa thực sự là rất khó khăn. Về điểm này nguyên bí thư là bí thư Diệp đây là người rõ nhất có phải không nào? Tuy nhiên, tôi tin rằng cấp trên thì tập đoàn Hoành Không sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lãnh đạo của anh là lãnh đạo của Hoành Không mà. Mục Thành Trương vẫn đúng là giảo quyệt, nắm được cơ hội liền ngửa tay xin tiền. Ha ha, thấy chưa bí thư An, trưởng Ban Bạch. Đồng chí này của các anh cử tới đúng là lợi hại đấy. Vừa đến là đã chỉ huy tôi. Diệp Phàm nhìn hai người cười nói. Tuy tại đây có những đồng chí vị trí chức vụ cao hơn so với Diệp Phàm, nhưng đây là địa bàn của tập đoàn Hoành Không, Diệp Phàm là một bí thư mới là chủ nhà. Đương nhiên cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Bí thư Chia muốn cướp vai trò của Diệp Phàm, Triệu Hướng Vân muốn cướp cũng không đến lượt. Cái Thiệu Trung càng ủng hộ Diệp Phàm nên không muốn lên tiếng. Còn Dương Chí Thăng chỉ có thể dương mắt nhìn và buồn bực trong lòng mà thôi. Ha ha, sao có thể nói là tướng quân được chứ? Cấp dưới gặp khó khăn tìm đến lãnh đạo cũng là việc bình thường mà. Lãnh đạo giúp cấp dưới giải quyết một số khó khăn cũng là việc nên làm có phải không nào? Giống như đồng chí Diệp Phàm anh trước kia có việc thì lên gặp tỉnh, chúng tôi không cố gắng giúp anh giải quyết khó khăn sao? Hơn nữa, những yêu cầu của anh lại rất lớn, nếu không có 1 tỷ thì anh còn chê ít nữa chứ? An Bình Phong không cần giấu giếm, lời này nói ra là muốn ép Diệp Phàm rút tiền trong túi ra. Ha ha ha, mọi người ở đây đều phá lên cười. Có vài đồng chí còn đặt cho tôi một biệt hiệu khác là Hóa Duyên Đại Sư đấy. Diệp Phàm cười khan mấy tiếng. Thực ra, cơ hội rút tiền này là Diệp Phàm cố ý trao cho Mộc Thành Trương. Bởi vì hôm nay Diệp Phàm chính là muốn xin một khoản tiền lớn. Đến khi đó, đồng chí cùng cấp Dương Chí Thăng này sẽ cảm thấy thế nào? Diệp Phàm rất muốn được thưởng thức một chút. Cho nên, Diệp Phàm cười ha hả nói. Đúng đúng, vẫn là chủ tịch tỉnh An nói rất hay. Tập đoàn Hoành Không dù có khó khăn thế nào đi nữa thì cũng phải trích ra một khoản tiền để ủng hộ có phải không nào. Thế này đi, đồng chí Thành Trương, các anh làm một tờ trình, nhiều thì không có, 1 tỷ đi. Tuy nhiên, khoản tiền này phải chuyên dùng vào việc xây dựng cây cầu bắc qua sông Thiên Thông. Là khoản kinh phí cấp cho địa khu Giang Hoa các anh xây dựng cầu. Diệp Phàm rất điêu luyện khiến cho mọi người đều bật cười, tuy là cho 1 tỷ nhưng chỉ được dùng để xây dựng cầu qua sông Thiên Thông. Bởi vì cây cầu qua sông Thiên Thông muốn làm cho đặc sắc, Giang Hoa không lấy đâu ra tiền, tiền trước kia đều là do tập đoàn Hoành Không ứng ra. Tuy nhiên, lúc này có thể khấu trừ được rồi. Diệp Phàm dùng cách này để lấy lại tiền của mình, đương nhiên cũng là giải quyết vấn đề cấp bách của địa khu Giang Hoa. Cảm ơn Bí thư Diệp đã ưu ái địa khu Giang Hoa, tôi thay mặt mấy triệu người dân địa khu Giang Hoa cảm ơn sự ủng hộ người dân Giang Hoa của tập đoàn Hoành Không. Mục Thành Trương tuy trong lòng buồn bực nhưng cũng phải nhất thời vui mừng. Về đồng chí Dương Chí Thăng, Diệp Phàm liếc nhìn người này một cái. Phát hiện bên ngoài vẫn bình thường, tuy nhiên, dường như môi đang hơi run lên. Có lẽ trong lòng gã đang rất chua xót. Đồng chí Chí Thăng, hôm nay có lẽ tâm tình của đồng chí Diệp Phàm rất tốt. Hay là anh cũng đề nghị gì đó đi, lẽ nào thành phố Hạng Nam không có khó khăn sao? Phải nắm lấy cơ hội chứ. Lúc này giọng nói của Triệu Hướng Vân vang lên, đương nhiên là mang tính chất nói đùa. Rõ ràng rồi, bởi vì đồng chí Triệu đang đả kích thần kinh của Dương Chí Thăng. Ha ha, Chủ tịch tỉnh Triệu, anh là lãnh đạo được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho quản lý tài chính. Khó khăn của thành phố Hạng Nam thế nào thì anh là người hiểu rõ nhất. Vừa khéo hôm nay anh cũng phải ủng hộ công việc của thành phố Hạng Nam chúng tôi đấy. Vừa rồi Bí thư Diệp đã cấp cho Giang Hoa 1 tỷ, anh là lãnh đạo tỉnh, có phải nên nhiều hơn một chút không? Dương Chí Thăng cũng giảo quyệt. Triệu Hướng Vân ngươi luôn đả kích ta đương nhiên cũng phải đáp trả lại một chút rồi.
Hơn nữa, Dương Chí Thăng có chỗ dựa là Ninh Đại Lão, đối với một phó chủ tịch tỉnh không có chữ thường trực như Triệu Hướng Vân thì cũng chẳng có gì sợ. Triệu Hướng Vân vừa nghe xong, vẻ mặt liền trầm xuống. Một tỷ Triệu Hướng Vân cũng chẳng có bản lĩnh để cấp cho Dương Chí Thăng. Ngay lập tức đã để cho Dương Chí Thăng ép quá mức. Ha ha, tôi nào có bản lĩnh ông chủ lớn của Hoành Không như đồng chí Diệp Phàm. Người ta là ông chủ lớn, là thần tài. Chúng ta làm sao có thể so sánh được với anh ấy. Đương nhiên, nếu anh đã đề nghị thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phải xem xét một chút chứ có phải thế không nào. Bây giờ thành phố Hạng Nam đã nằm trong đại quy hoạch Hoành Không. Tuy các anh trực tiếp chịu sự quản lý, lãnh đạo của tập đoàn Hoành Không, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh không thể không quản. Sau khi trở về anh cũng phải nộp báo cáo, nhiều thì không nói, mấy chục triệu thì cũng có thể có phải không nào. Trong lòng Triệu Hướng Vân lo lắng, đem tám đời tổ tiên của Dương Chí Thăng ra mà chửi. Tuy nhiên, trên mặt thì vẫn cười và gật đầu, tuy không có sự đồng ý của Diệp Phàm nhưng cũng phải giữ một chút thể diện. Cảm ơn, cảm ơn. Dương Chí Thăng vẻ mặt cảm kích, sau đó hướng sang Lam Tồn Quân nói. Chủ tịch tỉnh Lam, việc này sau khi trở về anh nhanh chóng nộp báo cáo đề nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhé. Tư thế này của Dương Chí Thăng rõ ràng là đang ra oai, tại đây bây giờ đều là lão cáo giả, ai cũng có thể nhận ra. Đây là Dương Chí Thăng đang thể hiện năng lực số một của mình trước Lam Tồn Quân. Lam Tồn Quân trong lòng rất tức giận, đúng lúc này, nhìn thấy Diệp Phàm nháy mắt với gã một cái, Lam Tồn Quân liền vội vàng cười gật đầu. Bí thư Dương, việc này trở về tôi lập tức giao cho cơ quan liên quan đi làm. Chương 3293, tam vị nhất thể. Thế là tốt rồi mà, làm việc thì phải hiệu quả như thế. Để lâu đến khi chủ tịch tỉnh Triệu quên mất thì phiền phức. Công việc của các lãnh đạo rất nhiều, rất bận. Lời nói của Dương Chí Thăng mang theo khẩu khí của nhân vật số 1, có chút ám chỉ Triệu Hướng Vân ngươi sau này liệu có nuốt lời hay không. Bây giờ rất nhiều lãnh đạo nói một đằng sau đó làm một nẻo. Đương nhiên, lãnh đạo sẽ không trực tiếp làm, đây là quyền uy của lãnh đạo. Nhưng đa số các lãnh đạo đều sẽ áp dụng những cách đưa đẩy để khiến cho ngươi cuối cùng sẽ không giải quyết được việc. Ví dụ như báo cáo này được, chỗ kia không thông, rồi lại hôm nay không rảnh ngày mai lại có việc, anh tìm gặp ông ta sẽ rất phiền phức, cuối cùng tự bản thân không đi tìm nữa. Đúng đúng. Lam Tồn Quân gật đầu nói. Ngày mai sẽ gửi lên ngay. Chủ tịch thành phố Lam, ngày mai chủ tịch tỉnh Triệu sẽ ở tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Nếu anh muốn tìm anh ấy thì trực tiếp đến tổng bộ tìm là được. Sau này từ khi bắt đầu đệ trình cho đến trước khi kết thúc, có lẽ mấy vị lãnh đạo trên tỉnh đều sẽ ở lại tại tập đoàn Hoành Không. Vừa khéo những đồng chí bên dưới có việc gì thì cũng thuận lợi nhiều. Diệp Phàm nhắc nhở. Thế thì tốt quá, ngày mai trực tiếp đưa đến đây là được rồi. Lam Tồn Quân gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó nói tiếp. Bí thư Diệp, thành phố Hạng Nam bây giờ cũng đã là cơ quan cấp dưới của tập đoàn Hoành Không rồi. Hơn nữa, cũng vừa mới đưa thành phố Hạng Nam vào sự quản lý của tập đoàn Hoành Không. Từ ngày mai trở đi, toàn thành phố Hạng Nam để phối hợp với đại quy hoạch Hoành Không thì việc xây dựng sẽ được triển khai rất nhiều. Ví như, phối hợp phát triển du lịch, phát triển nhà máy, Ủy ban Nhân dân thành phố quy hoạch phát triển lại trên các mặt của thành phố Hạng Nam. Chỉ là những công trình phương tiện cơ bản cũng đã phải cần đến một khoản tiền rất lớn rồi, những cái này đều là để phục vụ cho việc phối hợp với đại quy hoạch Hoành Không. Ha ha ha, tập đoàn Hoành Không vấn đề của Giang Hoa, tin là vấn đề của Hạng Nam cũng sẽ xem xét có phải không nào. Triệu Hướng Vân trong lòng có chút không phục, rõ ràng là muốn ép Diệp Phàm tiếp tục chi tiền ra. Đây đúng là hợp ý của Diệp Phàm, hôm nay chính là muốn lấy thể diện cho Lam Tồn Quân. Chèn ép vẻ khệnh khạng của Dương Chí Thăng, thậm chí không thèm nể mặt. Thế này nhé, tiền thì chúng tôi đã hết rồi. Diệp Phàm nói, mọi người đều im lặng, đây chẳng phải là đã không nể mặt Chủ tịch Triệu và Lam Tồn Quân hay sao? Biết được mối quan hệ giữa Diệp và Lam thì ai cũng cảm thấy kỳ lạ, việc này thật không phải là bạn bè. Sao lại không còn tiền chứ, tài khí của tập đoàn Hoành Không bây giờ rất lớn mà. Vừa rồi chẳng phải mới cấp cho Giang Hoa 1 tỷ nữa. Việc này bí thư Diệp không thể bên trọng bên kinh được. Dù nói thế nào cho Giang Hoa 1 tỷ thì cho Hạng Nam mấy chục triệu cũng có thể chứ có phải không nào. Dương Chí Thăng lại đổ thêm dầu vào lửa. Đồng chí Chí Thăng, anh hiểu nhầm rồi. Tôi không hề nói là không cấp có phải không nào. Về tài chính của tập đoàn hiện nay cũng có khó khăn, việc di rời huyện Hoàng Cương phần lớn kinh phí đều do tập đoàn chi. Tuy nhiên,
tập đoàn dù có hết tiền cũng phải ủng hộ cho thành phố Hạng Nam một chút chứ có phải không nào? Huống chi trước tới giờ Chủ tịch Lam luôn hết sức ủng hộ công việc của tập đoàn Hoành Không. Có điều, bây giờ tiền không còn, nhưng vẫn còn có cơ hội. Đại quy hoạch Hoành Không chúng tôi đang xin một mục đã báo cáo lên chính vụ viện. Một phần của khoản tiền này sẽ dùng để xây dựng trạm biến áp Hoành Không. Tuy nhiên sau này dưới sự tranh thủ của Chủ tịch Lam, trạm biến áp cũ vẫn chưa hề rời đi. Hơn nữa, bây giờ thành phố Hạng Nam đã được giao cho tập đoàn Hoành Không tiếp quản, tất cả những trạm điện Hoành Không thuộc ngành điện của thành phố Hạng Nam giờ có phải cũng trở thành đơn vị cấp dưới của tập đoàn Hoành Không không? Cho nên, trạm biến áp riêng của tập đoàn Hoành Không sẽ không cần phải xây dựng nữa. Mà chính vụ viện thì đã phê chuẩn cấp cho 300 triệu rồi. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ chuyển đến tài khoản. Đến khi đó, lấy một nửa cấp cho thành phố Hạng Nam. Khoản tiền này hy vọng Chủ tịch Lam có thể dùng một phần để mở rộng trạm điện Hoành Không. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng của đại quy hoạch Hoành Không, quy hoạch của tập đoàn cũng đang mở rộng. Nhu cầu về điện lực cũng từng bước tăng cao. Việc mở rộng trạm biến áp Hoành Không đã bày ra trước mắt không thể tiếp tục trì hoãn. Diệp Phàm nói rất nhẹ nhàng, khéo léo nhưng sau khi nói ra thì lại rất có trọng lượng. Hơn nữa lại là quăng thẳng vào tai của Dương Chí Thăng. Khoản tiền này là Lam Tồn Quân tranh thủ được, đồng chí Dương Chí Thăng tự nhiên lại thấy buồn bực. Nếu không phải là có lãnh đạo tỉnh ở đây thì có lẽ gã đã phủi tay bỏ đi rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của tập đoàn Hoành Không đối với thành phố Hạng Nam, khoản tiền này chúng tôi sẽ dùng một nửa cho việc xây dựng trạm điện Hoành Không. Hơn nữa, tài nguyên nước của thành phố chúng tôi cũng phong phú, chỉ tính những trạm thủy điện to nhỏ thuộc thành phố cũng không dưới 20 cái. Chúng tôi sẽ tập hợp toàn bộ mạng lưới các trạm điện thành phố để ủng hộ sự phát triển của tập đoàn Hoành Không. Cung cấp đầy đủ điện để ủng hộ tập đoàn Hoành Không. Số tiền còn lại thành phố chúng tôi sẽ xem xét dùng vào phối hợp với việc kiến thiết của đại quy hoạch Hoành Không. Lam Tồn Quân biểu hiện thái độ. Khoản tiền này không hề quan trọng là thể diện mà Diệp Phàm đã tạo cho. Đương nhiên trong lòng gã cảm thấy phấn khích đặc biệt, hơn nữa, trước mặt nhiều lãnh đạo tỉnh như vậy hôm nay lại được nở mày nở mặt. Sau này lãnh đạo hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam đã ngồi xuống bố trí danh sách thành viên tổ đệ trình hạng mục. Cuối cùng trải qua bàn bạc và quyết định, danh sách lãnh đạo tổ như sau. Tổ trưởng là hai đồng chí Chiếm Hữu Quang và An Bình Phong. Bởi vì hai đồng chí này đến từ hai tỉnh, nếu để một trong hai đồng chí làm tổ phó thủ có lẽ không phù hợp cho lắm. Tuy tỉnh Thiên Vân chiếm phần lớn cổ phần, nhưng trong thể chế lại không tính như thế. Vì thế xuất hiện hai tổ trưởng. Thực ra tổ trưởng bọn họ chỉ là danh nghĩa, vai trò cũng không lớn lắm. Ý nghĩa tượng trưng chủ yếu là ý nghĩa thực tế. Phó tổ trưởng thường trực Diệp Phàm. Phó tổ trưởng gồm bốn đồng chí Triệu Hướng Vân, Phong Hồ Ninh, Trương Thương Hòa, Cái Thiệu Trung. Tuy cấp bậc của Diệp Phàm không cao hơn so với bốn đồng chí này nhưng Diệp Phàm là bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không, còn việc này thì là dựa vào tập đoàn Hoành Không làm trung tâm. Về phương diện chấp hành vẫn phải do Diệp Phàm đi làm cụ thể, mà phó tổ trưởng thường trực chính là làm việc này. Thực tế những đồng chí khác về cơ bản chỉ là danh nghĩa thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc này mà thôi. Nói về đồng chí Triệu Hướng Vân, vốn là không có hy vọng được vào trong danh sách phó tổ trưởng. Tuy nhiên, sau đó Diệp Phàm đã thay đổi biện pháp gây sức ép đưa Cái Thiệu Trung vào. Tuy nhiên, Ninh Chí Hòa và Chủ tịch Khúc vừa nhìn thì thấy thiếu đi Triệu Hướng Vân, phó thường trực chủ tịch tỉnh đồng chí Bố Hoa Thanh lần này cũng mất đi cơ hội. Hai vị đầu sỏ hợp kế lại cuối cùng đã quyết định, Triệu Hướng Vân cũng được đưa vào. Dù sao cũng không thể thiếu đồng chí này được. Thời buổi này trưởng chỉ có một nhưng phó thì có thể có n người mà. Để tránh một số đồng chí trong lòng không thấy thoải mái làm mất đoàn kết thì cũng không tốt. Còn trợ lý tổ trưởng là Dương Chấn Dông, Cung Chí Quân, Dương Chí Thăng, Mộc Thành Trương, Lam Tồn Quân, Chu Gia Sinh. Tổ viên là Tào Nguyệt và toàn bộ ủy viên đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Còn hai thành phố Giang Hoa và Hạng Nam cũng có người. Một tổ đệ trình tuy nhỏ, nhưng cũng rất quan trọng. Để sắp xếp nhiều đồng chí như vậy, mấy vị lãnh đạo cũng phải đau đầu suy nghĩ. Nếu không, lấy đâu ra trợ lý tổ trưởng, việc này chỉ là danh nghĩa để bố trí người mà thôi. Đến khi đệ trình hạng mục thành công, các đồng chí đều có dính chút công lao. Tổ công tác đệ trình khi được thành lập thì lập tức mở một hội nghị mở rộng, thực tế thành phần tham dự cơ bản cũng là những người vừa mới ở đây. Hội nghị chủ yếu là nghe đồng chí Diệp Phàm thông báo tình hình công tác chuẩn bị đệ trình.
Còn Danh Hoa và Hạng Nam cũng báo cáo một số phương án tái quy hoạch để phối hợp tổng thể với đại quy hoạch Hoành Không. Ha ha, Bí thư Diệp, hôm nay đúng là đại khoái nhân tâm. Diệp Phàm và Ngũ Vân Lượng đến ăn điểm tâm tại nhà Bao Nghị. Chỉ là một chút thắng lợi mà thôi, không có gì là đại khoái nhân tâm cả. Diệp Phàm nói, mặt của Dương Chí Thăng sắp thành mặt lừa rồi. Bao Nghị cười nói, mặc kệ Dương Chí Thăng có đồng ý hay không, bây giờ hắn chính là cấp dưới của Bí thư Diệp Anh. Đây là thực tế không phải tranh cãi, người này có lẽ trong lòng đang tức giận muốn chết, bây giờ hắn lại là phó bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Sau này trong hội nghị đảng ủy muốn làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Ngũ Vân Lượng nói, gây chuyện thì nhất định sẽ có, tuy nhiên, dựa vào năng lực khống chế của Bí thư Diệp đối với hội nghị đảng ủy mà nói, về cơ bản thì hắn sẽ chẳng có gì để diễn. Chỉ cần gây ra việc gì thì chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hôm nay hắn đã mất mặt như thế vẫn chưa đủ hay sao? Bao Nghị cười nhạt. Trong nồi canh này cứ có một viên cứt chuột khiến cho người ta luôn cảm thấy khó chịu. Ban đầu ta sao tỉnh lại quyết định như thế cơ chứ? Thế chẳng phải là cứng nhắc sao? Ngũ Vân Lượng nói. Không thể nói như thế được, chỉ là góc độ nhìn vào việc của Dương Chí Thăng không giống với chúng ta mà thôi. Nhìn từ bản thân hắn mà nói thì cũng chẳng có gì sai có phải không nào. Nhìn từ đại cục thì hắn vẫn là có cái nhìn tốt. Đương nhiên, là nhân vật số một của Hạng Nam, trong lòng không phục cũng là bình thường. Ngay cả bảo tôi như thế thì tôi cũng không phục ấy chứ có phải không nào. Tôi đường đường là bí thư của một thành phố lớn thoáng chốc lại trở thành cấp dưới của một nhà máy, việc này làm sao mà khiến cho lòng người bình tĩnh được. Diệp Phàm nói. Trong đảng ủy những người cũ thì không có vấn đề gì lớn, tuy nhiên, hiện giờ lại có ba đồng chí mới vào, cùng Chí Quân người này thế nào? Bí thư Diệp đã biết về người này rồi sao? Chúng ta vẫn phải hiểu rõ trước đã, biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng được có phải không nào? Ngũ Vân Lương hỏi. Hắn không có vấn đề gì, nói cho hai người biết một bí mật, đó chính là con trai của một người bạn cũ. Diệp Phàm cười bí hiểm nói. Rõ rồi. Thế còn Dương Chí Thăng và Mộc Thành Trương? Mộc Thành Trương ngoài mặt thì như thế nhưng không biết liệu sau này hắn có oán khí giống như Dương Chí Thăng hay không? Đến khi đó hai người phụ trách hai khu vực trực thuộc liên thủ với nhau thì rất là phiền phức. Bao Nghị nói, hai người bọn họ mà liên thủ với nhau thì phải cẩn thận. Bao Nghị gật đầu nói, ha ha, Mộc Thành Trương chắc không có thành kiến với chúng ta như Dương Chí Thăng đâu có phải không? Một cây thì khó có thể tạo thành rừng được. Diệp Phàm nói, Bí thư Diệp, lần này đối với mỗi đồng chí của tập đoàn Hoành Không mà nói đều là một cơ hội lớn để nhảy vọt. Trong thời gian đệ trình này hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân đều có lãnh đạo trú đóng tại tập đoàn Hoành Không chúng ta. Tuy bọn họ bình thường không để ý tới chuyện gì, nhưng cũng là cấp trên giám sát. Chúng ta ở một phương diện nào đó có phải chú ý một chút hay không? Không thể thoải mái như bình thường được, bây giờ mấy vị lãnh đạo đang chăm chú quan sát. Làm việc gì cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Ngũ Vân Lượng nói. Chương 3294, tuyệt đối không để cho Diệp Phàm thành công. Cậu làm việc của cậu, bọn họ làm việc của bọn họ, có gì mà không thoải mái. Đừng có để ý đến gì cả, để ý quá nhiều lại hỏng việc. Muốn được làm được việc thì nhất định phải bỏ qua những đàm tiếu. Vân Lượng, kiến thiết ngành du lịch là một vấn đề lớn của tập đoàn Hoành Không, anh phải chú ý sát sao một chút. Diệp Phàm nhắc nhở, tập đoàn Hoa Tinh cũng không tồi, bọn họ đã mang đến quan niệm du lịch kiểu Mỹ, không chừng cũng sẽ là một điểm sáng du lịch mới. Đặc sản của nước Mỹ kết hợp với TQ chúng ta, Trung Tây kết hợp, tạo ra đặc sắc du lịch riêng của tập đoàn Hoành Không chúng ta. Ngũ Vân Lượng cười nói, thoáng cái đã hơn 10 ngày trôi qua. Trong thời gian hơn 10 ngày này, bốn lãnh đạo của hai tỉnh Điền Nam và Vân Thiên đều đã lần lượt tới thăm công trường xây dựng của Đại Quy hoạch Hoành Không. Đều đánh giá rất cao đối với đại quy hoạch và cũng có những chỉ thị. Diệp Phàm biết, tổ khảo sát sắp xuống rồi, bốn vị lãnh đạo làm như vậy cũng là để tạo thế cho đại quy hoạch Hoành Không mà thôi. Bởi vì bốn người lần lượt tới thăm như thế, báo chí và truyền hình sẽ miễn phí tuyên truyền mạnh mẽ cho đại quy hoạch Hoành Không. Chủ đề được nhắc đến nhiều nhất ở hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân chính là việc của đại quy hoạch Hoành Không. Nổi lên một phong trào Hoành Không ở hai tỉnh này. Lúc này Tổng Giám đốc Tập đoàn Cơ giới TQ Ngô Trung Bảo đang tiếp đón Tổng Giám đốc của Tập đoàn Điện khí Tây Nam Ô Vân Sơn tại phòng khách riêng. Lão Ngô, khí thế của phong trào gần đây rất lớn đấy. Ô Vân Sơn vừa ngồi xuống liền mở đầu như vậy. Đúng vậy,
thậm chí có người còn tung tin nói là đại quy hoạch Hoành Không đang muốn thâu tóm hai nhà máy của chúng ta hình thành tam vị nhất thể, phát triển bởi sự điều hành của tập đoàn Hoành Không. Khát vọng trở thành một dây chuyền hàng đầu về sản xuất chế tạo cơ khí và điện khí xuất khẩu, tăng cường phát triển có tính khu vực của Thiên Vân, có thể phục vụ cho địa phương phát triển, làm cho tập đoàn Hoành Không phát triển lớn mạnh lên. Sau này, tôi và anh rồi cũng sắp thành cấp dưới của Diệp Phàm rồi. Còn nhà máy của chúng ta cũng sẽ trở thành vật chư hầu của tập đoàn Hoành Không rồi. Chúng ta sau này đều cũng chỉ là con tôm con tép thôi. Ngô Trung Bảo tỏ vẻ trách móc nói. Lời đồn này từ đâu truyền đến? Ô Vân Sơn giật mình, sắc mặt chợt như mây đen trên đầu. Lão Ngô, đây cũng chẳng phải là tin đồn vô căn cứ. Lần trước tôi đi Ủy ban Quốc tư, một số lãnh đạo cũng nói đùa về việc này. Nói là bây giờ tập đoàn Hoành Không đang phát triển rồi, đại quy hoạch Hoành Không đã treo danh hiệu ở trên bộ, hơn nữa rất được cấp trên coi trọng. Mà Điền Nam và Thiên Vân là hai tỉnh trọng điểm đã tạo nên thương hiệu tập đoàn Hoành Không. Hy vọng có thể tập đoàn Hoành Không có thể đưa hai tỉnh phát triển. Hình thành xí nghiệp hàng đầu đặt nền móng cho liên minh sản nghiệp trong khu vực. Còn hai nhà máy chúng ta tuy là quy mô không nhỏ hơn, tiền cũng nhiều hơn bọn họ. Nhưng xu hướng phát triển hiện giờ của hai nhà máy chúng ta không bằng bọn họ. Hơn nữa rất nhiều sản phẩm trùng lặp với tập đoàn Hoành Không gây lãng phí. Làm thế nào để tiết kiệm tài nguyên, khai thác sản phẩm đa nguyên tính? Phải điều phối từ ngọn nguồn của khâu sản xuất sản phẩm. Nếu tập đoàn Hoành Không có thể thống nhất các nhà máy ở Tây Nam này chỉ có hai nhà máy chúng ta có sản phẩm giống với của bọn họ. Không thể nào đem nhà máy thép sát nhập vào chứ, việc này, dù không nói rõ tên tuổi, nhưng thực tế chính là chỉ hai nhà máy của chúng ta. Ô Vân Sơn nói, lãnh đạo Ủy ban Quốc tư nói như vậy, không chừng một số đồng chí trên bộ cũng có suy nghĩa như vậy rồi. Thế chẳng phải là lấy tập đoàn Hoành Không làm nòng cốt, để tập đoàn Hoành Không khống chế việc sản xuất của chúng ta hay sao? Hắn nói điện cơ này không thể sản xuất thì chúng ta không được sản xuất nữa. Tôi thấy tập đoàn Hoành Không có ép chết chúng ta hay không cũng khó mà nói. Nếu muốn thôn tính được chúng ta nhà máy ngang hàng với bọn họ, e là bọn họ sẽ đứt lưới. Tôi nghi ngờ liệu có phải khi Diệp Phàm lên bộ đã đề nghị dự tính này với lãnh đạo bộ hay không? Sau đó bộ mới nhắc đến việc này trước mặt anh để thăm dò cách nghĩ của chúng ta. Bằng không, không vô cớ mà lại nói như thế. Ngô Trung Bảo hừ nói. Nhìn xu hướng phát triển gần đây, tập đoàn Hoành Không cũng đúng là có khả năng thâu tóm hai nhà chúng ta. Bây giờ chẳng phải ngay cả hai thành phố Giang Hoa và Hạng Nam cũng đã nằm dưới cờ lãnh đạo của tập đoàn Hoành Không rồi hay sao? Tay Diệp Phàm này lại còn được giữ quyền quản lý hai thành phố. Hai thành phố còn có thể quản lý được, thêm hai nhà máy của chúng ta thì cũng chỉ là một đĩa rau nhỏ mà thôi. Tôi thấy gã này khẩu vị càng ngày càng lớn, cứ phát triển như thế, có thâu tóm luôn cả hai tỉnh thì cũng khó nói. Ô Vân Sơn nói, thâu tóm hai tỉnh, ha ha, dạ dày của Diệp Phàm dù có to cỡ nào cũng không thể làm được. Như thế sẽ xuất hiện xu thế nhà máy thống trị khu vực. Phát triển như thế, chẳng phải toàn thế giới sẽ đều do nhà máy khống chế hay sao? Diệp Phàm có năng lực lớn cỡ nào? Đem so sánh với 500 nhà máy lớn trên thế giới thì chênh lệch cũng tương đối lớn. Trong 500 nhà máy hàng đầu thế giới đó có 3 nhà máy đứng đầu là Úc Nhĩ Mã, Ai Khắc Sâm Mỹ Phu, Dầu Khí Hoàng Gia Sác Bài. Bọn họ có liên minh muốn khống chế một khu vực cũng khó. Như thế càng khó mà nói đến một tập đoàn Hoành Không nhỏ bé trước mặt họ. Ngô Trung Bảo châm biếm nói. Năm ngoái tổng thu nhập của Úc Nhĩ Mã đạt hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Chẳng phải là số một rồi sao, nếu đem so với vị trí cuối cùng trong danh sách thì tập đoàn Hoành Không bây giờ cũng không thể sánh bằng. Lợi nhuận thu nhập hàng năm của người ta đạt được mấy tỷ đô la Mỹ. Số liệu đăng trên báo chí của tập đoàn Hoành Không thể hiện năm ngoài khi Diệp Phàm đến Hoành Không đạt doanh thu 600-700 triệu. Hơn nữa, lại còn là nhân dân tệ. Tính ra cũng chỉ là 100 triệu đô la Mỹ, lại còn mạnh miệng nói, cái gì mà mấy chục năm nay đây là lần đầu tiên đạt được doanh thu này. Rõ ràng hiện tượng mới là tập đoàn Hoành Không chẳng là gì cả. Ô Vân Sơn hừ nói, 600-700 triệu có là cái gì, tập đoàn Hoành Không đang mang số nợ lên đến hơn 30 tỷ. Hàng năm phải bỏ ra 200 triệu tiền lãi suất. Đây là ngân hàng còn áp dụng mức lãi suất thấp nhất cho bọn họ rồi. Nếu không lãnh đạo tỉnh ép xuống. Nếu cứ tính lãi suất 2 phân như bình thường, tiền bọn họ kiếm được cũng chỉ vừa đủ để trả lãi suất mà thôi. Thế thì tiền vốn ở đâu? Cứ như thế thì không ổn.
với số liệu này không chỉ nhận được lời khen của lãnh đạo hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân, mà ngay cả lãnh đạo bộ cũng ca ngợi hết lời, nói sự phát triển của tập đoàn Hoành Không bây giờ là một kỳ tích. Kỳ tích cái quái gì? Anh xem hai chúng ta, lợi nhuận năm ngoái cũng đem về không ít cho bọn họ, nhưng cũng chẳng thèm để ý đến chúng ta. Chúng ta trở thành con chồng, mẹ kế. Ngô Trung Bảo bực tức. Bọn họ cho rằng chúng ta đương nhiên phải kiếm được nhiều như thế, không phê bình chúng ta cũng là tốt rồi. Tuy nhiên, lão Ngô, theo tốc độ phát triển như thế của tập đoàn Hoành Không, hai nhà máy của chúng ta thực sự sẽ yếu kém hơn đấy. Anh xem, con người Diệp Phàm này rất thủ đoạn, tiền lợi nhuận hôm nay tất cả đều đầu tư vào việc tái sản xuất. Mà nghe nói bọn họ đã đem hơn 3 tỷ tiền đầu tư vào khu du lịch núi Thiên Thông hoàn trả toàn bộ lại tiền vốn cho ngân hàng rồi. Ô Vân Sơn nói, trả rồi, từ lúc nào thế? Ngô Trung Bảo sửng sốt. Vừa mới nhận được tin, cuối năm ngoài tập đoàn Hoành Không đã trả một lần hết toàn bộ số tiền vay nợ ngân hàng trong vòng hơn chục năm. Lãnh đạo chủ quản của mấy ngân hàng đều rất vui mừng, nói là năm nay sẽ có chính sách ưu đãi hơn, sẽ có khoản tiền lớn hơn cho vay để giúp đỡ tập đoàn Hoành Không. Bởi vì thái độ hoàn nợ của tập đoàn Hoành Không rất thành khẩn, uy tín tốt khiến cho lãnh đạo chủ quản của các ngân hàng đều rất vừa lòng. Hơn nữa bây giờ hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân đã tạo thế cho tập đoàn Hoành Không, bốn vị lãnh đạo đều lần lượt tới thị sát Hoành Không, còn cổ vũ rất nhiều. Khiến cho các ngân hàng càng lĩnh hội đầy đủ hơn ý đồ của lãnh đạo, có vài ngân hàng đã phái nhân viên liên hệ đàm phán với tập đoàn Hoành Không về việc cho vay. Người ta vốn là nhà máy mặt dày mày dạn đi cầu ông này bà nhưng để xin vay vốn, vậy mà ngân hàng vẫn không muốn cho vay, bây giờ thì ngược lại rồi. Đảo lộn hết rồi, ngân hàng của hai tỉnh đều đứng trước cửa, kêu khóc để được cho tập đoàn Hoành Không vay. Xảy ra chuyện chó gì thế cơ chứ, ngân hàng lại đến mức vô liêm sỉ như vậy. Ô Vân Sơn nói, vẻ mặt trầm xuống. Lão Ô, đây đúng là một tin tức rất lớn đấy. Nếu năm nay tập đoàn Hoành không được vay khoản tiền lớn từ các ngân hàng thì bọn họ sẽ phát triển thêm một bước rất lớn. Bọn họ phát triển nhanh đối với hai nhà chúng ta mà nói thì càng thêm áp chế. Phạm vi sản phẩm của chúng ta bán ra sẽ từng bước bỏ bọn họ khống chế. Hơn nữa, có một hiện thực không thể tranh cãi. Cùng với sự hùn vốn của mấy công ty, chất lượng sản phẩm của tập đoàn Hoành không năm ngoái đã có bước nhảy vọt về chất. So với chúng ta không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Bây giờ lại có thêm sự ủng hộ của bộ, hai tỉnh ủng hộ, ngân hàng ủng hộ, tiếng tăm của tập đoàn Hoành Không đã nổi lên như cồn rồi. Tôi lo lắng, đây liệu có phải là chính sách tầm ăn lên của Diệp Phàm hay không? Ngô Trung Bảo vẻ mặt lo lắng. Tầm ăn lên. Ô Vân Sơn nhắc lại. Đúng vậy, bọn họ đang từng bước chèn ép không gian sinh tồn của chúng ta. Đến cuối cùng sẽ ép chúng ta đến mức không còn chốn nương tựa thì bọn họ mới có thể sinh tồn được. Thực sự đến khi đó hai nhà chúng ta sẽ gần như xong đời rồi. Đây chẳng phải là thủ đoạn mà một số công ty quốc tế thường sử dụng hay sao? Ngô Trung Bảo nói. Ngô Tổng, Ô Tổng, nghe nói trong đại quy hoạch của tập đoàn Hoành Không đã mở lại nhiều tuyến phát triển. Còn nhờ tỉnh Điền Nam xuất khẩu đến Việt Nam, Myanmar là tuyến xuất khẩu trọng yếu. Dây chuyền sản nghiệp trong xuất khẩu đang trong kế hoạch của bọn họ. Một khi hoàn thành, e là một phần lớn các hạng mục xuất khẩu về cơ khí và thiết bị điện lực của ba nước này sẽ bị bọn họ làm lũng đoạn việc xuất khẩu của quốc nội. Tôi lo là đến khi thực sự như thế, không gian sinh tồn của chúng ta càng chật hẹp. Không gian sinh tồn hẹp lại thì đồng nghĩa tiền chúng ta kiếm được sẽ càng ít. Đến khi đó e là... Phó Tổng Triệu Ý Hùng nói, không dám nói hết câu. Ý Hùng, không chỉ là thiết bị cơ khí và điện lực. Tập đoàn Hoành Không bây giờ có rất nhiều hạng mục mới khai thác. Như Việt Đông bọn họ có nhà máy đóng tàu, có khách sạn, có tòa nhà thương mại. Còn bên này lại thành lập công ty công trình kiến trúc Thiên Mã. Có lẽ sau này sẽ phát triển ra ngoài những phương diện này. Như ở Việt Nam và Myanmar mấy năm gần đây xây dựng rất nhiều con đường. Bọn họ cũng nhắm đến việc này. Còn nhà máy của hai chúng ta tuy chỉ tiêu hạn ngạch hàng năm, cũng giống như là nhà nước nuôi dưỡng chúng ta vậy. Đa số nghiệp vụ của chúng ta trên thực tế đã hạn chế sự phát triển của chúng ta. Chỉ có thể đứng nhìn bọn họ phát tài mà thôi. Đây là việc không còn cách nào nữa. Ngô Trung Bảo nói. Lão Ô, nếu bộ có dự định sáp nhập thì chúng ta phải đứng ra cố gắng đấu tranh. Đó là đương nhiên, việc này trước mắt chỉ đang là tin đồn vô căn cứ. Chúng ta phải để ý là được rồi. Nếu thực sự làm như vậy, Diệp Phàm muốn thâu tóm chúng ta thì không thể nào được. Ô Vân Sơn hừ một tiếng.
Chương 3295, giải phóng mặt bằng là cần thiết. Triệu Ý Hùng đứng ở bên cạnh thở dài, việc này, chiều hướng phát triển của hai vị này phỏng chừng khó có thể ngăn cản được. Khửu tay khó mà lừa gạt được cánh tay vĩnh viễn, Triệu Ý Hùng cảm thấy dường như hai vị đang giãy giụa. Ngày 2 tháng 4, Chủ tịch Điền Giang gọi điện thoại đến, giao cho Diệp Phàm chuẩn bị cho tốt, bởi vì, đoàn người đi cùng Chủ tịch Đường muốn đến thăm hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân, mà chủ yếu là muốn thăm tập đoàn Hoành Không. Lãnh đạo hai tỉnh cũng nhận được điện thoại, trong khoảng thời gian ngắn, hai tỉnh đều đang ở trong tình trạng chuẩn bị. Ngày 30 tháng 4, đã sẵn sàng để bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Triệu tập họp tổ giúp việc một lần nữa. Bí thư Diệp, 3 ngày nữa cấp trên sẽ đến. Trong mấy ngày này có nên ngừng sản xuất vài ngày không? Bằng không, không khí ngột ngạt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của lãnh đạo. Thứ hai, cũng sẽ ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố. Dương Chí Thăng đưa ra đề nghị, đương nhiên là muốn thể hiện một chút. Đúng vậy, hiện tại đang tiến hành xây dựng, chỗ nào cũng bụi bẩn và lộn xộn, vấn đề an ninh trật tự đúng là cần phải đề phòng. Bởi vì nhân viên tham gia xây dựng rất hỗn độn, các nhân viên, chuyên gia kỹ thuật công tác ở đây không những đến từ tất cả các nơi trong cả nước, mà người ngoại quốc cũng khá nhiều. Quá phức tạp không có lợi cho cán bộ quản lý, vấn đề an toàn là vấn đề khó có thể nói trước. Bao Nghị nói. Theo nét mặt của Bao Nghị mà nói, Cục trưởng Cục Công an Hoành Không có quyền quản lý nghiệp vụ đối với hai thành phố Hạng Nam và Giang Hoa. Vô hình chung quyền lực của Bao Nghị được tăng lên. Việc này đương nhiên là một vấn đề lớn, lãnh đạo xuống đây thị sát bao gồm cả hai khu vực này. Cơ quan công an hai khu vực này đều phải khẩn trương chuẩn bị. Tuy nói việc phụ trách an toàn cho lãnh đạo là do Cục Cảnh vệ, nhưng việc đảm bảo an toàn ở bên ngoài khẳng định là nhiệm vụ của cơ quan công an hai thành phố này. Áp lực là rất lớn. Cục trưởng Cục Công an địa khu Giang Hoa Vương Quốc Linh nói. Cho nên, sắc mặt người phụ trách cơ quan công an hai thành phố này đều rất nghiêm túc. Kỳ thật trong lòng khá lo lắng. Không thể để một sơ suất nhỏ nào có thể xảy ra, bằng không, hậu quả khó có thể lường trước được. Cho nên, Bao Nghị cũng cảm thấy chưa bao giờ áp lực như thế này. Vấn đề này thực sự khó có thể so sánh giải quyết được. Nếu có thể cam đoan rằng có phương pháp tuần tra để lãnh đạo an toàn thì tốt rồi. An Bình Phong thở dài, cũng hiểu được mình không thể tính trước được. Quả nhiên, Bí thư Chiêm Hữu Quang nói. Tất cả mọi người đều muốn có biện pháp, đáng tiếc là bàn chân gấu không thể biết trước được. Tôi nghĩ, chỉ cần xác định được chính xác thời gian lãnh đạo xuống đây, ngừng sản xuất 2 đến 3 ngày cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, tôi nghĩ không thể không ngừng sản xuất được. Dương Chí Thăng cũng góp vui. Các đồng chí, chúng ta đề cập đến vấn đề quan trọng một chút. Lãnh đạo xuống đây sẽ nhìn cái gì, mọi người nói xem nào. Diệp Phàm đặt chén trà xuống dưới bàn, liếc mắt nhìn mọi người một cái, mới lên tiếng. Trong chốc lát, không khí có chút trầm xuống. Đương nhiên là xuống đây xem việc xây dựng quy hoạch Hoành Không của chúng ta, nếu như ngừng sản xuất chẳng phải là lãnh đạo chẳng có gì để xem sao. Đến lúc đó, sẽ để lại cho lãnh đạo ấn tượng không tốt về chúng ta. Hơn nữa, cũng không thấy được sự sôi động của việc xây dựng, sao có thể khiến cho lãnh đạo thông cảm được. Đây là cơ hội khó có được của chúng ta phải nhân cơ hội lãnh đạo xuống dưới đây. Cơ hội này rất tốt, nếu không nắm chặt chẳng phải là chúng ta sẽ lãng phí một cơ hội tốt sao. Lúc này, Cung Chí Quân là người lên tiếng đầu tiên trong phòng họp. Bởi vì, Diệp Phàm đã dùng ánh mắt để cổ vũ anh ta. Đương nhiên là cơ hội khó có được, tuy nhiên, nếu như so sánh với sự an toàn của lãnh đạo, có phải chúng ta đã quá vì lợi ích của riêng mình? Hơn nữa, không để ý đến sự an toàn của lãnh đạo, đây quả là một sai lầm lớn. Dương Chí Thăng vừa thấy Cung Chí Quân lên tiếng, nghĩ đến ngày trước người này đã khiến cho mình bị bẽ mặt, nhất thời tức giận, nói những lời châm chọc. Sai lầm, Bí thư Dương, đó không thể nói là sai lầm được. Lập tức Cung Chí Quân lên tiếng. Tính cách của người này cũng có chút giống với Cung Khai Hà, mạnh mẽ và cương quyết. Đồng chí Chí Quân, tôi nói sai sao? Chẳng lẽ anh không hiểu được tầm quan trọng trong việc giữ an toàn của lãnh đạo sao? Đã không có sự an toàn thì thành tích cũng chỉ là vô nghĩa. Không cần nói nữa, chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ, những người ngồi ở đây, chắc chắn không thể ổn được. Toàn bộ sẽ kết thúc, trách nhiệm này rất nghiêm trọng, chúng ta đều không thể đứng dậy nổi. Dương Chí Thăng hừ lạnh nói. Những lời nói của thằng này khiến cho những người ngồi ở đây đồng tình, bọn An Bình Phong, Chiêm Hữu Quang, Triệu Hướng Vân đương nhiên đều muốn sự chắc chắn.
không ai muốn mạo hiểm. Rất nghiêm trọng sao Bí thư Dương, có một số việc chỉ cần làm tốt mọi mặt, hoàn toàn có thể ngăn chặn được thôi. Ngũ Vân Lượng nói, ngăn chặn như thế nào, đồng chí Vân Lượng, anh nói cho mọi người nghe một chút đi. Triệu Hướng Vân hừ nói, tôi chỉ nói đến khía cạnh chính, cụ thể như nào là do các đồng chí trong cơ quan công an sẽ làm. Hơn nữa, không phải mỗi lần lãnh đạo xuống dưới tham quan đều phải giải phóng hết có phải không? Giống như hàng ngàn người xếp hàng trên đường phố đón chào thì thế nào? Hàng nghìn người, so với việc chúng ta xây dựng còn nhiều hơn lắm. Ngũ Vân Lượng nói, anh có biết phải sử dụng bao nhiêu cảnh lực không? Trường hợp như vậy phải sử dụng tới hơn vạn cảnh lực. Vài người dân sẽ phải có một nhân viên công an. Hơn nữa, 10 vạn người đến đây, chắc chắn đều là người của các cơ quan đơn vị, nên hiểu rõ. Mà việc này của chúng ta không giống với việc di rời hai thành phố để phát triển du dịch núi Thiên Thông. Hơn nữa, hai thành phố vì tranh thủ xin công trình trọng điểm và đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật cơ bản và các công trình dân sinh khác. Hiện tại công nhân xây dựng quy hoạch hoành không không dưới mấy vạn người. Cộng với người ở các ngành công nghiệp khác, ví dụ như vật liệu thép, ví dụ như làm hệ thống nước, trộn xi măng, cộng thêm với những nghề này, phỏng chừng không dưới 10 vạn người. Cùng với cư dân của thị trấn Hoành Không, có thể lên tới gần 20 vạn người. Người nhiều như vậy, sẽ rất phức tạp. Người ta dùng 10 vạn người xếp hàng trên đường phố để chào đón đều đã sắp xếp trước, còn 20 vạn người của chúng ta là một mớ hỗn tạp, loại người nào cũng có. Đây là nơi không an toàn cho việc ẩn náu. Lấy ví dụ vụ án phá hoại thời gian trước, lúc đó hàng trăm thiết bị đập tan. Ai làm vậy, đó là tổ chức có âm mưu muốn phá hỏng hoạt động. Việc như vậy có thể xảy ra thì chuyện gì không thể xảy ra chứ? Không thể đoán được trước tình hình, cho nên, chẳng những phải ngừng sản xuất, hơn nữa, còn phải nghỉ định kỳ, cho toàn bộ công nhân trở về. Sau đó cử một loạt các nhân viên an ninh vũ trang đến công trường xây dựng để giải phóng. Thế ở đâu có rủi ro trong an ninh đều cần được rửa sạch. Chúng ta tuyệt đối không thể để sai sót nhầm lẫn mới được. Tân Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Hạng Nam Mâu Ứng Khải nói. Hơn nữa, ngay cả dân cư trong thị trấn Hoành Không cũng phải nghĩ biện pháp để bọn họ đi ra ngoài vài ngày. Ví dụ như, những kẻ gây rối trong thị trấn, đang chờ để được phóng thích. Mặc dù những người này có thể tạo ra mối đe rối đối với an ninh, nhưng để người ta nhìn thấy cũng rất khó coi. Họ quay đầu lại sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng quy hoạch Hoành Không. Dương Chí Thăng ngó đầu lên để nhìn, dũng cảm đối đầu với gian ác. Ha ha, vậy thị trấn Hoành Không của chúng ta sẽ trở thành một thị trấn chết, một thị trấn mà. Vậy việc xây dựng quy hoạch Hoành Không từ đâu đến? Đã không có quy hoạch Hoành Không tại sao lại xin là hạng mục công trình trọng điểm của quốc gia? Không cẩn thận sẽ làm bừa bãi, trông gà hóa quốc thì thật là buồn cười. Để lãnh đạo đến xem một thành phố chết, trong lòng lãnh đạo sẽ thế nào, một chút cảnh tượng phát triển cũng không có, sẽ trở thành một thành phố ma. Quy hoạch Hoành Không thật là náo nhiệt, đây là một công trình trọng điểm, thì phải thể hiện là công trình trọng điểm. Cho nên, để hoàn thành, chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Đương nhiên, việc giữ an toàn cũng phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể để xảy ra một sai sót nào. Thái độ của Diệp Phàm kiên quyết. Ừ, Bí thư Diệp nói cũng có lý. Chúng ta đang làm gì? Chúng ta gần đến giai đoạn để xin hai người tiến hành. Lãnh đạo xuống đây là việc đại sự, đối với người của Hoành Không chúng ta cũng là một cơ hội trọng đại. Đương nhiên, làm gì cũng phải có sự mạo hiểm, hơn nữa sự mạo hiểm trong việc này thật là lớn. Tôi nghĩ, hiện tại chúng ta không nên nói về vấn đề giải phóng, mà làm thế nào để giảm được nguy cơ. Bao Nghị vừa thấy thái độ của Diệp Phàm như thế, lập tức thay đổi chiều hướng, cho dù nói như thế nào, cũng phải cùng suy nghĩ với Diệp Phàm. Cục trưởng Bao, lần này lãnh đạo xuống đây anh sẽ là tổng phụ trách công tác an ninh bảo vệ. Anh nói xem phải làm thế nào để giảm thiểu nguy hiểm. Nếu như không có phương án tốt, việc giải phóng là phải làm. Tuy nói Triệu Hướng Vân không có phản bác trực tiếp đề nghị của Diệp Phàm, nhưng chỉ thay đổi cách phản bác. Tăng cường cảnh sát, đi theo các nhân vật quan trọng. Quy hoạch Hoành Không của chúng ta là liên quan đến cả hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam. Cho nên, chắc chắc cảnh sát của hai tỉnh phải cùng nhau làm. Huống chi, hiện tại đều có các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh ngồi ở đây. Để dễ xử lý, có thể sẽ điều động lực lượng vũ trang, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Tất cả mọi chi phí tập đoàn Hoành Không sẽ bỏ ra. Mà lúc đầu lãnh đạo xuống đây là muốn tuần tra hai tỉnh. Nếu hai tỉnh cũng không có sắp xếp nhân viên đi theo,
lãnh đạo chỉ đến tập đoàn Hoành Không chúng tôi tuần tra thôi. Hai tỉnh đều trang bị các biện pháp an toàn, chúng tôi ở đây chỉ tăng cường thôi. Như vậy làm việc sẽ tốt hơn. Hơn nữa, có thể tìm sự giúp đỡ của đơn vị đồn trú, sẽ phái một ít binh lính duy trì ở đây cũng được. Bao Nghị nói, đương nhiên đề nghị này tốt, tuy nhiên, muốn không có sai sót nhầm lẫn, không ai dám cam đoan cả. An Bình Phong có chút do dự liếc mắt nhìn Chiêm Hữu Quang một cái. Chiêm Hữu Quang cũng gật đầu nói. Nhìn về góc độ an toàn đương nhiên việc giải phóng là tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta mời lãnh đạo đến đây không thể giải phóng được. Nếu không chúng ta có thể giải phóng một phần, vẫn có cảnh xây dựng nhộn nhịp là được. Lãnh đạo xuống đây là một cơ hội tốt như vậy chúng ta còn có thể làm gì? Tuy nhiên, việc an toàn là một việc rất khó làm. Chiêm Hữu Quang dường như nói những lời vô nghĩa, hai bên đều nói, không có một câu chính xác nào. Bởi vì, trách nhiệm là rất lớn, cho nên không ai đam đánh nhịp cả. Nếu nhấn mạnh vào việc giải phóng, khi áp dụng gặp thất bại trách nhiệm chẳng phải sẽ đánh vào đầu anh. Nếu như không rõ ràng, đến lúc đó xảy ra vấn đề về sự an toàn trách nhiệm sẽ lớn hơn. Cho nên, các đồng chí ngồi ở đây đều có tâm lý như vậy. Việc an toàn vẫn là quan trọng, tôi nói qua. Nếu như có sơ suất trong việc bảo vệ mọi cố gắng của chúng ta đều trở nên vô ích, hơn nữa, trách nhiệm quá nặng nề, chúng ta không thể gánh được. Dương Chí Thăng muốn làm chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 180.